Chương 21, nói dối. Diêu Thiên Thiên âm thầm khinh bỉ cậu ta. Người Trung Quốc có một câu cố thổ khó cách, phần lớn nguyên nhân là do trong nhà xảy ra chuyện lớn, nếu không sẽ không tùy tiện rời khỏi nơi mình sinh sống. Nếu không phải Vương Nhị Nha muốn rời khỏi Diêu Đại Vĩ, thì bà cũng sẽ không đưa cô tới thành phố bê xa xôi này, cố thổ khó cách, quê hương khó xa trời, thôi, nếu tề lỗi đã không muốn nói, cô hỏi cũng vô ích không phải tề miễu học cùng trường với cô sao? Sao cứ phải đi hỏi tề lỗi làm gì? Tuy rằng tề miễu bây giờ chỉ là một học sinh tiểu học lớp 5, nhưng trong nhà xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không thể nào giấu được cô ấy, kiểu gì cô ấy cũng sẽ biết được một ít tin tức. Đến lúc đó cô kết hợp cốt truyện đồng thời phân tích một phen, chắc chắn sẽ hiểu được đại khái. Phải nói rằng tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ tề đều rất hợp khẩu vị của Diêu Thiên Thiên, nhà bọn họ tự có kháng thể với nữ chính cả anh trai tề sâm đến em gái tề miểu đều không thích nữ chính đương nhiên cũng không phải bởi vì họ ghét nữ chính mà vì họ là những người xa lạ chẳng qua trong mấy ngày tề lỗi và nhà mộ dung hợp tác với nhau tề miểu đã yêu phải mộ dung tường trở thành một bia đỡ đạn dưới ánh hào quang của nữ chính cô ấy và mộ dung tường đã từng hẹn hò một khoảng thời gian khi đó nữ chính còn ở chỗ thượng quan lẫm sau khi mộ dung tường lên nắm quyền thì chuyện đầu tiên anh ta làm là đi tìm diêu doanh tâm chẳng qua anh ta lại nhận được tin nữ chính vì không muốn gả cho một ông lão hơn 50 tuổi nên đã rời nhà trốn đi. Biết không thể tìm được, mộ dung tường buồn bã quay về nhà, đúng lúc đó lại được tề miễu thổ lộ tình cảm, mộ dung tường liền đồng ý. Đối với tề miểu, mộ dung tường là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên cô ấy quen. Nhưng đối với mộ dung tường, tề miểu cùng lắm chỉ là gặp dịp thì chơi. Chẳng qua có chút trắc rối là khi ấy tề lỗi là giám đốc của tinh đồ, anh ta không tiện nói ra lời đề nghị chia tay với tề miễu nên bọn họ đã hẹn hò trong một khoảng thời gian dài mộ dung tường là người có kỷ luật anh ta không giống em trai mộ dung nghiêm của mình anh ta yêu nữ chính nhưng đồng thời cũng có thể đối xử chu toàn với những cô gái khác mãi đến khi nữ chính thật sự đồng ý ở cạnh anh ta thì mộ dung tường mới hạn chế bản tính của mình lại mộ dung tường có bệnh ưa sạch sẽ rất thích sạch sẽ nếu không phải anh ta là mối tình đầu của tề miễu thì chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý hẹn hò với cô ấy, mà sau khi hai người bọn họ hẹn hò, anh ta cũng không hề đi hái hoa ngắt cỏ. Trong mấy năm ở chung này, Mộ Dung Tượng cũng rất có tình cảm với cô gái có thể toàn tâm toàn ý với mình như Tề Miểu. Nếu nữ chính không xuất hiện, có lẽ hai người thật sự sẽ đi tới nắm mồ hôn nhân. Đáng tiếc, nữ chính xuất hiện, lại còn trùng hợp ký hợp đồng với tinh đồ dưới danh nghĩa nhà Mộ Dung. Sau khi mộ dung tường phát hiện ra cô ta thì bắt đầu đối xử vô cùng lạnh lùng với tề miểu Hôm ấy là sinh nhật của tề miểu, cô ấy đã đợi anh ta suốt một đêm Mộ dung tường lại ngồi ở trường quay với nữ chính suốt một đêm Cuối cùng hai người mệt mỏi ngủ thiếp đi trên một chiếc chiếc giường đôi Tuy rằng không xảy ra quan hệ gì, nhưng bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng mờ ám vào ngày hôm sau Mà cũng từ hôm ấy, Diêu Doanh tâm động lòng với mộ dung tường Sau một đêm kia Mộ Dung Tường lập tức muốn chia tay với Tề Miểu, nhưng Tề Miểu lại phát hiện ra mình mang thai. Mộ Dung Tường vô cùng tuyệt tình nói muốn cô ấy phá thai. Nhưng Tề Miểu lại là một cô gái ngốc, cô ấy không thể buông tay đoạn tình cảm nhiều năm như vậy. Cô ấy hạ quyết tâm muốn mẫu bằng Tử Quý đi tìm ông già nhà Mộ Dung để ông ấy làm chủ. Mặc dù quyền lực của nhà Mộ Dung đã nằm trong tay Mộ Dung Tường, ông già nhà Mộ Dung đã không còn quyền hạn gì nữa, nhưng uy tín vẫn còn ở đó ông ta chỉ cần nói một câu muốn sửa di chúc là có thể kéo mộ dung tường từ vị trí chủ tịch xuống dưới ông già nhà mộ dung là người bảo thủ lúc này mộ dung tường đã hơn ba mươi sắp bước sang tuổi bốn mươi chuyện hôn nhân của anh ta cũng là chuyện mà ông cảm thấy đau đáu nhất giờ thấy tề miễu mang thai ông ta không chút do dự đính hôn cho hai người cũng tỏ vẻ nếu tương lai tề miễu sinh con gái cô ấy vẫn sẽ là con dâu của nhà mộ dung nữ chính và mộ dung tường đều có cảm tình với nhau vậy trong chuyện này tề miễu chính là tiểu tam hoành đao đoạt ái chắc chắn là người tàn nhẫn độc ác chuyện gì cũng dám làm trên thực tế sau khi tề miễu nhận được sự chấp thuận của ông già nhà mộ dung cũng không ít lần cô ấy dựng chuyện ngán chân nữ chính nhưng dù là ai thì cũng sẽ ngứa mắt với loại ngôi sao hạng hai dụ dỗ người đàn ông của mình thôi đúng không nữ phụ độc ác tất nhiên sẽ không có kết cục tốt vì mộ dung tường bị ép buộc nên anh ta không có chút thương tiếc nào với tề miễu ngày thường cũng không về nhà mà ở bên ngoài dính lấy diêu doanh tâm. Nữ chính là một cô gái tốt, sau khi biết tề miễu và mộ dung tường đính hôn thì không còn thích anh ta nữa, cũng không chịu ở cùng với anh ta. Sự từ chối của diêu doanh tâm càng làm cho mộ dung tường giận chó đánh mèo lên người tề miểu. Không chỉ mỗi ngày đều cãi nhau với cô mà còn dùng những vụ bê bối với các nữ minh tinh khác để chọc cô ấy tức giận. Vị trí thai nhi của tề miễu vốn đã không ổn, được 7 tháng thì sinh non, vì cứu đứa bé nên tề miễu đã chọn chết trên bàn mổ tới lúc cô ấy chết rồi thì mộ dung tường mới hối hận anh ta nhớ lại tất cả những ký ức họ đã từng ở bên nhau trước kia quyết định sắm vai một ông chồng nặng tình sau khi vợ mất một người đàn ông làm việc chăm chỉ để nuôi con quả thực vô cùng có sức hút mộ dung tường thành công đánh thức trái tim thánh mẫu trong lòng nữ chính cũng giúp anh ta thành công có được tình cảm của nữ chính vì vậy tác dụng của nữ phụ tề miễu chỉ là đá kê chân cho mộ dung tường theo đuổi nữ chính hiệu quả vị hôn thê diêu thiên thiên này cũng giống vậy cả hai người đều bị anh em nhà mộ dung làm hại vô cùng thê thảm nhớ lại cốt truyện gốc diêu thiên thiên đột nhiên cảm thấy lý do tề lỗi ra tay độc ác với nhà mộ dung và nữ chính như vậy là có thể tha thứ được xảy ra nhiều chuyện như thế anh em nhà họ tề không có khả năng sẽ đi thích nữ chính giữa bọn họ chỉ còn lại sự thù hận trong phút chốc Diêu Thiên Thiên chợt có chút đau lòng cho cậu bé này. Hai lần gặp nhau, cậu ta đều sẽ nhắc tới em gái mình, nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc với trường học như vậy là đủ biết cậu ta thường xuyên tới thăm em gái rồi. Một người yêu thương em gái như thế, khi biết được em gái mình chết trên bàn mổ, đứa con còn bị người đàn ông hại chết mình đường hoàng ông đi, chuyện này làm sao không khiến cho Tề Lỗi hận, làm sao không trở thành một con người độc ác như vậy chứ? Vì thế Diêu Thiên Thiên chạy tới gần Tề Lỗi, cô giơ tay lên, vô cùng miễn cưỡng vỗ vỗ đầu, cậu ta, không đủ chiều cao là niềm đau. Tệ lỗi, anh mới học cấp 2 thôi đấy, cao như vậy làm gì, lật bàn, cứ như vậy Diêu Thiên Thiên chẳng hiểu sao lại trở thành bạn bè tốt của tệ lỗi. Sau đó mỗi buổi sáng sẽ có ai đó nhét táo vào gầm bàn của cô, mỗi giờ học sẽ có ai đó giúp cô điểm danh, mỗi ngày sẽ có ai đó giúp cô túng mấy bạn học trốn trực nhật về lớp và còn có cả ai đó gọi cô là chị dâu. Đây là xem quá nhiều phim Yakuza, rồi đúng không? Lật bàn, gia, phim xã hội đen của Nhật Bản, Diêu Thiên Thiên là lớp phó học tập môn toán kim luôn chức lớp trưởng. Hàng ngày cô sẽ phụ trách làm một số công việc của lớp, học sinh tiểu học đôi khi sẽ không có ý thức chấp hành kỷ cương, không làm bài tập về nhà và nhiều lần không trực nhật, Diêu Thiên Thiên cảm thấy chuyện này rất chi là bình thường, là trẻ con thì đứa nào mà chẳng thích chơi, chỉ cần mấy đứa nhỏ biết nhận sai, thái độ tốt và hứa sẽ không tái phạm nữa thì cô sẽ không nói với giáo viên. Tuy nhiên, nếu làm sai quá ba lần, thái độ quá đáng, tỏ ra không tôn trọng cô thì đừng có mà trách cô độc ác. Vì thế, lớp học của cô có náo loạn, ầm ý thế nào cũng đều không xảy ra trắc rối gì lớn. Nhưng kể từ khi cô gặp lại tề lỗi, những chuyện này đã không còn xảy ra nữa. Nhìn những học sinh nam trong lớp tự thành lập một đội nhỏ quản lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi giúp đỡ Diêu Thiên Thiên. Họ cũng không đánh nhau, không trốn học, không lười biếng trong một lần lao động còn được toàn ban bầu thành lớp lao động kiểu mẫu, đối với những bạn nữ trong lớp thích nhìn cô rồi nói xấu sau lưng, nghe nói trong một đêm trăng thanh gió mát nào đó, đã bị mấy học sinh nữ lớp 5 đưa ra ngoài làm một cuộc cải cách tư tưởng giáo dục. Trong trường tiểu học, học sinh lớp dưới thường theo bản năng sợ hãi mấy học sinh lớp trên, sau một trận giáo dục tư tưởng, mấy bạn nữ ngoan ngoãn hẳn ra. Mỗi lần nhìn thấy Diêu Thiên Thiên cũng không còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói mấy thứ liên quan đến béo phì linh tinh gì đó, họ cũng không dám mặt ngoài thì gật đầu, trong lòng thì không chịu làm những công việc mà Diêu Thiên Thiên giao cho. Nội tâm Diêu Thiên Thiên điên cuồng, đồng thời, trong lòng cô cũng dâng lên một loại cảm giác vui sướng lạ kỳ. Sống đến từng này tuổi rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô được nếm mùi vị được bảo kê. Cảm giác này thật sự rất tuyệt, chẳng qua mặt ngoài cô vẫn phải tỏ ra e dè một chút. Vì thế, vào một buổi chiều cảnh xuân tươi đẹp, Cô Sù Mặt nói với Tề Lỗi, anh không cần phải làm như vậy nữa đâu. Ban đầu, Tề Lỗi định mỗi ngày sẽ tới đón Diêu Thiên Thiên tan học, nhưng không may là giờ học của học sinh tiểu học và trung học lại khác nhau. Cậu chỉ có thể đến tìm Diêu Thiên Thiên vào giờ ra chơi sau tiết hai buổi chiều. Hôm nay đúng là thứ sáu, khi Tề Lỗi đến đón Diêu Thiên Thiên tan học, cậu vẫn luôn không ngừng tự hỏi, liệu mình có nên rủ em ấy đi chơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần không? Sao không thể làm như vậy, làm như vậy không tốt sao? tề lỗi nhướng mày sau khi cậu điều tra một lượt thì mới biết diêu thiên thiên là một cô bé hiền lành bình thường sẽ không hay mách giáo viên vì vậy các bạn cùng lớp ngày càng không tôn trọng cô suốt ngày đi gây chuyện nhưng họ cũng không gây ra rắc rối gì lớn trong lớp các bạn học cũng không dám biểu lộ hành vi muốn bắt nạt diêu thiên thiên thế nên cô mới tiếp tục được làm lớp trưởng đừng để họ gọi em là chị dâu nữa diêu thiên thiên tràn đầy phẫn nộ nhìn tề lỗi muốn trâu già gặm cỏ non gà, tôi còn nhỏ như vậy mà anh cũng xuống tay được sao, tề lỗi lớn hơn Diêu Thiên Thiên 5 tuổi. Năm nay cậu 14, là một học sinh cấp 2, đây cũng là lúc trẻ vị thành niên xuất hiện dấu hiệu xuân tâm nảy mầm, Diêu Thiên Thiên có lý do để nghi ngờ người này thích trẻ con, còn thích mình. Nào ngờ tề lỗi quét mắt đánh giá cô từ chân lên đầu, rồi lại từ đầu đến chân, cuối cùng cậu buông thõng tay xuống, làm một động tác bất lực. Tề lỗi bế Diêu Thiên Thiên ngồi lên xe đạp, vỗ vỗ đầu cô, nói, bọn họ mù hết cả rồi, để anh về dạy lại bọn họ. Mới có tí tuổi đầu, xem phim tình cảm ít thôi, đừng học tề miễu ngày nào cũng ảo tưởng sẽ có bạch mã hoàng tử cưỡi bạch mã, BMW đúc, đến đón mình. Nói xong còn lắc lắc đầu, tác hại của phim truyền hình thật sự rất lớn, Diêu Thiên Thiên rất hiếm khi tự mình đa tình. Mặc dù không thể hiện rõ ràng, nhưng cô vẫn vô cùng xấu hổ khi bị người khác phủ nhận. thân hình kiếp trước của cô rất béo, mũi còn hơi hết lên, tuy rằng cũng có một thời mơ mộng như tề miểu, nhưng cũng chỉ dám thích thầm người ta mà thôi. Diêu Thiên Thiên đã từng rất thích một học sinh nam cùng lớp, bạn nam đó không chỉ giỏi thể thao mà thành tích học tập cũng rất cao, rất nhiều bạn nữ đã viết thư tình cho cậu ấy. Diêu Thiên Thiên tự biết mình nhiều khuyết điểm nên chỉ lùi mình vào trong góc, mỗi ngày trồng viết tên cậu học sinh ấy lên tường viết xong còn lấy tay lau sạch đi như thể nó chưa từng có. Cô sợ bị người khác phát hiện ra bản thân đang si tâm vọng tưởng, tuy rằng mỗi người đều có quyền tự do yêu một ai đó, nhưng trẻ con thời ấy lại không thể hiểu được cách cảm thông cho người khác. Miễn là có cơ hội để làm nổi bật sự tồn tại của mình thì họ sẽ thể hiện bản thân mà không một chút do dự. Còn nhớ rõ năm ấy, Diêu Thiên Thiên học cấp 2 làm rơi nhật ký, bị bạn nữ bên cạnh vô tình nhặt được rồi đọc mấy trang tất cả các trang đều là tên của cậu học sinh năm kia. Diêu Thiên Thiên chưa kịp lấy lại thì quyển sổ tay đó đã lan truyền khắp cả lớp. Bạn nữ nhặt được quyển sổ tay của cô còn cố ý nói lớn, hóa ra Diêu Thiên Thiên thích hai mươi. khi đó cả lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, trông như đang nói một cô gái béo như vậy mà vẫn có quyền thích người khác sao? hoàn cảnh lúc ấy rất xấu hổ, nhưng cũng may những người ở độ tuổi đó rất nhanh quên, chẳng mấy chốc họ lại bị chuyện khác hấp dẫn sự chú ý không còn ai chú ý tới Diêu Thiên Thiên nữa. Chẳng qua mắt nhìn người của Diêu Thiên Thiên cũng không tồi, dù rằng bạn nam cô thầm mến không thích cô, nhưng khi mọi người cười nhạo cô, bạn nam đó đã cướp lại cuốn nhật ký và trả nó lại cho Diêu Thiên Thiên với một nụ cười vô cùng dịu dàng, là nhật ký thì phải giữ cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy nó nữa, vì thái độ của cậu ấy rất thoải mái nên mới không có ai cười nhạo Diêu Thiên Thiên, dẫu sau khi đó có rất nhiều cô gái thầm mến và viết thư tình cho cậu ấy cô chỉ là một trong số đó mà thôi, cũng chẳng có gì to tác cả. Nhưng từ đó về sau, Diêu Thiên Thiên đã không bao giờ viết nhật ký nữa. Vốn dĩ lúc đầu cô viết nhật ký chỉ để giảm bớt sự áp lực, nhưng sau vụ việc lần này, không có chỗ xả stress, tính cách của cô lại càng trở nên quái gở hơn. Ngay cả ở kiếp này, cô vừa là một lớp trưởng, vừa là học sinh có điểm số tốt, mặc dù cô biết trong tương lai mình sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng trí nhớ kiếp trước đã khắc sâu vào trong đầu. Khi những người khác nói cô béo, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Tề Lỗi, Diêu Thiên Thiên không khỏi có chút phấn khích, cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi mấy anh em của Tề Lỗi gọi mình là chị dâu, đôi khi cô cũng không thể nhìn được mà trọng ngắm Tề Lỗi. Đúng thật là rất đẹp trai. Mới học cấp 2 thôi mà đã cao như vậy. Trong cốt truyện gốc tác giả miêu tả Tề Lỗi cao khoảng 1m90, còn Diêu Thiên Thiên cao 1m70, dáng chuẩn người mẫu quả thực rất xứng đôi, nghĩ nghĩ rồi không nhìn được nói ra, nói ra thì tệ lỗi lại không cho là đúng, có xấu hổ hay không chứ. Diêu Thiên Thiên buồn đầu nhảy xuống xe đạp, muốn tự mình về nhà. Hừ, mấy kẻ yêu thích cái đẹp, chờ tương lai chị đây trở nên quyến rũ, chị sẽ cho mấy người quỳ gối dưới váy thạch lựu của chị rồi sau đó sẽ vứt bỏ mấy người. Tề lỗi giật mình thấy vị tổ tông đột nhiên nhảy xuống xe, cậu vội vàng chạy tới túng cô lại, cậu phất lờ Diêu Thiên Thiên đang ra sức giãy dụa, Ông cô đặt lại trên yên xe đạp, vừa ôm vừa cắn răng nói, quá nặng. Diêu Thiên Thiên đang nhớ lại những chuyện đau khổ mình từng trải qua trong quá khứ và nghĩ đến tương lai về sau sẽ ngọt ngào thế nào thì đúng lúc này lại nghe thấy tề lỗi nói, quá nặng, cô lại không thể ngăn mình nhớ về quá khứ, vành mắt lập tức đỏ lên. Mới nói như vậy thôi mà đã khóc, thật sự rất mất mặt. Cô nghẹn ngào, lại muốn nhảy xuống khỏi xe đạp, tề lỗi lập tức ông lấy cái eo nút mít thịt của cô, cúi đầu hỏi, tiểu tổ tông, em lại làm sao vậy? Vừa cúi đầu thì thấy vành mắt của Diêu Thiên Thiên đã đỏ lên, tề lỗi tức sùi bọt mép, quay đầu xe đạp lại, nói, ai dám bắt nạt em, anh trai sẽ trả thù cho em, anh bắt bạc em. Diêu Thiên Thiên hung dữ đá vào mông tề lỗi, thấy trên chiếc quần của cậu hiện lên dấu chân nhỏ màu xám thì trong lòng cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đá không đau không ngứa nên tề lỗi cũng không biết trên mông mình đã bị dán một, nhãn dán, cậu cắn răng bế cô bé lên, sau đó lên tiếng dỗ dành anh thương em còn không kịp, làm sao có thể bắt nạt em được, vừa dỗ vừa thầm suy tư trong lòng, nặng quá. 50 kg, tương đương với 100 cân. Ngay cả người trưởng thành còn khó khiên lên nổi. Nếu tề lỗi không có thiên tư dị bẩm thì có lẽ sẽ không thể nào bế bé, bé, bé béo thiên thiên lên được. Câu quá nặng trước đó cũng không hề cố ý, nếu cậu có thể dùng một bàn tay sách diêu thiên thiên lên, vậy đây sẽ không phải là chuyện thánh mẫu não tàn nữa mà là chuyện thánh mẫu não tàn có dị năng. Nói không chừng còn có cả nhân thú, nhân thực, người máy, như thế càng kinh khủng hơn. Một số người có thể giữ được sự bình tĩnh khi gặp phải áp lực, nhưng một khi áp lực qua đi, họ sẽ không thể duy trì mặt nạ bình tĩnh của mình được nữa. Diêu Thiên Thiên chính là loại người như vậy, khi không ai đâu, không ai yêu thương cô, cô chỉ coi mình như một đám cỏ dại, khi đối mặt với bọn cướp cũng sẽ tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng một khi có ai đó đau lòng vì cô, ai đó chịu yêu thương cô, ai đó che chở cho cô, thì dù chỉ là một vết thương nhỏ, cô cũng muốn tru lên như một con sói. Ban đầu Diêu Thiên Thiên đã định nhìn xuống, nhưng vừa được tề lỗi bế lên, cô liền không thể nhìn được nữa. Những hạt đậu vàng thi nhau rơi, cô vừa dụi mắt vừa dùng nắm tay đánh vào người tề lỗi, đều do anh nói em béo, còn vẽ con heo tặng cho em. Sau đó còn cạo trọc đầu em, rõ ràng chính là anh bắt nạt em, tệ lỗi. "Ồ, à, em gái, trí nhớ của em thật tốt, vẫn còn nhớ anh là ai. Mấy ngày nay không thấy Diêu Thiên Thiên lôi chuyện cũ ra nói, tề lỗi còn nghĩ rằng cô đã quên mình là ai, không ngờ được bé béo đã ủ mưu từ sớm, chỉ chờ lúc này đây. Họ đều nói em là con lợn béo, anh cũng nói em nặng, hu hu." Diêu Thiên Thiên càng nói càng kích động, bỗng chốc muốn để nước mắt của cả hai kiếp đều rơi xuống hết trong giờ phút này. Những hạt đậu vàng rơi như mưa, lách tách, lách tách rơi trên cánh tay của Tề Lỗi khiến cho cậu ta không khỏi cảm thấy luống cuống tay chân tề lỗi lớn đến từng này rồi mà vẫn chưa một lần tiếp xúc với nữ sinh bao giờ khi còn nhỏ những nữ sinh thích đánh nhau đều đi vòng qua cậu em gái thì lại khá thân với anh cả trước giờ đều tỏ ra coi thường cậu đến khi học cấp hai trổ mã đẹp trai thì lại có rất nhiều bạn nữ đã viết thư tình tặng quà bất chấp tiếng xấu của tề lỗi nhưng cậu vẫn luôn khinh thường và không quan tâm đến mấy nữ sinh đó vì thế đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy con gái rơi nước mắt lại còn rơi trong lòng mình tề lỗi không khỏi ngay ra như phỏng tiểu tổ tông em đừng khóc cậu cũng chưa từng dỗ ai bao giờ chỉ có thể dùng bàn tay to của mình vô cùng cẩn thận lau nước mắt cho diêu thiên thiên đều là lỗi của anh là anh hư hỏng diêu thiên thiên bắt đầu được voi đòi tiên đúng 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 đều là anh không tốt em đánh anh đi không đúng em đánh cũng chẳng thấm vào đâu anh tự mình đánh. Sau đó đúng là tự cho mình hai đấm, còn dùng sức rất mạnh, hu hu hu, tại sao em lại càng khóc lớn hơn vậy, trời xanh ơi. Đưa tôi đi đi, sao anh lại tự đánh mình mạnh như vậy, hu hu. Diêu Thiên Thiên thực sự không buồn nữa, chỉ là đang khóc cho vui thôi, tệ lỗi, anh nên vui vì Diêu Thiên Thiên quan tâm mình hay nên buồn vì cô bé này khóc như một trận lục lớn, rất bối rối, tình cảm giữa người với người là thứ không thể giải thích được. Dường như có những người không cùng một thế giới, nhưng cố tình hết lần này đến lần khác họ lại vô cùng hợp nhau, quan hệ còn thân thiết hơn cả anh em họ hàng. Tề Lỗi có loại cảm giác này với Diêu Thiên Thiên. Năm năm trước, tính tình của một đứa trẻ khi vừa nhìn thấy thứ mình thích liền muốn tiến lại gần, muốn bóp đi bóp lại, xoa đi xoa lại, không có ý xấu gì, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Ngày đầu tiên gặp lại cô, cậu chỉ cảm thấy ấy nấy, bởi vì Tề Lỗi vẫn luôn cho rằng nguyên nhân Diêu Thiên Thiên không đến trường chắc chắn là do bị mình bắt nạt, thế nên cậu mới muốn chăm sóc cho cô thật tốt, nghe thấy cô bị mọi người trong lớp coi thường, thực ra là Diêu Thiên Thiên sống rất xuôi gió xuôi nước. Mối quan hệ với các bạn học thường sẽ có tốt có xấu, nhưng trong mắt tề lỗi, ai nói cô xấu thì cậu sẽ không vui, cậu không nhịn được mà ra tay, xử lý, mấy đứa nhảy tranh thích bắt nạt cô, còn tiện thể nhờ tề miễu chăm sóc và quan tâm tới Diêu Thiên Thiên một chút. Công việc chính của cha tề lỗi là giết heo mổ chó, theo đó người nhà họ tề cũng đều có khí phách hiên ngang như cha cậu. Mặc dù tề miễu là nữ sinh, nhưng cũng là một bông hoa bá vương của khối lớp 5. Nhan sắc không tồi, học tập cũng không tồi, nhưng đừng bị dáng vẻ mảnh mai nhỏ nhắn của cô ấy đánh lừa. Cô ấy có thể vì bạn cùng lớp bị bắt nạt mà hạ gục một nam sinh lớp 6, không phải học sinh năm đó nhường cô ấy, mà là hai người thật sự dùng nắm đấm đánh nhau thứ cô ấy ghét nhất chính là thấy mấy bạn nữ bị bắt nạt sau khi nghe tề lỗi kể khúc mắt giữa mình và diêu thiên thiên thì tề miễu cũng có tìm hiểu và quan sát qua sau đó phát hiện ra bạn nữ này rất có nề nếp chưa bao giờ theo dệt chuyện gì dù là lớp trưởng nhưng cũng không hề kỹ thế hiếp người tuy rằng dáng vẻ hơi khó coi nhưng vẫn tính là thuận mắt tiếp đó tề miễu cũng giúp diêu thiên thiên dạy dỗ mấy bạn nữ xấu tính trong lớp của cô một chút tuy rằng hai người chưa từng gặp nhau nhưng một người đã nảy sinh ý muốn kết bạn vì cả hai đều là những bia đỡ đạn đáng thương, còn một người lại dựa trên lời kể của anh hai và như những gì mà bản thân quan sát được, Tề Miểu cảm thấy mình cũng rất thích cô bé này. Giữa hai người giống như tồn tại một loại cảm giác có tên là thưởng thức. Tề Lỗi cũng vậy, lúc đầu cậu cũng chỉ muốn bù đắp cho xong chuyện. Nhưng không ngờ sau vài lần tiếp xúc, cậu lại cảm thấy cô bé này rất hợp khẩu vị của mình. Cái đầu quả dưa kia không biết lớn lên như thế nào, thường xuyên nhảy ra vài câu vừa kinh thế hải tục, lại vô cùng sâu sắc, cũng không giống như mấy đứa bé khác lúc nào cũng nũng nịu ồn ao. Ngoại trừ lúc này đang đổ một trận, lũ lớn, thì bình thường cô rất giống một bà cụ non, tính tình thoải mái khiến cậu luôn nghĩ đến việc đưa cô bé đi chơi. Thế mới nói, hào quang bẩm sinh của Diêu Thiên Thiên đã hấp dẫn người nhà họ tề. Giữa hai bên có sự đồng cảnh ngộ, lúc gặp nhau thì lại như củi khô gặp lửa lớn, sao chổi va vào trái đất, cọ ra mấy tia lửa chói lóa. Ờ, hình như có chỗ nào sai sai, lần này thấy cô khóc khiến tề lỗi cảm thấy rất đau lòng. Cậu thật sự coi Diêu Thiên Thiên như em gái ruột của mình, từ nhỏ cậu đã bị anh trai bắt nạt nên mới muốn đi bắt nạt con gái nhà người ta, tề lỗi, suy nghĩ này của anh thật sai lầm, không dễ gì mới có một đứa em gái nhưng nó lại tra tấn cậu suốt ngày, chẳng đáng yêu một chút nào cả. Diêu Thiên Thiên quả thực chính em gái điển hình trong cảm nhận của tề lỗi, trong mắt cậu, diêu thiên thiên không khác gì một con lật đật tròn tròn dễ đẩy ngã mà chơi vui nhất là khi cô bị đẩy ngã rồi còn có thể bật ngược lại vì thế mặc dù bình thường cậu rất lắm lời rất thoải mái với diêu thiên thiên nhưng cậu lại không thể chịu được nước mắt của cô cứ như vậy cậu đạp xe đạp đưa cô về nhà thấy hôm nay tan học sớm nên tề lỗi còn định đưa diêu thiên thiên đi ăn gì đó không ngờ lại bị mấy hạt đậu nhỏ cản trở đường đi nhà của cô rất gần trường lúc vương nhị nha mua nhà cũng đã xem xét rất kỹ đến việc học ở trường của diêu thiên thiên bà đã mua nhà gần một trường tiểu học trọng điểm nơi này khá đắt đỏ mấy ngàn tệ một mét vuông tuy rằng vương nhị nha có tiền nhưng mấy năm nay đều giao hết tiền cho diêu đại vĩ quản lý bà chưa bao giờ tiêu nhiều tiền như vậy khi bỏ tiền ra tay còn hơi run riêng diêu thiên thiên thì lại rất vui mừng hớn hở đây là khu nhà gần trường đó bây giờ là mấy nghìn nhưng mười mấy năm sau, có mấy vạn cũng chưa chắc mua nổi đâu. Chuyện này phải gọi là một bước lên mây, dù biết rằng cổ phiếu trong tay Vương Nhị Nha còn tăng nhanh hơn so với giá nhà, nhưng Diêu Thiên Thiên vẫn ra sức thuyết phục Vương Nhị Nha mua hết những căn nhà gần trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và thậm chí là các trường đại học trọng điểm. Phải biết rằng ở thành phố B cũng không chỉ có một ngôi trường trọng điểm. Đầu tiên, Vương Nhị Nha còn cảm thấy không cần để ý nhiều tới lời nói linh tinh của trẻ con, nhưng sau đó bà suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng rất hợp lý. Bà có thể cắn răng mua một khu nhà gần trường, vậy chắc chắn vẫn sẽ có người mua nó, nghe nói giá nhà ở thành phố B đang tăng, bây giờ cứ mua để đó, trong tương lai có khi sẽ bán được gấp mấy lần giá mua hiện giờ cũng nên, đôi khi mọi người không phải không có ý thức về kinh doanh, chỉ là do không ai nói cho mình biết mà thôi, nghe Diêu Thiên Thiên nói như vậy, Vương Nhị Nha, không thầy dạy cũng hiểu, bùng bùng mua mấy mảnh đất đều là những nơi còn chưa kịp khai phá, bà càng đưa nhiều tiền thì càng có nhiều người muốn bán. Đến khi Vương Nhị Nha tiêu hết 7 tám phần số tiền mặt Diêu Đại Vĩ chia cho mình thì 50% mét vuông đất của thành phố B đã, được đứng tên bà. Lúc này cũng chưa cần phải nộp thuế đất, đừng nói hai mảnh mất, mấy mảnh đất đi chăng nữa thì cũng không cần phải nộp thuế, Vương Nhị Nha quả thực vô cùng dễ dàng mua được một đống nhà và đất trống. May mắn đã mỉm cười với bọn họ, mới dọn đến thành phố B không bao lâu đã có một công ty đến đây khai phá thị trường. Bọn họ muốn quy hoạch một mảnh đất của Vương Nhị Nha để xây dựng công xưởng, còn trợ cấp cho bà không ít tiền. Diêu Thiên Thiên nhớ rõ, sau khi bàn luận ổn thỏa về vấn đề bồi thường, Vương Nhị Nha đã về nhà nghỉ ngơi một thời gian dài, sau đó chuẩn bị cho việc đi học ở trường cao đẳng. Bà đơn giản chỉ tốt nghiệp cấp 3, lúc đó thi lên đại học không dễ nên Vương Nhị Nha chỉ chọn vào một trường cao đẳng bình thường. Tuy nhiên, sau khi học cao đẳng kỹ thuật xong thì bà vẫn có thể thi lại. Trong vòng 2 năm, Vương Nhị Nha đã lấy được bằng tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, hơn nữa, bà còn chi tiền để xin được một chân vào cục xây dựng đô thị, giờ Vương Nhị Nha đã không còn tên là Vương Nhị Nha nữa. Bà đã đổi tên thành Vương Bình, một cái tên rất đổi bình thường, Diêu Thiên Thiên hiểu ý của bà, chính là muốn cuộc sống của hai mẹ con bọn họ trôi qua một cách yên bình, Vương Nhị Nha không thay đổi họ cho Diêu Thiên Thiên. Theo suy nghĩ của bà, con gái họ gì không quan trọng, nó vẫn là đứa con gái yêu của bà, đúng là không có đứa con nào ngoan hơn Diêu Thiên Thiên. Khi cô mới 4 tuổi thì cha mẹ ly dị, cô cũng không làm ầm ĩ, không nhiễu, không quấy, không khóc. Mấy năm nay, Vương Nhị Nha vẫn luôn vội vàng học tập ở trường cao đẳng, không có nhiều thời gian chăm sóc con. Nhưng thành tích học tập của Diêu Thiên Thiên vẫn rất ưu tú nên bà cũng không phải lo lắng gì cả. Mặc dù hai mẹ con có tiền, nhưng năm năm qua vẫn làm lụng vô cùng vất vả. Trường mà Vương Nhị Nha theo học là một trường học toàn thời gian, dù nó cũng ở thành phố B nhưng lại rất xa nhà. Đôi khi việc học bận quá, bà còn không có thời gian để về nhà, Diêu Thiên Thiên vẫn luôn lớn lên ở trung tâm chăm sóc trẻ, điều này khiến cho Vương Nhị Nha cảm thấy vô cùng ấy nấy, nhưng Diêu Thiên Thiên lại không nghĩ như vậy. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết rằng Vương Nhị Nha đã mệt mỏi đến mức nào mặc dù có tiền mua xe nhưng bà không biết lái xe vì vậy hôm nào bà cũng phải dậy sớm để bắt xe bus. ngoài việc bận quá nên phải ngủ lại trường học ra thời gian còn lại mặc kệ bản thân có mệt đến đâu thì bà vẫn cố gắng về nhà trước khi cô đi ngủ bà đều sẽ đặt một nụ hôn chút ngủ ngon tấm áp lên trán cô diêu thiên thiên tin rằng một người mẹ chu đáo và có trách nhiệm như vậy chắc chắn là một người mẹ kiểu mẫu lý tưởng năm tháng như thoi đưa Cô chính là người được chứng kiến sự trưởng thành của Vương Nhị Nha. Ngày đầu khi đến thành phố B, mẹ con cô đều không có hộ khẩu nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua nhà và nhập học. Một mình Vương Nhị Nha đã chạy vậy khắp nơi, may mắn cuối cùng cũng tìm được cách và phải bỏ ra một ít tiền mới sắp xếp ổn thỏa được. Sau đó Vương Nhị Nha đã dùng một cách nào đó đổi tên đăng ký thi mà không gặp trở ngại gì. Lúc chọn trường bà cũng chọn một ngôi trường có khóa học trọn gói, thời điểm ấy mọi người đều thích ra nước ngoài du học, bộ môn công chức cũng không được xem trọng vì nó phân bổ dễ, điều chức cũng dễ. Vương Nhị Nha khá thích mấy khu đất chưa được quy hoạch ở thành phố B nên bà chọn chuyên ngành quy hoạch ở thành phố. Cuối cùng, bà được phân bổ đến cục xây dựng đô thị. Ngay khi bà làm việc ở đó được một năm thì thành phố B bắt đầu thực hiện quy hoạch đô thị với quy mô lớn. Mặc dù Vương Nhị Nha chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng vì bà nhanh nhẹn, chăm chỉ, siêng năng nên được xếp trọng dụng đồng thời cũng vì thế mà có một chút quyền lực. Tuy nhiên, điều này cũng không đại biểu cho những ngày tháng tốt đẹp của họ đã đến. Trái lại, sự nghiệp của Vương Nhị Nha càng ngày càng khó thăng tiến, vì bà là một cô gái nông thôn, khi bà 18 tuổi đã kết hôn với Diêu Đại Vĩ. Tới lúc Diêu Thiên Thiên một tuổi thì hai người mới đi làm giấy đăng ký kết hôn, giờ Vương Nhị Nha ly hôn thì mới chỉ 23 tuổi, ở nông thôn, một cô gái 23 tuổi đã là gái lỡ. Còn ở thành phố B thì bà vẫn là một cô gái trẻ đầy hứa hẹn, đến lúc bà học xong cao đẳng thì mới chỉ 26 tuổi, cộng thêm khuôn mặt dịu dàng, vừa đến đơn vị công tác đã có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho bà, nhưng Vương Nhị Nha đã tuyệt vọng với đàn ông từ lâu. Trong lòng bà thầm nghĩ chỉ muốn nuôi nấng Diêu Thiên Thiên thật tốt, khi mấy người trong đơn vị biết bà đã qua một đời chồng và đang nuôi một đứa con gái, điều đó đã bắt đầu trồng cỏ trong lòng một số người đàn ông trong cỏ động từ ý là làm người khác dần hết hy vọng đối với mấy loại đàn ông này vương nhị nha luôn từ chối dứt khoát trong mấy năm nay bà đã tôi luyện ra khí thế mạnh mẽ bà cũng không cần phải sử dụng giọng điệu quá đanh thét chỉ cần nói vài câu đã khiến người ta hết hy vọng khiến người ta tự biết xấu hổ mà lui dần già, những người đàn ông có điều kiện bình thường đều không dám ngỏ lời với bà người phụ nữ này thật sự quá mạnh mẽ quá nghị lực nhưng tại nơi làm việc cũng sẽ không tránh được một hoặc hai tên biến thái muốn tăng bớt gì đó. Có một lần Vương Nhị Nha đã bị chút rượu say như chết, nhưng bà vẫn cố duy trì sự tỉnh táo, lúc về đến nhà mới dám ngất đi. Ngày đó, Diêu Thiên Thiên vô cùng sợ hãi, cô bé nhanh chóng gọi cho 120 đến cứu Vương Nhị Nha. Sau hôm ấy, Vương Nhị Nha đã rút ra được một bài học. Bà nằm ở nhà hơn 10 ngày mới đi làm lại, sau đó còn chăm một đống lỗ kim vào tay cho lãnh đạo xem lãnh đạo cũng bị dọa sợ, Vương Nhị Nha cố tình giả bệnh để xin giấy nghỉ phép ở bệnh viện. Bà còn yêu cầu bác sĩ nói dối giúp mình, lúc ấy, bác sĩ bày mưu đặt kế, thảo luận qua điện thoại với dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng, phun ra một đống ngôn ngữ chuyên ngành rồi tổng kết lại trong một câu, bệnh nhân này còn uống rượu nữa thì chỉ có nằm chờ chết thôi. Cũng vào năm đấy, nhà nước đã ban hành quy định nghiêm cấm dùng quỷ công để ăn uống rượu chè linh tinh. Mặc dù việc cấm hoàn toàn là rất khó nhưng mọi người cũng đã bớt rượu che lại. Vì vương nhị nha, suýt chết, do uống rượu nên không còn ai dám có ý xấu chút rượu bà thêm lần nào nữa. Nhỡ đâu mời người ta uống lại hại chết người ta, sau đó bị vạch tội, từng người một đều chờ bị lôi lên đồn đi thôi. Bằng cách này, công việc của vương nhị nha dần dần trở nên thuận lợi hơn. Bà cũng chuẩn bị thi lên đại học nên mỗi ngày bà đều về nhà từ rất sớm, vừa hạnh phúc nhìn con gái, vừa chăm chỉ học tập. Ngày trước, bà luôn về muộn hơn Diêu Thiên Thiên nhưng hôm nay đường về nhà của cô bị trì hoãn do xảy ra lũ lụt thế nên khi tề lỗi đưa cô về nhà vừa vặn lại chạm mặt với vương nhị nha vương nhị nha nhìn một người đàn ông từ đằng xa đi đến tề lỗi rất cao nếu không nhìn mặt thì sẽ nghĩ là một người đàn ông trưởng thành anh ta đang dắt một chiếc xe đạp và ông một cô bé đang khóc đến mặt mũi ướt nhẹt bà không khỏi cảm thấy nghi hoặc sao bóng dáng cô bé kia lại giống thiên thiên nhà mình thế nhỉ thế là vương nhị nha đứng lại nhìn trong chốc lát càng ngày càng gần, đó không phải thiên thiên nhà mình sao? Có chuyện gì với người đàn ông đó vậy? Thiên thiên không muốn cho cậu ta ôm, cậu ta lại ôm chặt không thả sao, còn dùng tay sờ mặt con gái mình, giết nó. Mấy năm nay, vương nhị nha ứng xử càng thêm khéo léo, nhưng tính cách đanh đá vẫn không thể nào sửa được. Bình thường không ai đụng đến điểm mấu chốt của bà, thì bà sẽ không ra tay ẩu đả người ta. Nhưng Diêu Thiên Thiên là tâm can bảo bối của Vương Nhị Nha, ai dám làm? tổn thương con bé thì người đó đang đối đầu với bà rồi vương nhị nha quá tức giận nên không hề nghĩ ngợi giơ chiếc túi có mấy quyển sách tham khảo nặng trịch trong tay lên một quyển sách dày có thể ngang với mấy cục gạch không một chút chần chừ ném về phía tề lỗi ngày ấy tề lỗi không về nhà cậu được vương nhị nha giữ lại ăn cơm chiều thật ra vương nhị nha muốn đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra trước mấy quyển sách của bà không hề nhẹ một chút nào chỉ mong đừng đập hỏng người con cái nhà người ta nhưng tề lỗi lại không để ý đến chuyện này mấy cậu thường xuyên đánh nhau không nói đến số lần bị ném gạch vào người ngay cả bị ném vào đầu cũng có cơ thể của mình thì mình là người hiểu rõ nhất do thường xuyên gặp cảnh đánh lén nên lúc nào cậu cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ khi vương nhị nha chuẩn bị đánh tới thì tề lỗi đã phản ứng kịp cậu nhanh chóng nghiêng người qua một bên vì vậy bà đã ném trượt sang bên cạnh sau khi tránh được đòn đầu tiên thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều mọi người mặt đối mặt Diêu Thiên Thiên thuận miệng bịa ra vài chuyện gì đó, mọi người ngay lập tức trở nên hòa thuận vui vẻ. Vương Nhị Nha hiểu ra mình đã đánh nhầm cậu bé tề lỗi, ngoan ngoãn thì trong lòng bà cảm thấy vô cùng ấy nấy, muốn giữ cậu lại ăn cơm chiều để chuộc lỗi. Tề lỗi cũng không thường xuyên về nhà ăn cơm nên cậu không chút chần chừ liền gật đầu đồng ý, lúc đồng ý còn chớp chớp mắt nhìn Diêu Thiên Thiên. Tề lỗi nghĩ rằng Diêu Thiên Thiên sẽ nói với Vương Nhị Nha về việc khi còn nhỏ cậu đã cạo trọc đầu cô. Không ngờ Diêu Thiên Thiên lại không hề nhắc gì đến chuyện đấy, điều này không khỏi khiến cậu càng nhìn cô lại càng cảm thấy thuận mắt. Cô bé này không tồi, không kiêu ngạo, không nóng nảy, không mách lẻo. Đúng là một đứa trẻ tốt. Trong bữa cơm, hai mẹ con mới phát hiện ra tề lỗi ở gần nhà họ, cũng ở gần khu trường học này. Nghĩ một chút thì thấy cũng hợp lý, nếu không sống gần đây thì tề miểu cũng sẽ không học chung trường với Diêu Thiên Thiên tuy nhiên muốn chuyển nhà từ thành phố khác sang thành phố b mà không có hộ khẩu cũng không phải là một chuyện dễ dàng thật sự không biết trong nhà tề lỗi đã xảy ra chuyện gì nữa hai câu tục ngữ không đánh thì không quen bà con xa không bằng láng giềng gần đã được thể hiện rất rõ thông qua mối quan hệ giữa vương nhị nha và tề lỗi bà không thể về nhà vào buổi trưa nên diêu thiên thiên đều ăn trưa tại một quán cơm nhỏ gần trường cô không được nghỉ ngơi tốt hôm nào đi học cũng sẽ mệt trả rời mỗi khi họp phụ huynh, giáo viên sẽ lén nói với Vương Nhị Nha là Diêu Thiên Thiên thường xuyên ngủ gật trong lớp, điều này khiến bà cảm thấy vô cùng có lỗi với Diêu Thiên Thiên. Diêu Thiên Thiên, tôi ngủ gật trong lớp chắc chắn không phải vì thiếu ngủ không, không. Ngay khi bà nghe nói nhà của tề lỗi cũng ở gần đó, thằng bé còn có một cô em gái cùng trường với Diêu Thiên Thiên. Trong lòng Vương Nhị Nha bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn kết giao với nhà họ tề. Khi bà bận quá thì có thể nhờ họ tiện đường chăm sóc Diêu Thiên Thiên tuy nhiên việc này cũng không nên vội vàng phải làm từ từ mới được vào thời điểm đó mối quan hệ giữa người với người rất đơn giản vì thế mối quan hệ giữa những người hàng xóm với nhau thì cũng chỉ cần một câu nói thôi là đủ từ đầu là do vương nhị nha hiểu lầm tề lỗi thế nên bà cảm thấy rất có lỗi với thằng bé sau đó lại quyết định muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà họ tề bởi vậy một bữa cơm này vương nhị nha vô cùng quan tâm tề lỗi không ngừng gấp đồ ăn cho cậu thành ra hôm ấy Tề lỗi phải ưỡng cái bụng to về nhà, nó muốn chết, nhờ thuộc tính bia đỡ đạn thu hút lẫn nhau, sau khi người nhà họ Tề và Diêu Thiên Thiên gặp nhau vài lần, cô rất nhanh đã biết được tình hình hiện giờ của nhà họ Tề. Nhà họ Tề đúng là đã xảy ra một chuyện rất lớn. Bọn họ vốn dĩ chỉ, chỉ là một gia đình bình thường, nhưng đột nhiên có một ngày trên trời lại rớt xuống một viên gạch vàng. Bọn họ có mối quan hệ họ hàng phải bắt tám chiếc gậy tre mới tới được với một vị giám đốc của xí nghiệp thuộc sự cai quản của nhà mộ dung nghe nói ông ta đã làm chuyện gì đó vô cùng có lỗi với cha tề hình như năm đó đã trộm con trâu duy nhất của nhà họ tề đem đi bán để gây dựng sự nghiệp cho bản thân trợ giúp ông già nhà mộ dung tranh đấu giành thiên hạ có lẽ đúng là gặp phải quả báo vì giám đốc kia tuổi đã già mà đến giờ vẫn không có con cháu thừa kế gia sản của mình bản thân ông ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nhà họ tề vì đã đánh cắp một thứ vô cùng quý báu của họ một con trâu cuối cùng ông ta giao hết tài sản của mình cho cha tề Diêu Thiên Thiên, không phụ là nhân vật bốt lớn nhất. Quá trình cuộc khởi này thật sự không kém gì Diêu Đại Vĩ. Ba năm trước, khi cha tề nhận được thông báo của luật sư còn nghi ngờ mình gặp phải tội phạm lừa đảo. Mãi đến khi tiền đến tận tay rồi thì ông mới nhận ra, hóa ra trên trời thật sự sẽ rơi xuống một cái bánh nhân thịt, còn là cái bánh vàng 24K. Chuyện hôm đó xảy ra vô cùng vang dội, họ hàng xa, gần đều biết nhà họ tề phát tài, bọn họ trở thành cây to đón gió thường xuyên có người đến vay tiền, trong nhà còn thường xuyên xuất hiện trọng cướp. Cuối cùng vẫn là mẹ tề vô cùng quyết đoán vỗ bàn nói, chuyển nhà, cứ thế cả nhà họ tề chuyển nhà đến thành phố B vì họ là cổ đông của Minh Viễn, thuộc công ty nhà mộ dung. Tất cả tài sản đều ở thành phố B nên việc làm hộ khẩu cũng tương đối dễ dàng. Sau khi trải qua cảnh bị họ hàng gần xa lao vào cắn xé nấu nghiến như châu chấu, mẹ tề đã yêu cầu mọi người trong gia đình phải giữ bí mật về chuyện này bắt bọn họ phải ngậm chặt miệng không được khé ra một câu bây giờ nhà họ tề đang đi trên con đường khá giả rõ ràng họ có một khoản tiền lớn nhưng vẫn sống trong một căn nhà bình thường cũng không làm gì để bản thân trở nên quá nổi bật quả thực suy nghĩ của bọn họ không hề khác vương nhị nha là bao chưa có đủ năng lực thì tuyệt đối không thể để lộ ra bản thân rất có tiền có lẽ vì có lối suy nghĩ giống nhau nên vương nhị nha và mẹ tề lưu minh yến đã cảm thấy vô cùng thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên mặc dù kém nhau hơn chục tuổi, tề lỗi 14 tuổi, anh cả tề lớn nhất, mẹ tề và cha tề đều hơn 40 tuổi, nhưng lại có cùng tiếng nói chung, vừa ăn một bữa cơm đã gọi nhau là chị Lưu, em gái. Còn chưa quen biết đến hai ngày thì Diêu Thiên Thiên đã gọi Lưu Minh Yến là mẹ nuôi, nhưng người lâu lâu với về nhà một lần như tề sâm lại vô cùng buồn bực. Cậu ta học lại một năm, năm nay đã 20 tuổi, Vương Nhị Nha mới lớn hơn cậu ta 8 tuổi, thêm nữa, mặt của vương nhị nha rất trẻ trong bà chỉ lớn hơn tề sâm hai hoặc ba tuổi thôi mà cũng bị ép kêu là gì một tiếng gì này làm tề sâm vừa thấy mặt bà đã phải trốn đi thật xa mỗi lần như vậy mặt cậu đều đỏ bừng rất không có khí phách nam nhi vì chuyện này mà cha tề suýt chút nữa đã cầm chổi lên đánh thằng con trai không có tương lai này cha tề có thân hình cao lớn vạm vỡ ông lập nghiệp bằng nghệ giết heo sau khi có ba đứa con ông đành kim thêm nghề giết mổ chó vì phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ cho kế hoạch hóa gia đình nên khí chất càng thêm dũng mãnh hơn. Mỗi khi ông đi qua một chỗ nào đó, đến cả sâu bọ cũng không dám kêu, theo lời Diêu Thiên Thiên nói thì đó chính là sát khí. Khả năng cảm nhận của người khác không lớn, nhưng cô là người xuyên qua đây, đương nhiên sẽ có tầm nhìn khác với người bình thường rồi. Mỗi lần Diêu Thiên Thiên nhìn thấy cha tề đi về phía mình, không khí tràn ngập hơi thở đậm máu trên người ông sẽ đập thẳng vào mặt cô, rất có khí chất của một vị đại tướng bước ra từ trong mấy bộ tiểu thuyết truyền kỳ tề lỗi véo cái mũi nhỏ của diêu thiên thiên nói em đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi đó còn cần em cảm nhận sao cha anh không thể kiềm chế được bệnh nghề nghiệp của mình nên đôi khi sẽ ngứa tay ngứa chân chẳng có gì làm thì sẽ chạy tới lò mổ trên người ông chẳng lẽ không thể có mùi máu tươi sao ha cái mũi nhỏ này thính thật đấy xa như thế mà cũng có thể ngửi thấy được giống như con chó bắc kinh ở đối diện nhà anh vậy diêu thiên thiên phẫn nộ hất cái tay lại muốn véo mặt mình của tề lỗi ra tưởng tượng hiểu tưởng tượng là gì không cuộc sống đã đủ nhàm chán rồi vì thế chúng ta cần phải không ngừng tìm ra những vẻ đẹp và nghệ thuật trong cuộc sống hàng ngày tề lỗi cười không nói nghĩ tới chuyện cuối tuần sẽ dẫn diêu thiên thiên đi đạp thanh khung cảnh non xanh nước biếc ở vùng ngoại ô thành phố b vào đầu mùa hạ là đẹp nhất dòng sông trong vắt chưa bị ô nhiễm còn có thể bắt hai con cá nướng lên ăn Diêu Thiên Thiên vui sướng hít mắt ngồi ở trên tảng đá, ăn con cá nướng mà tề lỗi làm, cậu nhìn khuôn mặt tròn xoe của cô, không nhìn được dùng bàn tay dính đầy cho xoa xoa, bôi bôi vào khuôn mặt mềm mại ấy, sau đó chỉ vào cảnh sắc đẹp như tranh vẽ xung quanh, cười hi hi nói, chỗ này đã đủ nghệ thuật chưa? Nhìn kìa, còn có hai con bươm bướm, hai con bươm bướm, bướm sặc sỡ đang bay múa lả lướt, dáng vẻ lung linh sinh động, làm cho quang cảnh càng trở nên đẹp hơn, tâm trạng hiện tại của Diêu Thiên Thiên rất tốt cô phớt lờ bàn tay đang nhéo lấy mặt mình rút một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi ra ý bảo cậu mau lau khô mặt tề lỗi nhận lấy chiếc khăn tay lau sạch móng vuốt đen nhẽm của mình trước đúng lúc này hai con bươm bướm đang bay chồng lên nhau tề lỗi bỗng nhớ tới nội dung trong tiết sinh học nhất thời không thể nhịn được coi diêu thiên thiên thành mấy anh em hay nói những chuyện linh tinh vô nghĩa với mình dùng cánh tay huýt cô một cái nói nhìn đi hai con bướm đó đang giao phối đấy diêu thiên thiên đậu má anh không thể nói chúng nó đang chơi trò đuổi bắt rất vui vẻ sao, không có văn hóa thật đáng sợ. Ngày Vương Nhị Nha và Lưu Minh Yến thân nhau như hai chị em ruột, cũng là lúc Diêu Thiên Thiên đã bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở nhà họ Tề. Năm nay Tề Sâm trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học trọng điểm tại thành phố B, mặc dù ở cùng một thành phố nhưng Tề Sâm rất ít khi về nhà. Mỗi tuần cậu ta sẽ về nhà một lần, nhưng kể từ khi bị bắt gọi vương nhị nha một tiếng gì thì suốt một tháng sau đó không thấy mặt mũi của tề sâm đâu nữa tề miễu và diêu thiên thiên cũng hợp nhau từ cái nhìn đầu tiên lần thứ hai gặp thì quen thân gặp đến lần thứ ba thì thành chị em kết nghĩa có lẽ là do hai người đều mang số mệnh nữ phụ nên đã khiến cho tề miễu gần như phải lòng diêu thiên thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên mỗi ngày đều bá chiếm diêu thiên thiên không rời đến tề lỗi cũng không có cơ hội ông cô đi chơi quả nhiên từ nhỏ đến lớn cậu thích thứ gì thì đều bị tề miễu cướp đoạt. Tề lỗi ngồi bên cạnh nhìn hai chị em chơi thân thân mật mật, trong lòng không nhịn được có chút ghen tị. Từ lúc gặp lại tề lỗi, cuộc sống của Diêu Thiên Thiên trở nên rất phong phú và vui vẻ. Ở thế giới này, đây lần đầu tiên Diêu Thiên Thiên có bạn thân, tinh thần của Vương Nhị Nha cũng được an ủi vì sự xuất hiện của Lưu Minh Yến. Ngay từ đầu, Diêu Thiên Thiên đã nghĩ rằng cô sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với các nhân vật trong truyện nữa, cô chỉ muốn thoát ra khỏi cái vòng tròn thị phi này thôi. Nhưng sự nhiệt tình thân thiện của nhà họ tệ đã khiến cô không thể chấp nhận kết cục cửa nát nhà tan trong tương lai của họ. Trong kế hoạch của Diêu Thiên Thiên, ngoài việc cố gắng để bản thân tránh thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện, bây giờ còn có thêm nhà họ tệ. Những ngày vui vẻ này chỉ kéo dài khoảng hai tháng, còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè thì trong lớp của Diêu Thiên Thiên có một học sinh mới chuyển trường đến. Diêu Thiên Thiên là lớp trưởng nên đã nhận được tin này trước một ngày giáo viên dặn cô nói với các bạn trong lớp trước để chuẩn bị chào đón bạn mới cũng chuyển chỗ của bạn ngồi bên cạnh diêu thiên thiên đi sau đó dặn cô quan tâm tới bạn học mới một chút chờ tới khi bạn ấy quen với môi trường mới rồi thì sang học kỳ sau sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo chiều cao lúc ấy diêu thiên thiên cũng không nghĩ nhiều trường của cô là một trường tiểu học trọng điểm học sinh xếp lớp cũng rất nhiều nhìn học sinh chuyển trường đi tới đi lui mãi cũng thành quen lớp cô là lớp chọn có thể chuyển vào lớp của cô thì chỉ có những học sinh trong nhà có chút quan hệ thôi. Giáo viên dành sự chú ý đặc biệt như thế cũng là chuyện bình thường. Diêu Thiên Thiên rất thấp nên cô luôn ngồi ở hàng đầu tiên, ngồi cùng bạn với cô cũng là một học sinh nam tương đối thấp. Cô lúng túng đẩy một loạt học sinh ngồi xuống dưới một hàng để nhường chỗ cho bạn học mới. Sáng sớm hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đưa bạn học mới vào lớp, Diêu Thiên Thiên ngay lập tức hóa đá. Ai đến nói cho cô biết, vì sao cuộc cưng bảo bối của Chủ tịch Minh Viễn, một trong những năm chính trong truyện bạn học mộ dung nghiêm sẽ theo học ở ngôi trường công này các trường học quý tộc xếp đầy đường của thành phố b đều không nhận học sinh nữa à đừng nói với cô là ông già nhà mộ dung cũng muốn trở thành người ủng hộ chính sách quốc gia nên mới gửi đứa cháu mình đến trường gần nhà nhé lật bàn sau này lớn lên mộ dung nghiêm sẽ trở thành một người đàn ông rất đẹp trai cậu ta là con thứ hai nên không giống như anh trai mộ dung tường luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình trên khuôn mặt anh Tuấn còn có một chút hư hỏng, cảm giác rất giống một bác boy. Có câu nam không xấu nữ không yêu, cậu ta là nam chính đầu tiên xuất hiện trong cốt truyện gốc, là người được nữ chính lâm hạnh nhiều nhất vào mỗi ngày cuối tuần. Trong truyện, mộ dung nghiêm đi đến đâu là đào hoa nở từng đóa đến đó, ngoài tề miễu không có mắt thích phải anh cả mộ dung tường ra, thì trong truyện thường xuyên xuất hiện các nữ phụ bia đỡ đạn bị vẻ đẹp trai, sự tùy ý. Xấu xa và thản nhiên của mộ dung nghiêm mê mẩn đến nỗi cặn đều không dư, cuối cùng còn bị ngược đến nỗi bả đều không thừa, giống như Diêu Thiên Thiên cũng là một trong những máy bay chiến đấu nằm trong đống cặn bả này, đồng thời cũng là cặn bả bị cặn bả hành cho ác nhất, thảm thiết nhất. Từ khi còn nhỏ, mộ dung nghiêm đã có dáng vẻ mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như thoa phấn. Theo như lời của tề lỗi thì mặt của Diêu Thiên Thiên tròn trĩnh trắng trẻo, nhưng so với làn da của mộ dung nghiêm thì Diêu Thiên Thiên đột nhiên nhớ đến bài văn thuốc tác giả lỗ tấn trong sách giáo khoa ngữ văn có một câu là cậu năm chưa dứt lời thì một người mặc thịt ngang phè từ ngoài đâm sầm vào trích tác phẩm thuốc truyện ngắn của lỗ tấn do trường chính dịch cô tuyệt đối không bao giờ thừa nhận người bước vào kia chính là mình tên mộ dung nghiêm này thực sự là một tên công tử nhà giàu thân hình cao lớn quần áo hàng hiệu còn được sự quan tâm đặc biệt của giáo viên hơn nữa từ khi cậu ta 5 tuổi đã có một khuôn mặt đào hoa để hấp dẫn nữ chính, khiến cho những cô bé khác bắt đầu thì thầm nói nhỏ. Có vài bạn nữ còn không dám quá lộ liễu nhìn chầm chầm vào mộ dung nghiêm mà chỉ trộm liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu xấu hổ cười ngượng ngùng. Diêu thiên thiên, cuối cùng là do tư tưởng của cô quá tệ hại hay là do thế giới này xảy ra sai sót? Vì sao cô đột nhiên cảm thấy trên người mộ dung nghiêm lại tỏa ra lượng hóc mon kinh người của giống đực như vậy? mà khắp cả lớp đều tràn ngập hóc mon của giống cái đang đáp lại cậu ta. Không phải đây là một đám trẻ con còn chưa tới thời kỳ phát dục sao? Từ đâu ra một đống hóc mon còn hơn cả thú hoang đến kỳ động dục vậy chứ? Không lo diệt một tí nào hết. Sau khi giáo viên giới thiệu mộ dung nghiêm thì ra hiệu bảo cậu ta tới chỗ trống bên cạnh Diêu Thiên Thiên. Mộ dung nghiêm sụ mặt đi tới chỗ ngồi, Diêu Thiên Thiên chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, vô số ánh mắt sắc lạnh đâm vào lưng cô. Sống đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên diêu thiên thiên được trải nghiệm cảm giác bị đâm vào sóng lưng. ban đầu cô đã đủ chán nản sau khi biết mộ dung nghiêm chính là vị hôn phu cặn bã của diêu thiên thiên trong cốt truyện gốc. ngờ đâu thằng quát con kia vừa mới ngồi xuống đã dùng thước kẻ một đường dài chính giữa bàn. thêm nữa cậu ta lấy từ hộp đựng văn phòng phẩm ra một chiếc công đặt ở bên cạnh đường kẻ, chỉ đầu nhọn về phía diêu thiên thiên, không được vượt quá ranh giới. mộ dung nghiêm dùng ánh mắt đừng chạm vào tôi đứa con gái xấu xí đánh giá Diêu Thiên Thiên. Diêu Thiên Thiên, cô thật sự muốn biết mình đã học được kỹ năng thuật đọc mặt từ khi nào. Thứ được gọi là vĩ tuyến 38 này, Diêu Thiên Thiên đã được trải nghiệm từ khi còn nhỏ. Thời đó, nam nữ đều là mấy con nít tranh rất thích giả bộ. Mấy đứa nó rõ ràng muốn nói chuyện với nhau, vậy mà còn ra vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thể hiện ra bộ dáng tôi khinh thường kết bạn với mấy bạn nam, bạn nữ. Lúc ấy cô ngồi ở bên phải, cô thuận tay phải nên tay trái hoàn toàn không đụng tới đường phân cách, nhưng lần này thì khác, Diêu Thiên Thiên ngồi ở bên trái mộ dung nghiêm nên khi viết chữ đôi lúc sẽ chạm vào vĩ tuyến 38. Trong lúc lơ đảng thường sẽ vô tình vượt qua ranh giới, thế là suốt một buổi sáng cô bị compa đâm đến ba bốn lần, vĩ tuyến 38 là vĩ tuyến đầu tiên được đề xuất làm đường chia cắt Triều Tiên năm 1902, giờ đã gần đến mùa hè, mọi người đều mặc rất ít quần áo nên lần nào Diêu Thiên Thiên cũng bị con pa đâm vào cánh tay. Trong ký ức của cô, từ bé đến lớn cô chưa từng bị kim đâm đau như vậy. Làn da của trẻ con rất mềm mại, chỉ cần đâm nhẹ một cái đã vô cùng đau rồi. Cứ mấy lần như vậy Diêu Thiên Thiên suýt chút nữa đã đau chảy nước mắt. Thật sự không thể chịu được nữa, cũng không muốn nhìn nữa. Giờ thể dục, Diêu Thiên Thiên là người cuối cùng rời khỏi lớp cô cầm hộp văn phòng phẩm làm bản sắc của mình đập vào đầu kim compa của mộ dung nghiêm khiến nó trở nên cong tớn rồi mới rời khỏi lớp đến tiết thứ ba mộ dung nghiêm giơ compa có kim công lên vô cùng nghiêm túc nhìn chầm chằm diêu thiên thiên diêu thiên thiên tôi cũng không biết gì hết mộ dung nghiêm suốt ba bốn tiết mộ dung nghiêm đều không nghe giảng mà thay vào đó cậu ta tập trung sự chú ý lên người diêu thiên thiên mộ dung nghiêm nhìn chầm chầm vào cô giờ chiếc compa có cây kim đã cong lên Nhà mộ dung nghiêm rất giàu có và quyền lực nên các giáo viên đành phải nhắm mắt làm ngơ trước hành vi trốn học trắng trợn của cậu ta. Diêu Thiên Thiên cũng xem nhẹ sự tồn tại của cậu ta, cơ bản là coi cậu ta như không khí. Nhưng mộ dung nghiêm cứ, trừ mến, nhìn cô như vậy, quả thực chính là kéo thêm thù hận. Đầu tiên, ở tiết thứ nhất sau khi thấy cô bị công pha đâm trúng hai lần thì ánh sáng sắc lạnh sau lưng đã bớt đi rất nhiều. Nhưng sau khi mộ dung nghiêm nhìn chầm chầm cô thì ánh mắt sắc lạnh sau lưng lại tăng gấp đôi. Ngoài trừ những bạn nữ phía sau, còn có cả giáo viên trên bục giảng. Giáo viên nữ văn nháy mắt, "Diêu Thiên Thiên, chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Chăm chú nghe giảng đi, Diêu Thiên Thiên." "Thưa thầy, thầy muốn nói gì thế?" "Em chưa học được thuật đọc mặt, em không hiểu gì hết." "Ồ, à, giáo viên dạy toán Kim chủ nhiệm lớp nháy mắt nhiều đến nỗi tức sùi bọt mép, "Diêu Thiên Thiên, đừng đừng làm phiền các bạn học khác." "Diêu Thiên Thiên, thưa cô, cô muốn nói gì vậy?" em chưa học được thuật đọc mặt, em không hiểu gì hết. O, mộ dung nghiêm trong mắt bốc lửa, Diêu Thiên Thiên, cậu dám thừa dịp tôi hỏng công pha mà vượt qua ranh giới, Diêu Thiên Thiên, bạn mộ dung này, bạn muốn nói gì thế? Tớ chưa học được thuật đọc mặt, tớ không hiểu gì hết. O, đằng trước, đằng sau và bên phải đều là những ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình. Hiện tại Diêu Thiên Thiên đã hiểu như thế nào là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang may là bên trái không có ánh mắt giết người nào cả, Diêu Thiên Thiên chịu sự áp lực từ ba phía, cô theo bản năng lùi dần vào góc tường, đến khi quá bí bức cô đành nhìn người anh em hiền lành bên trái. Nội tâm Diêu Thiên Thiên rơi lệ đầy mặt, anh tường, chỉ có anh là tốt nhất, suốt cả buổi sáng, mộ dung nghiêm không nói gì, ngoại trừ một câu không được vượt qua ranh giới. Cậu ta vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc trừng mắt nhìn Diêu Thiên Thiên, điều này không khỏi khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối cô nhớ rõ trong cốt truyện gốc dù là mộ dung nghiêm khi còn bé hay là mộ dung nghiêm đã trưởng thành thì đều được nhắc đến là thiếu đánh nói dễ nghe hơn thì là hoạt bát đáng yêu nói thật thì chính là một tên lưu manh hoa đào nở khắp mọi nơi làm quen với gái chưa được mấy phút đã biết rõ tám thế hệ bảy đời tổ tông nhà người ta rồi cậu ta sao lại trở thành một đứa trẻ tự kỷ mơ màng như bây giờ chứ cô nhớ rõ trong truyện lần đầu tiên nữ chính và mộ dung nghiêm gặp nhau là khi nữ chính chạy ra ngoài chơi và thấy một cậu bé lớn hơn mình một chút đang xé bộ quần áo rách nát bẩn thỉu trên người. Sau đó hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. người kia tác một cái thật mạnh vào mặt của mộ dung nghiêm. một bên mặt của cậu ta nháy mắt sưng vù lên. sau khi diêu doanh tâm thấy vậy, cô ta đã vô cùng sợ hãi trốn vào một góc nào đó rồi tiếp tục quan sát bọn họ. mẹ nó, phá cô ít thôi, mau mặc đồ vào cho ông. người đàn ông mắng to đây không phải nhà tôi. Ông cũng không phải ba tôi. Mộ Dung Nghiêm lúc này đã 5 tuổi, cậu ta vẫn còn có một chút ký ức từ thuở bé, sau khi ăn một cái tác liền mím môi bướng bỉnh nói, người đàn ông lại cho Mộ Dung Nghiêm một cái tác, nhảy ranh. Mộ Dung Nghiêm bị đánh ngã xuống đất, người đàn ông đang định dẫm lên chân của cậu ta, thấy vậy, nữ chính có thuộc tính thánh mẫu, đương nhiên không thể làm ngơ nhìn ông ta đánh cậu ta tiếp, cô ta không màng đến chuyện mình cũng đang sợ chết khiếp, xông lên nhào vào người mộ dung nghiêm, vừa khóc vừa nói, chú ơi, đừng đánh nữa, mặt anh ấy đã sưng lên rồi, chú muốn đánh thì đánh cháu đi. Lúc Diêu Thiên Thiên đọc đến đoạn ấy, cô không khỏi giật mình một cái, cả người trở nên lạnh lẽo, cô bé biết quên mình vì người khác như vậy, sau này lớn lên chẳng biết sẽ thánh mẫu đến mức độ nào. Mà sau khi mộ dung nghiêm được Diêu Doanh Tâm cứu, lại được Diêu Doanh Tâm khuyên giải nên cậu ta đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đã không còn là cậu chủ nhỏ cẩm yên ngọc thực trong khoảng thời gian vô tư tương thân tương ái với nữ chính cậu ta cũng dần dần trở nên vui vẻ hơn vậy có nghĩa là thuộc tính gốc của mộ dung nghiêm là bướng bỉnh quật cường nhưng do bị ảnh hưởng bởi thuộc tính thánh mẫu nên mới biến thành một tên bác boy chuyện này không khoa học nhưng bất kể là có đúng hay không thì lần này diêu doanh tâm không bị lừa bán đi nói cách khác mộ dung nghiêm lớn lên một mình ở ngôi làng lạc hậu đó không ai chặn đòn giúp cậu ta không ai khuyên giải cho cậu ta cũng không ai dạy cậu ta đối mặt với sự thật. Một cô bé mới 3 tuổi mà đã biết nhiều như vậy. Rất không khoa học, hình như hiện giờ Diêu Doanh Tâm đã 7 tuổi, cũng chính là lúc mộ dung nghiêm được đưa về nhà mộ dung. Cậu bé mộ dung không có nữ chính, trông có vẻ, có chút tự kỷ, Diêu Thiên Thiên, mặc dù cốt truyện bị sửa lại là do tôi, nhưng giáo dục sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên cũng không nên rơi vào đầu tôi như vậy chứ mộ dung nghiêm vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào diêu thiên thiên không biết mấy ngày nay tề lỗi đang bận làm gì mà không thấy về nhà theo như lời cha tề nói thì thằng oắt này lại đang ngứa da tề miểu là người vui nhất khi cậu đi vắng cuối cùng cũng không còn ai cướp diêu thiên thiên của cô ấy nữa tề miểu đưa cô đi học mỗi ngày mặc quần áo cho cô bón cơm cho cô giúp cô tắm buổi tối ông cô ngủ mặc dù tất cả đều bị cô từ chối nhưng tề miểu vẫn cảm thấy thật sự là quá tuyệt vời phải biết rằng mong muốn bấy lâu nay của cô ấy là nuôi mèo nuôi chó làm thú cưng thật không may vì cha tề làm nghệ mổ chó nên trong nhà chưa bao giờ được nuôi thú cưng diêu thiên thiên thì tròn trịa đáng yêu và mập mạp trong cô như một cục thịt vậy tề miễu vẫn luôn coi cô là heo hà lan để nuôi dưỡng diêu Dư thiên thiên địa vị đệ nhất nữ phụ bia đỡ đạn của cô quả thật rất vững chắc không thể lay chuyển được đến ngay cả địa vị trong lòng chị em kết nghĩa cũng bi đát như vậy đấy chẳng qua trong mấy ngày này diêu thiên thiên cũng không rảnh để tâm đến chuyện vì sao tề lỗi lại mất tích thứ nhất tề miểu luôn nhìn cô với vẻ mặt lân lân lầm to còn chuyện thứ hai là cô sắp bị mộ dung nghiêm tra tấn đến suy sụp rồi lúc đầu cô nghĩ rằng do vận mệnh của cô là vị hôn thê cũ của mộ dung nghiêm theo cốt truyện gốc nên cậu ta đã được định trước là không thích cô cậu ta chắc chắn phải bắt nạt cô tra tấn cô mới có thể giảm bớt sự khó chịu trong lòng có khi từ trong dna của tên mộ dung nghiêm này đã được định sẵn là ghét diêu thiên thiên rồi thế nên ban đầu cô còn phản kháng còn giãy giụa còn đấu tranh với vận mệnh cũng chính là cốt truyện nhưng khi thấy biểu hiện bất thường của mộ dung nghiêm thì cuối cùng cô đã nhận ra một điều cậu bé mộ dung này đã trải qua kiếp sống bị bắt cóc nhiều năm nên tâm lý xảy ra vấn đề ngoài câu nói đầu tiên không được vượt qua ranh giới ra thì cậu ta chỉ nói thêm ba câu cút đừng động vào tôi cút đi hơn nữa đối tượng không chỉ có mình diêu thiên thiên mà là bất kỳ người nào từ hiệu trưởng cho tới bạn học không ngoài trừ một ai cả diêu thiên thiên vì sao bỗng nhiên cảm thấy câu nói không được vượt qua ranh giới đã rất khách khí đã rất tôn trọng tôi rồi tại sao lại có loại cảm giác vinh dự khi được đối xử đặc biệt thế chứ chắc chắn là thế giới này sai rồi trong suốt một tuần cả lớp đều bị quậy cho gà bay chó sủa bạn nam nào cũng có suy nghĩ muốn đánh hội đồng mộ dung nghiêm còn hầu như tất cả bạn nữ đều bật khóc khi bị mộ dung nghiêm dùng loại ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi để nhìn bọn họ. Rất nhiều phụ huynh đã đến trường tìm thầy cô, ngay cả hiệu trưởng còn phải hạ mình gặp cậu bé mộ dung nghiêm này. Kết quả là trong văn phòng của hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng bị một câu cút đi của cậu bé mộ dung nghiêm làm cho câm nín. Hiệu trưởng, đây là văn phòng của tôi mà. Tuy vậy, sản nghiệp nhà mộ dung rất lớn. Họ chỉ cần phái một quản gia tới không biết ông ta đã nói gì với hiệu trưởng và cô chủ nhiệm mà ngày hôm sau mộ dung nghiêm vẫn như bình thường ngồi bên cạnh diêu thiên thiên tiếp tục dùng ánh mắt chăm chú và khinh bỉ nhìn cô diêu thiên thiên rơi lệ đầy mặt đứa nhỏ nơi cậu nên đến là trung tâm phục hồi tâm lý cho thanh thiếu niên chứ không phải ở đây để tàn phá một cục thịt đâu tự nói mình là cục thịt là đã đủ hiểu diêu thiên thiên bi thương đến mức nào bi thương đến nỗi cô đã không còn nghĩ rằng chuyện mình mập mạp mới là chuyện bi thương nhất không phải có một câu nói rất đúng sao, khi nỗi đau được khuếch đại thì chúng ta sẽ không còn cảm nhận được những nỗi đau khác nữa. Vậy cách tốt nhất để giảm đau chính là tìm một nơi khác rồi tự thọc mình một đau sao? Lật bàn, từ đầu Diêu Thiên Thiên còn có thể vì chán ghét mà phản kích lại mộ dung nghiêm, ví dụ như dùng keo để dán quần cậu ta lên ghế, đặt sâu bướm hay dùng mấy trò trả thù trẻ con và cực kỳ tinh quái khác trên bàn của cậu ta, hãy tha thứ cho Thiên Thiên, cô không thể dùng thủ đoạn của người lớn đối phó với một đứa trẻ, nhất là một cậu bé sinh trai, thuộc tính, thích cái đẹp, thật sự không chịu nổi. Sau khi suy đoán có thể là do mình tạo nên hiệu ứng bươm bướm, nên mộ dung Nghiêm mới không thể nhận được ánh sáng chữa trị bệnh tự kỷ của Thánh Mẫu. Cảm giác tội lỗi này cứ xuất hiện khiến cho Diêu Thiên Thiên không dám nặng tay khi làm những trò đùa dai. Mặc dù mộ dung nghiêm trong cốt truyện gốc cực kỳ đáng ghét, cực kỳ trăng hoa, cực kỳ có hại với Diêu Thiên Thiên, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra cậu bé mộ dung này chỉ là một đứa trẻ còn là một đứa trẻ đã trải qua kiếp sống gian khổ khi bị lừa bán năm sáu năm theo như cốt truyện gốc người mua lại mộ dung nghiêm kia không phải là người có tính cách tốt lành gì suốt chặng đường không được nữ chính ra tay tương trợ người đàn ông kia cũng không được ánh sáng của thánh mẫu cảm hóa nên vẫn tiếp tục ngược đãi mộ dung nghiêm trong hoàn cảnh trưởng thành như vậy chẳng ai có thể đảm bảo rằng tâm lý của cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh muốn chi mộ dung nghiêm thật sự chỉ là một đứa bé sau khi khẳng định được điều này diêu thiên thiên đã không còn phản kháng nữa cô chỉ tăng mạnh lực phòng thủ cố gắng phớt lờ ánh mắt của mộ dung nghiêm bởi vì mỗi một ánh mắt của cậu bé giống như đang tra khảo cô tại sao không để cốt truyện phát triển như cũ tại sao hả đứa nhỏ nếu cốt truyện phát triển như cũ thì tôi sẽ chết rất thảm nhưng nếu cốt truyện không được phát triển theo hướng đã được định sẵn thì cậu lại thảm hai chúng ta vốn dĩ đã là thiên địch chắc chắn sẽ không chết không ngừng. Vận mệnh, cốt truyện gạt người này, tôi thật sự không chịu nổi, dưới tình thế không thể chịu đựng được nữa, Diêu Thiên Thiên lựa chọn nói chuyện với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cũng biết tình hình của Mộ Dung Nghiêm, trên cương vị là một giáo viên, cô ấy cũng không hy vọng một đứa trẻ có vấn đề sẽ khiến những đứa trẻ khác có vấn đề theo, nhưng khó ở chỗ nhà Mộ Dung rất giàu có và quyền lực, giáo viên cũng chỉ có thể làm gì đó để củng cố tâm lý của Diêu Thiên Thiên mà thôi. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm viễn chuyển chỉ ra tuổi thơ của cậu bé mộ dung trôi qua rất gian khổ, nên đã dẫn đến tính cách vặn vẹo hiện giờ của cậu ta. Đương nhiên giáo viên sẽ không biết rõ ràng tường tận chuyện mộ dung nghiêm bị lừa bán, nhưng cô ấy biết rõ mộ dung nghiêm đúng là có di chứng tâm lý. Chẳng qua một đứa bé sẽ không thể hiểu được thế nào là bệnh tâm lý, vì vậy giáo viên chỉ có thể khơi gợi lòng đồng cảm của Diêu Thiên Thiên. Rất tiếc là Diêu Thiên Thiên cái gì cũng biết. Cô dùng khuôn mặt béo mập, vô cùng nghiêm túc nói với giáo viên tự kỷ là bệnh phải trị hậm hực là bệnh phải trị di chứng sau trấn thương là bệnh phải trị thời thơ ấu có di chứng tâm lý là bệnh phải trị giờ chuyện mà bạn mộ dung cần không phải là đến là trường học mà là đến bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới lời nói thông suốt của cô đã khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy choáng váng làm thế nào mà đứa bé này còn hiểu rõ hơn cả cô vậy dĩ nhiên diêu thiên thiên sẽ không để lộ ra dấu vết cô tiếp tục nghiêm mặt nói đây là mẹ em nói với em cô chủ nhiệm lập tức bình thường lại trước đây cô cũng đã từng gặp mẹ vương bình của diêu thiên thiên mẹ của cô bé là một người phụ nữ vô cùng lợi hại và mạnh mẽ một mình bà nuôi nấng con gái đến giờ nghĩ lại cô bé có thể nói ra những lời này đúng là cũng không có gì kỳ lạ cả thấy diêu thiên thiên hiểu chuyện như vậy cô chủ nhiệm cũng cởi mở nói em nói đúng nhà bạn mộ dung đúng là từng đưa bạn ấy tới gặp bác sĩ tâm lý sau một khoảng thời gian điều trị, bác sĩ cho rằng bạn ấy nên trở lại và sống như một đứa trẻ bình thường, như thế bạn ấy sẽ chậm rãi hồi phục. Có thể hồi phục được, Diêu Thiên Thiên thở vào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác tội lỗi đã giảm đi đôi chút. Trên thực tế, từ khi mộ dung nghiêm được đón về nhà mộ dung thì cậu ta cũng không phải có vẻ dáng tự kỷ không thích người khác như hiện giờ. Chính xác là cậu ta ghét bỏ thế giới này. Ngay khi ai đó chạm vào cậu ta, cậu ta sẽ có biểu hiện dãy dụa, tay đắm chân đá như thể gặp phải đau đớn tột cùng nếu có một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh mộ dung nghiêm đứa bé này sẽ lộ ra ánh mắt sợ hãi tột độ nhưng vẫn bướng bỉnh đứng im như thể dù có đánh chết thì cậu ta vẫn sẽ không bao giờ chịu khuất phục người nhà mộ dung đã cố gắng làm đủ mọi cách để khiến cậu ta nhận ra rằng cậu ta đang được mọi người yêu thương nhưng mộ dung nghiêm chỉ trừng mắt lạnh lùng nói ra một câu khiến mọi người không nói nên lời nếu yêu tôi thì tại sao lúc đó lại ném tôi đi mộ dung nghiêm còn nhỏ nên mọi chuyện trong quá khứ đều mơ hồ không rõ hơn nửa người cha mua cậu ta cứ không có việc gì thì sẽ nói không ai cần cậu ta không ai cần một đứa con hoang cả cậu ta chỉ là hàng hóa được mua bán bằng tiền thời gian trôi qua đã lâu trí nhớ của mộ dung nghiêm có chút rối loạn nên nó đã chậm rãi chuyển thành cha mẹ đã bán cậu ta cho người khác từ ném trong miệng cậu ta là vứt bỏ còn ở trong lòng vợ chồng mộ dung thì lại là mất đi hai người vốn đã cảm thấy thẹn với mộ dung nghiêm cũng không phủ nhận lời cậu ta nói nên đã vô tình chứng thực phỏng đoán của đứa trẻ này cuối cùng các triệu chứng của cậu ta ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn lúc này người nhà mộ dung mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng vào thời điểm đó ở trung quốc chưa phổ biến phương pháp điều trị tâm lý bất cứ ai đến gặp bác sĩ tâm lý sẽ bị coi là bệnh thần kinh ông nội nhà mộ dung còn có ý định muốn nuôi nhốt cậu ta cả đời không thể thả cậu ta ra ngoài nhà mộ dung không thể để mất đứa cháu này vẫn là ông chú Mộ Dung Trần vừa đi du học về cứu cậu ta, đưa cậu ta ra nước ngoài để tìm bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất. Sau một vài buổi điều trị, tâm lý của Mộ Dung Nghiêm đã dần ổn định hơn. Sau đó bác sĩ đề nghị cậu ta nên đến trường, đôi khi việc phục hồi tự nhiên sẽ dễ dàng hơn là việc điều trị tâm lý. Mặc dù trẻ con có đôi khi rất tàn nhẫn và thực tế, nhưng đồng thời chúng cũng rất tốt bụng và ngây thơ. Giờ chỉ có trường học mới là môi trường sống vô hại nhất đối với Mộ Dung Nghiêm đó cũng chính là nơi giúp sức khỏe và tinh thần của cậu ta phục hồi. Trường học quý tộc là không thể đi được. Tuy nói, việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, nhưng chuyện tìm về được tiểu thiếu gia nhà mộ dung là chuyện lớn, làm sao có thể bưng bít mãi được. Trong cái vòng luẩn quẩn này làm gì có bức tường nào không lọc gió, nếu tới trường quý tộc học, cũng khó tránh khỏi việc gặp phải những học sinh biết được quá khứ của mộ dung nghiêm, chỉ sợ sẽ càng kích thích cậu ta hơn ngôi trường công lập mà diêu thiên thiên đang học là nơi có môi trường giáo dục tốt nhất cũng là ngôi trường có chất lượng giáo viên cao nhất so với các trường công lập khác vì thế nhà mộ dung đã gửi mộ dung nghiêm tới đây học và thế là vận mệnh cốt truyện đã thay đổi hai thiên địch thế nhưng lại gặp nhau trước nói ra cũng rất kỳ lạ sau ngày đầu tiên mộ dung nghiêm nhìn chằm chằm diêu thiên thiên cả một buổi sáng cậu ta về đến nhà đã có biểu hiện không giống bình thường thứ gì trên người cậu ta cũng ít hơn một chút sự hung hăng yếu đi một chút ánh mắt khi nhìn người khác cũng không còn đáng sợ như trước diêu thiên thiên tình huống gì đây có thể do cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi cả ngày lại nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ thế nên mới không còn sức để nhìn người khác gia tộc mộ dung cảm thấy rất hiệu quả nên vẫn tiếp tục đưa mộ dung nghiêm đến trường và nói với giáo viên phải chú ý đến những học sinh có quan hệ tốt với mộ dung nghiêm người có quan hệ tốt với mộ dung nghiêm thì không có nhưng thật ra lại có một người có quan hệ như nước với lửa với cậu ta. Dù là vậy, mộ dung nghiêm vẫn chú ý đến Diêu Thiên Thiên nhất. Vậy là cô chủ nhiệm quyết định để cho Diêu Thiên Thiên gánh trọng phong ba bảo tố lần này. Chuyện giữa trẻ con và trẻ con thì vẫn nên giao cho chúng tự giải quyết đi. Cứ như vậy, mộ dung nghiêm liên tục cuốn lấy Diêu Thiên Thiên. Mỗi ngày cậu ta đều biến đổi cách để cạnh tranh với cô. Nếu Diêu Thiên Thiên không trả thù lại thì cậu ta sẽ rất tức giận cuối cùng cũng xong việc quay về khi tề lỗi thừa dịp buổi chiều không có tiếc nên đến đón diêu thiên thiên tan học thì thấy hai cái sừng trên đầu cô gái nhỏ đã biến mất tóc cô bé xù lên như ổ gà đằng sau cô còn có một cậu bé vô cùng xinh trai đi theo đầu tóc của diêu thiên thiên không phải do mộ dung nghiêm làm rối tung mà là do chính cô tự làm cô muốn dùng hình tượng đầu bù tóc rối này của mình để truyền tải đến mộ dung nghiêm một điều rằng tinh thần của cô sắp vỡ nát rồi mấy ngày gần đây Mức độ bắt nạt của Mộ Dung Nghiêm đối với Diêu Thiên Thiên đã bay lên một tầm cao mới. Lúc đầu cậu ta chỉ biết tự mình ra trận bắt nạt người khác, mấy chiêu cậu ta hay dùng cũng chỉ có kẻ vĩ tuyến 38 hoặc vẽ rùa lên đồ vật như quần áo, sách bài tập hay giật bím tóc, nhưng những trò trẻ con mà Mộ Dung Nghiêm dùng tất nhiên không làm khó được Diêu Thiên Thiên, đối với vĩ tuyến 38 thì đến một cái, Diêu Thiên Thiên sẽ xử lý một cái, lúc nào cũng trên tinh thần đập cho nó công tấn lên, đồ dùng sách bài tập thì chỉ cần bảo vệ cẩn thận là được, giật bím tóc thì lại đơn giản nhất, cô chỉ cần thắt một bím là xong. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì cắt tóc ngắn cũng không sao cả, dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ, vẽ rùi lên trên quần áo lại càng đơn giản hơn. Trước khi đi học thì mặc một bộ áo giáp bảo vệ bên ngoài đồng phục của trường rồi cứ kệ cho cậu ta vẽ thỏa thích, Diêu Thiên Thiên cũng không mang cục tẩy theo, cô cứ để cậu ta vẽ đầy lên áo, đến lúc không còn chỗ trống thì xem cậu ta còn muốn vẽ chỗ nào. Vì không thể bắt nạt lại mộ dung nghiêm, Diêu Thiên Thiên chỉ có thể tăng cường năng lực phòng thủ trước mọi sự tấn công của cậu ta. Do đó, cô vẫn cứ tiếp tục kiếp sống muôn màu muôn vẻ ở trường của mình, nhưng gần đây mộ dung nghiêm lại thăng cấp. Cậu ta đã nhận ra các bạn nữ trong lớp mê mệt mình, thế nên trước mặt cả lớp, cậu ta đã đối xử với Diêu Thiên Thiên tốt gấp mấy lần. Kể từ đó, người bắt nạt Diêu Thiên Thiên không chỉ có một mình mộ dung nghiêm, mà là toàn bộ bạn nữ trong lớp thậm chí còn có thêm cả các bạn nữ trong toàn trường vì lượng hóc mon của mộ dung nghiêm tản ra trên diện rộng ngay đến tề miễu cũng không thể làm gì được chiêu trò bắt nạt của mộ dung nghiêm đều thể hiện rõ ở ngoài sáng chẳng qua chỉ có thể phòng nhưng không thể phá còn chiêu trò bắt nạt của tất cả các bạn nữ trong trường thì đều là trong tối cơ bản là khó lòng phòng bị đến cả những bạn nam người nào đã từng gặp mộ dung nghiêm đều sẽ dùng ánh mắt quan sát diêu thiên thiên và mộ dung nghiêm rồi sau đó lộ ra một nụ cười an tâm, giống như đang nói, ánh mắt tệ như vậy. Nụ cười này không hề ảnh hưởng gì đến mộ dung nghiêm nhưng lại khiến tâm hồn của Diêu Thiên Thiên bị đả kích rất nghiêm trọng. Diêu Thiên Thiên lại một lần nữa căm ghét thuật độc mặt của mình. Hôm nay, cô thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Sau giờ tan học, Diêu Thiên Thiên kéo mộ dung nghiêm đến khuôn viên phía sau trường để đàm phán. Diêu Thiên Thiên gãi cái đầu như ổ gà của mình, nói, bạn học mộ dung đáng kính, Thân yêu, dễ thương khiến cho người ta phải nhiệt tình yêu thương này, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Nếu là vì muốn trả thù 57 cái compa kim công kia, vậy tôi có thể mua 58 cái khác trả lại cho cậu, còn nếu cậu coi 57 cái compa đó là tình yêu đích thực, vậy thì tôi sẽ đập cho nó thẳng lại, vũ khí là hộp đựng văn phòng phẩm của tôi, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì với nó nếu cậu muốn. Mộ Dung nghiêm không nói gì nhìn Diêu Thiên Thiên có vẻ như nói bóng gió quá thì cậu ta lại không hiểu diêu thiên thiên gãi gãi cái ót nói người anh em mau cho tôi một câu trả lời đi dùng quy tắc giang hồ hai chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết đã là nam tử hán thì phải nói được làm được mộ dung nghiêm vẫn không nói gì nhìn diêu thiên thiên có vẻ như không định đi theo con đường giang hồ diêu thiên thiên lại gãi ót nói bạn học này là mầm non của đất nước chúng ta cần phải cố gắng làm bốn điều trong tiến trình hiện đại hóa trở thành những học sinh giỏi toàn diện có đầy đủ tố chất đức hạnh trí tuệ thể chất và lao động để đạt được mục tiêu to lớn này chúng ta bắt buộc phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề và lúc nào cũng phải không ngừng phấn đấu chuẩn bị cho thời khắc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong chiến trường mới này mỗi đứa trẻ trung quốc đều là đồng đội của nhau vì thắng lợi của chúng ta hãy bắt tay giảng hòa đi mộ dung nghiêm vẫn nhìn diêu thiên thiên mà không nói gì cả đậu má quả nhiên nói thái quá như vậy cậu ta chắc chắn sẽ không hiểu. Diêu Thiên Thiên không nhịn được bực tức mắng trong lòng, cuối cùng, cô bất lực ông đầu ngồi trên đất, nói, đại ca, thực ra cậu muốn nói gì thì cậu nói đi, cậu xin cậu mở lòng từ bi nói cho tôi biết rốt cuộc là tôi đã làm gì cho cậu tức giận. Tôi sẽ sửa lại, được không? Mộ dung nghiêm cười, khoe ra hàm răng trắng đẹp đều tăm tắp, giống như đang chế giễu hàm răng súng vẫn chưa mọc đầy đủ và lọt gió của Diêu Thiên Thiên. Cậu ta tức lên giọng nói mềm mại của trẻ con, nói, tôi cũng không biết, tin. Bóng đèn trong đầu Diêu Thiên Thiên bật sáng. Chiêu chủ động chịu thua này dùng được, vậy, cậu có thể ngừng đối xử với tôi như vậy không? Diêu Thiên Thiên cố ý banh mặt ra, tự biến mặt mình thành một cái bánh bao, cô cố gắng trợn tròn mắt, muốn đôi mắt của mình tỏa sáng long lanh dễ thương hơn một chút, không thể. Hàm răng trắng bóng của mộ dung nghiêm lại lộ ra nụ cười của cậu ta sáng chói như ánh mặt trời diêu thiên thiên cô chỉ cảm thấy mây đen bao phủ khắp muôn nơi vậy tôi thấy nếu giữa chúng ta đã không có thù hận gì thì tại sao ngay từ ngày đầu tiên cậu lại tỏ ra thù địch với tôi cuối cùng cũng cậy mở được cái miệng kín như bưng của mộ dung nghiêm diêu thiên thiên hỏi dò sau khi suy nghĩ một lúc mộ dung nghiêm lắc đầu vô cùng mê mang nói tôi cũng không biết chỉ cần thấy cậu bị bắt nạt thì tôi sẽ rất vui Tôi vui nên khi nhìn thấy người thân trong nhà cũng không còn cảm thấy khó chịu, còn có thể ăn thêm một bát cơm, Diêu Thiên Thiên, thì ra là do ác cảm từ DNA. Mộ Dung Nghiêm đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy cô lại biến thành ghét cây ghét đắng, cậu ta cũng bắt chước Diêu Thiên Thiên gãi đầu, sau đó ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào cô, nói, lần đầu tiên thấy cậu thì tôi đã có loại cảm giác này. Cậu, rất đáng ghét. Mỗi khi tôi bắt nạt cậu và nhìn thấy cậu đau khổ, tôi sẽ rất hạnh phúc tôi có loại cảm giác dường như mình không phải là người đáng thương nhất thế giới cứ như vậy tôi sẽ có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ sau đó cậu nắm lấy tay diêu thiên thiên nói bác sĩ smith nói ông ấy mong tôi có thể cố gắng kết bạn bạn bè là người khiến tôi không còn thù hận thế giới này tôi nghĩ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô tôi đã muốn làm bạn với cô diêu thiên thiên tôi có thể xin cậu đối xử thù địch với tôi giống như với cả thế giới không Diêu Thiên Thiên rung chảy giơ tay lên, Mộ Dung nghiêm ấn tay cô xuống, nở một nụ cười rạng rỡ lần nữa. Không thể, bởi vì tôi đã coi cô là một người bạn. Diêu Thiên Thiên, cậu bé Mộ Dung à, người nhà đưa cậu đến trường là để điều trị bệnh tự kỷ của cậu, chứ không phải để bệnh biến thái của cậu càng ngày càng tiến xa hơn. Diêu Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, tự cổ vũ bản thân. Thiên Thiên, mạnh mẽ lên. Tiếp đó, cô cứng rắn nói với thiếu niên nhỏ tuổi Mộ Dung, thực lòng mà nói tôi ghét mấy đứa con gái xung quanh cậu. Trong mối quan hệ bạn bè giữa hai chúng ta, cậu làm ra nhiều hành vi khiến mấy bạn nữ có hành động thân mật với tôi. Mà tôi lại chỉ muốn làm bạn với cậu, tôi không muốn làm bạn với họ. Sau khi nói xong, Diêu Thiên Thiên thở ra một hơi dài. Chị đây nhìn đủ rồi, đủ đến độ có thể mạnh mẽ nói ra những lời khiến người ta nôn ra máu ba lần. Mộ dung nghiêm nhiên đầu, cậu ta cẩn thận tự hỏi một lát rồi mới nói, cũng đúng, không thể có người thứ ba xen vào giữa tôi và cậu." Đậu má, sao nghe kiểu gì cũng giống như đây là một lời thổ lộ vậy. "Sách ơi, mau đưa tôi về nhà đi." Diêu Thiên Thiên gật đầu, tiếp tục nói, "Vì chúng ta là bạn bè nên phải đưa nhau về nhà gặp phụ huynh." Nhắc đến chuyện trong nhà, mặt cậu bé mộ dung nghiêm tối sầm, "Tôi ghét họ, họ không đáng để tôi giới thiệu bạn bè của mình cho họ." Hiểu lầm chưa được giải quyết, cuộc cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải nỗ lực hơn. Diêu Thiên Thiên nắm chặt tay để cổ vũ bản thân, nở một nụ cười tủng tiễn nói với mộ dung nghiêm, thế trong lòng cậu, ai là người cậu thích nhất, xứng đáng có được sự tôn trọng của cậu nhất và khiến cậu muốn đưa bạn bè về nhà giới thiệu cho người đó nhất. Mộ dung nghiêm nhìn chằm chằm vào nụ cười của Diêu Thiên Thiên một lúc, buộc mình nhìn xuống ý tưởng muốn biến nụ cười đó thành một khuôn mặt khóc lóc, cậu ta nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Diêu Thiên Thiên rồi mới trả lời, chú Trần và bác sĩ Smith, tiếc là họ đều ở, xa, rất xa nơi phải đi bằng những con chim lớn để tới cuối cùng cậu ta cũng nói được một câu phù hợp với độ tuổi của mình diêu thiên thiên rơi lệ đầy mặt người cô muốn gặp chính là bác sĩ smith ấy cô muốn nói với bác sĩ thằng bé này cần cho vào nội nấu lại cô lập tức túng chặt lấy tay mộ dung nghiêm nói trước cảm xúc và niềm tin khoảng cách không là vấn đề chúng ta hãy đi gặp bọn họ đi đối với nhà mộ dung máy bay không là vấn đề dù say máy bay cỡ nào thì cô vẫn phải đi nào ngờ mộ dung nghiêm lại cầm ngược lại nói nhà cậu gần hơn hay là đi gặp cha mẹ cậu trước đi dáng vẻ của cậu xấu như vậy chắc chắn bọn họ cũng rất xấu có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy họ tại sao rất muốn xé rách cái miệng nhỏ đang đóng mở kia nỗi bi thương của diêu thiên thiên ngược dòng thành sông bộ phim bi thương ngược dòng thành sông tề lỗi đứng ở đằng xa nhìn thấy hai người hết dắt tay rồi lại nắm tay trong lòng khó chịu tột cùng đầu tiên cậu thấy đầu diêu thiên thiên rối tung như vậy thì tưởng là bị bạn nam đi đằng sau bắt nạt muốn lao lên dậy cho cậu ta một trận không ngờ mới đi được hai bước thì thấy diêu thiên thiên gãi đầu cười tủng tỉm nói gì đó với cậu ta nhìn gần mới thấy hóa ra thằng nhóc kia còn rất đẹp trai đúng là loại hình hoàng tử mặt trắng mà tề miễu nhà mình thích lầm to vì thế tâm tư nhỏ của tề lỗi cảm thấy có chút vi diệu cậu lợi dụng bụi cây cao một m để che đi cơ thể cao một m bảy mươi lăm của mình rồi chậm rãi tiến đến gần Diêu Thiên Thiên và Mộ Dung Nghiêm, sau đó âm thầm nghe lén. Vì tề lỗi đang ở nơi đầu gió nên chỉ nghe được lác đác vài từ do cậu bé mặt trắng nói, "Tôi thấy cậu, cũng rất vui vẻ, muốn chúng ta làm bạn." Đại loại thế, còn Diêu Thiên Thiên lại nói là, "Không thích mấy đứa con gái bên cạnh cậu." Sau đó cậu bé kia lại nói, "Tôi và cậu không thể có người thứ ba xen vào." Rồi sau đó hai đứa nó muốn đi gặp phụ huynh của nhau người rơi lệ đầy mặt lúc này chính là tề lỗi. Mới vài ngày không gặp, bé mũm mỉm nhà mình thế nhưng đã trở thành bé mũm mỉm nhà người khác, con trẻ con mà đã muốn tới gặp phụ huynh để đính hôn. Chuyện này không thể được, vì sao không thể được? Đúng, yêu sớm trì hoãn việc học, là anh trai của Diêu Thiên Thiên, tự xưng, người giám hộ của Diêu Thiên Thiên, tự xưng, người đáng tin cậy nhất của Diêu Thiên Thiên, tự xưng, anh trai thương yêu Diêu Thiên Thiên nhất, tự xưng, tề lỗi cảm thấy cậu nên thực hiện nghĩa vụ của một người giám hộ, cậu phải đứng trên lập trường của một người trưởng thành, 14 tuổi, chỉnh đốn câu từ để nói cho hai đứa nó biết cái sai của việc yêu sớm và những tác hại không lường của việc đính hôn từ nhỏ. Từ trước đến nay, tiết lịch sử chính trị nào tề lỗi cũng ngủ gật. Vậy mà cậu vẫn có thể tự mình lĩnh hội xong bốn khía cạnh, pháp luật, đạo đức, xã hội, lịch sử, để trình bày tác hại của việc yêu sớm. Hóa ra khi con người ngủ mơ, trong tiềm thức vẫn loáng thoáng nghe được một hai câu nội dung bài giảng và ghi nhớ nó lại trong vô thức tề lỗi còn đang mãi suy nghĩ đột nhiên cậu lại thấy hai tay mộ dung nghiêm nắm lấy bàn tay mập mạp của diêu thiên thiên chuẩn bị về nhà gặp phụ huynh tề lỗi vội vàng nhảy ra khỏi bụi cây lớn tiếng nói mau buông cái móng heo kia ra diêu thiên thiên cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng muốn hủy diệt thế giới của những nhân vật phản diện trong mấy bộ truyện khác tề lỗi đứng trước đôi uyên ương nhỏ tuổi dùng lý lẽ hùng hồn của mình để trình bày các tác hại của việc yêu sớm lầm to diêu thiên thiên gãi đầu không nói gì còn mộ dung nghiêm thì hờ hững nhìn tề lỗi ánh mắt như nhìn rác rưởi kia chẳng khác lúc nhìn hiệu trưởng là mấy hiệu trưởng ông lão như tôi nằm không cũng trúng đạn trong lòng thật sự đau khổ không chịu nổi cuối cùng vẫn là diêu thiên thiên cảm thấy kiểu giảng đạo này không phải là phong cách của tề lỗi cô ngắt lời cậu lại sau đó mang theo hai cái đuôi một lớn một nhỏ ra khỏi cổng trường trước cổng trường là xe ô tô chuyên đưa đón mộ dung nghiêm từ ngày cậu ta bị lừa bán người nhà mộ dung đã không còn dám để cậu ta đi một mình trên đường nữa mộ dung nghiêm vốn định về nhà với diêu thiên thiên còn mục đích của cậu ta là gì thì ngày đến cả người qua đường còn biết nhưng cậu ta lại bị biểu hiện nghiêm túc của anh tài xế ngăn lại diêu thiên thiên sùng bái nhìn anh lái xe nho nhã lễ độ túng mộ dung nghiêm lên xe quả nhiên nhân dân lao động chăm chỉ mới là những người tuyệt vời nhất xe của mộ dung nghiêm đi rồi thì tề lỗi mới bước tới gần diêu thiên thiên cậu dùng tay chỉnh lại đầu tóc đang rối tinh rối mù của cô giúp cô buộc lại thành hai cái sừng trong túi của diêu thiên thiên có dây thun nên tề lỗi cũng muốn thắt lại tóc cho cô lúc này cậu không còn là đứa trẻ chỉ chải tóc thôi cũng có thể khiến cho con người ta bị trọc nửa bên đầu từ khi diêu thiên thiên chuyển trường cảm giác tội lỗi trong lòng tề lỗi đã thôi thúc cậu cầm lượt lên ngày nào cũng cướp búp bê của tề miểu và chải đầu cho nó làm to dân gia tề lỗi đã luyện ra một tuyệt kỹ nếu cậu muốn buộc thành hai cái sừng thì chắc chắn sẽ không buộc thành đuôi ngựa tóc của diêu thiên thiên đen tuyền và mượt mà mặc dù bị biến thành ổ gà nhưng cậu chỉ cần dùng ngón tay vuốt nhẹ ra là được diêu thiên thiên cũng biết kỹ năng chải tóc của tề lỗi đã thăng cấp từ lâu nên cô im lặng đứng ở ven đường để cậu chải lại tóc cho mình sự khó chịu không thể giải thích trong lòng tề lỗi cuối cùng cũng biến mất yêu sớm không tốt đừng xem tivi nhiều rồi đi thích cái loại mặt trắng đó Buộc tóc xong, Tề Lỗi nghịch nghịch hai cái sừng của Diêu Thiên Thiên, sau đó mới chậm rãi nói: "Dù em có yêu sớm thì cũng sẽ không tìm cậu ta đâu." "Đây là do em hy sinh thân mình vì người khác đó." Diêu Thiên Thiên kiêu ngạo ngước cổ lên, Tề Lỗi cười, vuốt ve cái cổ nhỏ đầy thịt của cô, nói: "Thế chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh nghe hai em nói dắt nhau bỏ trốn gì đó mà, đúng là không khác gì một lời tỏ tình cả." Đầu Diêu Thiên Thiên đổ đầy mồ hôi, Cô suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Tề Lỗi, "Nếu anh giữ bí mật thì em mới nói, còn không thì chúng ta tuyệt giao." Tề Lỗi đưa Diêu Thiên Thiên tới một góc khuất không người. Cậu cúi xuống, áp sát lỗ tai vào gần cô, nói, "Em nói đi, anh sẽ không nói với ai đâu." Động tác Tề Lỗi làm vô cùng khó khăn. Xét đến sự khác biệt về chiều cao giữa hai người, sợ cậu sẽ không duy trì được lâu nên Diêu Thiên Thiên nghĩ một lúc rồi mới nắm lấy tay cậu, nói, "Cậu bạn cùng lớp đó rất đáng thương." khi cậu ta còn nhỏ cậu ta đã gặp một chuyện rất khủng khiếp nên giờ bị mắc chứng bệnh tự kỷ giáo viên giao cho em cố gắng giúp đỡ cậu ta kết bạn với cậu ta để cậu ta có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý trong quá khứ hiện tại diêu thiên thiên chỉ có thể nói như vậy còn về chuyện mộ dung nghiêm bị bọn buôn người bắt cóc lừa bán thì càng ít người biết càng tốt nếu không làm vậy thì sẽ rất dễ gây họa cho nhà họ tề tề lỗi quả nhiên là có tố chất đàn ông đích thực không giải thích được sau khi biết được cậu bé kia đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, cậu lại bắt đầu khuyến khích Diêu Thiên Thiên quan tâm đến mộ dung nghiêm hơn. Chẳng qua tề lỗi vẫn không quên nhắc nhở một câu, anh thấy thằng bé đó rất có sức hút với các bạn nữ khác, em tốt nhất đừng bị cậu ta lừa. Diêu Thiên Thiên biểu môi, không phải mộ dung nghiêm thu hút mấy bạn nữ, mà là hóc mon của cậu ta quá nhiều quá nồng, cứ coi như không cần cậu ta ra tay, thì cũng có một đống con gái như tre già măng mọc xông tới. Hừ, còn lo lắng mình sẽ bị mộ dung nghiêm lừa chuyện đó chỉ xảy ra khi cô là loại siêu em m thôi em m người thích bị ngược đãi hành hạ về thể xác và tinh thần quên chuyện đó đi đừng nhắc đến cậu ta nữa diêu thiên thiên véo mạnh tay tề lỗi để trả thù cho cái câu móng heo vừa rồi kia cô vừa véo vừa hỏi anh đi đâu mà mất tích nửa tháng nay vậy bác tề còn nói muốn đánh gãy chân của anh kệ ông ấy tề lỗi cười nói nếu muốn đánh thật thì từ nhỏ anh và anh trai anh đã trở thành một con bạch tuột rồi. Trong khoảng thời gian này anh có chút việc, sắp kiệt sức đến nơi rồi. Nói xong tề lỗi quể oải duỗi eo, Diêu Thiên Thiên thấy rõ quần đen dưới vành mắt cậu. Tề lỗi sẽ không có quần thăm mắt ngay cả khi đã làm việc ba ngày ba đêm, da của cậu đẹp đến nỗi khiến người ta phải ghen tị. Nhưng giờ thấy cậu trở nên xanh xao gầy guộc thế này, không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì khiến tề lỗi phải mệt mỏi đến vậy diêu thiên thiên kéo ống tay áo của cậu do giới hạn chiều cao nên chỉ có thể kéo tay áo tới nhà em ngủ một giấc trước đi nếu về nhà mà bị bác tề đánh anh cũng có sức trốn tề lỗi nghe vậy cười sung sướng đến nỗi nheo cả mắt lại lập tức ông diêu thiên thiên đặt lên yên xe đạp nhanh chóng chở cô về nhà mấy ngày nay tề lỗi đều không về nhà thậm chí các tiết học trên lớp cũng cúp rất nhiều nếu không phải cậu nhờ bạn cùng lớp báo tin về nhà nói mình đang có việc bận thì lưu minh yến có khi đã đi báo cảnh sát rồi nếu cứ về nhà trong tình trạng này, kể cả không bị đánh gãy chân thì cũng sẽ bị tẩn cho một trận. Sức lực của cha Tề không thể nói chơi, Diêu Thiên Thiên không đồng ý chuyện Tề Lỗi trốn học, nhưng trước khi bị đánh cũng phải ngủ đủ đã rồi tính tiếp. Vương Nhị Nha đã gọi điện cho Diêu Thiên Thiên vào buổi trưa, nói tối nay bà có việc bận nên có thể sẽ không về nhà. Nếu đến 8 giờ mà vẫn chưa thấy bà về thì Diêu Thiên Thiên cứ qua nhà Tề Lỗi ngủ nhờ một đêm. Giờ chỉ mới 4 giờ chiều ít nhất thì tề lỗi có thể ngủ 4 tiếng, đây là lần đầu tiên tề lỗi đến ngủ ở nhà Diêu Thiên Thiên. Ngày trước chỉ có tề miễu được đến đây ngủ, và sau đó cậu toàn bị tề miễu khinh thường, lần này cuối cùng cũng được như ước nguyện, tề lỗi vừa vào cửa đã tìm tới phòng Diêu Thiên Thiên, không chút chần chừ lao lên chiếc giường của cô, đôi mắt đánh giá căn phòng màu hồng phấn của em gái nhà mình, trên môi ngay lập tức lộ ra một nụ cười với ý vị sâu xa. Mặt Diêu Thiên Thiên đỏ bừng, căn phòng này không phải là sở thích của cô. Nó được Vương Nhị Nha trang trí theo cuốn sách là cha mẹ thì nhất định phải đọc, những ví dụ kinh điển về việc giáo dục trẻ em thành công không biết nhặt được ở đâu. Sau khi chuyển từ căn phòng thuê tạm tới nhà mới, thì căn phòng đã biến thành hình con thỏ màu hồng phấn. Trên thực tế, cô thích màu xanh lá mà hoặc xanh da trời hơn, hai màu này có thể giúp giảm mỏi mắt và làm dịu cảm xúc, rất có lợi cho mọi người. Còn màu hồng phấn tuy rằng có chút nhợt nhạt mờ ảo, nhưng trong lúc tâm trạng không tốt, nó sẽ giúp mọi người ổn định tinh thần. Tề lỗi thì lại rất phấn khích, trắng trợn rình coi thế giới nội tâm của bé heo nhỏ nhà mình, vừa cười khúc khích vừa lăn lộn trong cái chăn màu hồng phấn của cô, thực không biết là đang mừng thầm hay đang chế giễu cô nữa. Cơ bản là Diêu Thiên Thiên không thèm chấp nhặt với cậu bé đang trong thời kỳ nổi loạn, cô phớt lờ điều cười khiến người khác kinh sợ của tề lỗi, mở cái cặp nhỏ của mình ra, ngồi trước bàn học và chuẩn bị làm, công, việc, của, một, sinh, tiểu, học khiến cô phải phát cáo kia, chép lại các từ mới sau giờ học 20 lần, chép lại bản cửu chương 20 lần, làm các bài toán như 10x3 trong sách bài tập, học thuộc lòng mấy câu thơ như ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, mấy loại bài tập như này thật sự khiến người khác tức không chịu nổi. Đến lớp 4 thì bắt đầu học tiếng Anh, cô lại phải chép lại 26 chữ cái, bài thơ tỉnh giả tứ, tác giả, lý bạch thơ đường, Trung Quốc, Diêu Thiên Thiên thật sự không dám tưởng tượng đến tương lai đau thương phía trước. Ôi trời, cô vẫn nên làm thử các đề Olympic để được tham gia vào lớp đi thi Olympic thì hơn. Ít nhất nó sẽ khiến cô phải chấp mắt một cái để nghĩ ra đáp án. Hơn nữa sau này học đến các đề Olympic của lớp 6 sẽ rất khó, dù là học sinh trung học chuyên khoa văn, sinh cũng khó có thể trả lời được, nhưng nó sẽ giúp cô rèn luyện được chỉ số thông minh. Diêu Thiên Thiên sẽ không dựa vào kết quả của Thế vận hội Olympic để xin vào một trường chuyên toán nào đó, cô cũng biết bản thân mình không có khả năng này. Học tiểu học còn có thể ứng phó được, nhưng độ khó khi học trung học quả thực đã lên đến một tầm cao mới, dùng 10 phút đau thương hoàn thành bài tập về nhà mà một học sinh tiểu học bình thường sẽ cần đến một tiếng mới hoàn thành. Cô lấy ra sách giáo khoa tiếng Anh mượn từ trường trung học để học thuộc lòng các từ đơn. Từ xưa, tiếng Anh của cô đã không tốt, sau khi học cấp 3 thì nó hoàn toàn trở thành một đống cạn bã. Bây giờ cô phải có sẵn nền tảng, về sau ít nhất cũng sẽ vượt qua được cấp 4. Nhớ đến tiếng Anh cấp 4 mà rơi lệ, ghi nhớ xong một nửa số từ đơn, Diêu Thiên Thiên vương vai một cái, sau đó quay đầu nhìn tệ lỗi vẫn đang im lặng, không biết cậu có ngủ ngon hay không. Ai ngờ tệ lỗi vẫn chưa ngủ, mắt mở to nhìn trần nhà màu hồng phấn, khuôn mặt chứa đầy sự sầu lo. Có chuyện gì vậy? Diêu Thiên Thiên ngồi trên ghế hỏi cậu, nghe cô hỏi, tệ lỗi mau chống phục hồi tinh thần, vỗ vỗ vai mình, ra hiệu cho cô tới đó nằm, lại đây, Diêu Thiên Thiên do dự một lát. Mặc dù tệ lỗi chỉ mới 14 tuổi, nhưng cơ thể lại rất cao ráo, khiến cho người ta có loại cảm giác cậu đã tới độ tuổi trưởng thành, bên này cô vẫn đang do dự thì bên kia, tệ lỗi đã không còn chút kiên nhẫn nào, cậu vương cánh tay vỗ vỗ, lại đây, bé mập. Diêu Thiên Thiên bỗng nhận ra rằng mình chỉ là một cô bé 9 tuổi. Hành động của tề lỗi hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương của anh trai dành cho em gái, là cô đã suy nghĩ quá phức tạp. Diêu Thiên Thiên, chắc chắn không phải suy nghĩ của tôi quá xấu xa, mà là thế giới này quá xấu xa. Nữ chính mới 7 tuổi mà đã tự quyết định chung thân của mình, vậy một đứa bé mới 9 tuổi như tôi đây cũng có thể dùng được. Sau khi suy nghĩ kỹ càng chuyện mình mới có 9 tuổi, Diêu Thiên Thiên mới bình tĩnh lại cô chậm rãi, lăn đến gần giường. Ngay khi cô vừa đến gần thì đã bị tệ lỗi ông chậm lấy, đặt cô nằm lên cánh tay của cậu, đầu gối lên bắp tay vạm vỡ ấy. Cứng chết người rồi, Diêu Thiên Thiên ông cái ót chứa đầy thịt non mềm mại của mình, căm tức nhìn tệ lỗi. Tệ lỗi lại không chú ý tới ánh mắt của cô, khoanh tay ông chặt lấy cô rồi nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói, bé mập, em nói xem, nếu 14, 15 tuổi mà bỏ học, tương lai sau này sẽ thế nào? Sau khi bỏ học thì sẽ đi làm công, Tương lai sau này chỉ có làm mấy việc nặng nhọc để kiếm sống, Diêu Thiên Thiên nghiêm túc trả lời, nhưng cũng không hẳn vậy, không phải có một bậc thầy truyện cổ tích chỉ mới tốt nghiệp tiểu học và bắt đầu viết truyện khi mới biết 500 chữ Hán thôi sao? Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tề Lỗi cười, vẫn chỉ là trẻ con, chỉ biết đến những tác giả viết truyện cổ tích. Mặc dù biết nói với Diêu Thiên Thiên cũng vô ích, nhưng cậu vẫn muốn trút hết những tâm sự ở trong lòng ra, vậy nếu gia đình đang nợ một số tiền lớn không thể trả được thì sao? Diêu Thiên Thiên im lặng. Chủ đề này quá nặng nề để nói với một đứa trẻ, thật sự không có một đứa bé 9 tuổi nào có thể trả lời được. Cô đã cố gắng hết sức động viên cậu bằng các nhà văn viết truyện cổ tích, nhưng cô thực sự không biết làm thế nào để giải quyết được vấn đề này. Diêu Thiên Thiên chợt nhận ra, tề lỗi sẽ cảm thấy mệt mỏi, không phải là do thiếu ngủ, mà là do áp lực tâm lý quá mức dẫn đến kiệt sức. Những ngày này, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra khiến tề lỗi không trở về nhà cũng không giống như suy đoán của bác tề là do cậu ở quán nét cả đêm chơi suốt đêm nên không đi học nhìn quần thâm trên đôi mắt đang mở to do không thể ngủ được của tề lỗi diêu thiên thiên đột nhiên cảm thấy biểu hiện như vậy thật sự không phù hợp với một cậu bé to con luôn tỏ ra lưu manh như tề lỗi Ngay đầu gặp gỡ cậu lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời lại còn thích nói đạo lý tuy rằng trong mắt thầy cô tề lỗi là một học sinh hư nhưng thật ra cậu lại là một cậu học sinh tốt bụng, dễ mềm lòng và hồn nhiên. Cậu sẽ vì chuyện vô tình cắt hết tóc của bé gái mà để cho đối phương đấm đá, đến nỗi tóc trên đầu cũng bị cô giật xuống hết sạch. Cậu cũng vì chuyện cô chuyển trường mà luôn canh cánh trong lòng suốt 5 năm, năm. So với nhân vật bốt phản diện, hùng dũng hiên ngang, trong sách, thiếu niên hiền lành ngây thơ này càng khiến cho người khác cảm thấy đau lòng hơn. Tình, mẫu tử, trong lòng diêu thiên thiên trỗi dậy, cô vương bàn tay mũm mỉm của mình vuốt ve đầu tề lỗi, hỏi, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? À? Tề Lỗi mạnh mẽ ông chậm lấy cơ thể mập mạp của Diêu Thiên Thiên, ông chặt như không bao giờ muốn buông tay. Sau đó vùi đầu vào vai cô. Mặc dù vẻ ngoài của cậu có chút mỏng manh yếu ớt, nhưng Diêu Thiên Thiên lại cảm thấy bờ vai của thiếu niên đủ rộng để chống đỡ cả bầu trời. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Khi nghe Tề Lỗi đề cập đến chữ tiền, Diêu Thiên Thiên đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Trong cốt truyện gốc cũng không nói rõ về lịch sử làm giàu và quá khứ của Tề Lỗi, nhưng trong giai đoạn anh ta trở nên độc đoán, hung tàn. Miễu sát bốn năm chính cộng thêm cha nữ chính, một nhân vật chủ chốt dưới quyền anh ta đã trở thành cộng rơm cuối cùng để chết, con lạc đà Tề Lỗi. Người này có tên là Lưu Dương, tên còn giống người qua đường hơn cả Vương Nhị Nha, một thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm với Tề Lỗi. Nhưng anh ta có một người cha, cha của anh ta lại là một kẻ phóng hỏa giết người có thể nói đàn ông có tính xấu gì thì cha lưu dương có đủ mấy thứ đó ăn nhậu uống rượu cờ bạc gái gú đánh nhau vợ ông ta đã bị ông ta đánh cho chạy mất dép để lại lưu dương lúc ấy còn rất nhỏ mà cũng kỳ lạ một người cha mất sạch nhân tính như vậy thế nhưng lại rất quan tâm che chở cho lưu dương còn không dám chạm vào một ngón tay của cậu ta kể cả không có cơm ăn ông ta cũng sẽ cố kiếm cho lưu dương một chén cháo cứ coi như người cha này thật sự không đáng tin cậy nhưng lưu dương vẫn rất yêu thương cha của mình chẳng qua khi lưu dương đang học trung học cơ sở cha anh ta đã cãi vã với người khác sau đó còn xảy ra ẩu đả màn đêm buông xuống ông ta về nhà lại uống thêm một chai rượu càng nghĩ càng ấm ức men rượu trong người như thôi thúc sự liều lĩnh của ông ta cha lưu dương chạy vọt ra ngoài cố tình châm lửa đốt nhà người kia đêm đã khuya mọi người đều đang ngủ nên không kịp phòng bị ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà không chỉ thế nó còn lan sang hai nhà gần đó, mà trong nhà của người có thù với cha Lưu Dương còn có một bà cụ, bà cụ không kịp chạy ra ngoài nên đã chết trong biển lửa. Sau khi cha Lưu tỉnh rượu, nghe tin mình đã giết người nên lập tức bỏ trốn, chỉ để lại một mình Lưu Dương. Cảnh sát rất nhanh đã điều tra ra kẻ chủ mưu đốt nhà là cha Lưu, nhưng người nọ đã bỏ trốn, chỉ còn lại một đứa trẻ 14 tuổi. Sau khi dò hỏi nhưng không có kết quả gì, cảnh sát đành phải thả Lưu Dương ra chẳng qua người nhà của nạn nhân sao có thể buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy được mọi thứ trong nhà đều bị bọn họ cướp hết mà lưu dương cũng bị bọn họ đánh cho bầm tím khắp người lúc đó tề lỗi chính là người đưa tay ra giúp đỡ lưu dương trong cốt truyện gốc lưu dương từng nói anh lỗi đã cứu mạng tôi giúp tôi trả hết nợ bắt tôi đi học còn đưa tôi đi làm kinh doanh anh lỗi là trời của tôi tôi sẽ không bao giờ phản bội anh lỗi đây là những gì anh ta nói khi đối mặt với sự đe dọa của Nam Cung Tiêu Phong. Nhưng khi Nam Cung Tiêu Phong lôi người cha đã mất tích hơn 10 năm ra thì Lưu Dương lại lựa chọn khuất phục. Mặc dù trong mắt người ngoài, cha anh ta rất vô dụng, ông ta hoàn toàn không xứng đáng để anh ta phản bội lại tề lỗi. Nhưng khi người cha già quỳ xuống trước mặt anh ta và khóc lóc thảm thương, Lưu Dương cũng đã khóc. Sau khi tề lỗi phá sản, Lưu Dương đã tự sát để tạ tội. Diêu Thiên Thiên cảm thấy mấy cảnh như vậy thực sự không phù hợp với phong cách não tàn của bộ truyện này. Phải nói rằng ngoại trừ con gái cưng, nữ chính, và con trai cưng, rất nhiều nam chính, của tác giả ra, tất cả nhân vật còn lại trong truyện đều là bia đỡ đạn. Lưu Dương cũng là một bia đỡ đạn ngay cả cặn cũng không thừa. Coi như anh ta đáng trách, nhưng anh ta bị một chữ hiếu đè nặng trên đầu thì cũng đành chịu. Hơn nữa Lưu Dương cũng thực sự trung thành với tề lỗi, cuối cùng người ta còn tự trả giá bằng mạng sống của mình, thế thì còn tính sổ kiểu gì nữa xét đến cùng cũng là do nữ chính vô tình phát hiện ra nơi ở của cha lưu và nam cung tiêu phong đã gạt nữ chính dùng cha lưu uy hiếp lưu dương không biết bây giờ nam cung tiêu minh còn bị ông nội mình bắt làm người thừa kế không nhỉ nếu còn thì mau tranh thủ đuổi loại mặt hàng rác rưởi như nam cung tiêu phong đi đi quả nhiên tề lỗi ông diêu thiên thiên một lúc rồi kể về những gì đã xảy ra với gia đình của lưu dương nói đến chỗ đồ đạc trong nhà lưu dương đều bị cướp hết anh ta còn bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, tề lỗi không khỏi đỏ hoe hai mắt. Mấy ngày nay cậu đều tới nhà của Lưu Dương, thấy ai đến cũng không gây gỗ đánh nhau, chỉ che chở Lưu Dương và cuốn sổ tiết kiệm duy nhất trong nhà anh ta. Khi đối mặt với những nạn nhân bị mất nhà cửa và người thân, Lưu Dương sẽ không phát ra bất cứ tiếng kêu trên nào, ngay cả khi xương của anh ta đã bị bọn họ đánh gãy. Nhưng tề lỗi thì khác, cậu có thể bảo vệ Lưu Dương. Tại sao anh không nói với người thân trong nhà một tiếng? Diêu Thiên Thiên dịu dàng hỏi. Chuyện lớn như vậy đối với một đứa trẻ 14 tuổi mà nói, nó thật sự là quá nặng. Tề lỗi lắc đầu, cha của Lưu Dương là kẻ phóng hỏa giết người. Mẹ anh mà biết thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ để anh kết bạn với Lưu Dương đâu. Lưu Minh Yến làm vậy cũng không có gì đáng trách cả, nếu đổi lại là Vương Nhị Nha, bà cũng sẽ làm như vậy. Đây không phải là sự phân biệt đối xử với những đứa trẻ có cha là tội phạm, mà là do cha Lưu đang bỏ trốn nhỡ đâu một ngày nào đó ông ta quay về tìm Lưu Dương mà gặp được tề lỗi thì phải làm sao bây giờ? Hổ dữ không ăn thịt con, Lưu Dương an toàn, nhưng tề lỗi rất có thể sẽ bị ông ta làm hại. Bất kỳ người cha người mẹ nào cũng không muốn con của mình gặp phải nguy hiểm, đây mới chính là lý do khiến tề lỗi không muốn nói ra chuyện này. Đừng nói với người nhà anh nhé. Tề lỗi đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Dư Thiên Thiên, bé mập lắc đầu, không nói, em sẽ không nói một lời nào cả. Tề lỗi mỉm cười, cậu biết bé heo nhỏ này chắc chắn sẽ không nói chuyện ngày đó cậu cạo trọc đầu diêu thiên thiên đến bây giờ dì vương còn chưa biết là do cậu làm nó đã đủ để chứng minh miệng cô bé này kín đến mức nào có lẽ đây cũng là lý do vì sao tề lỗi lại nói chuyện này với diêu thiên thiên cậu đã chịu rất nhiều áp lực trong mấy ngày nay nên cần phải giải tỏa một chút trường trung học cơ sở của tề lỗi là một trường trọng điểm còn nhà của lưu dương lại ở vùng ngoại ô là một học sinh mới chuyển trường nhà anh ta cũng không gần nhà tề lỗi cảnh sát tất nhiên sẽ giữ bí mật không công khai chuyện này ra ngoài ngoài trừ hàng xóm nắm được một chút tình hình ra còn lại ngay cả giáo viên trong trường cũng không biết chừng nào tề lỗi không chịu nói thật thì ngay cả khi nhà họ tề có nghe được chút tin đồn cũng sẽ không biết đó là cha của lưu dương vậy anh sẽ giải thích thế nào khi về nhà diêu thiên thiên lo lắng hỏi tề lỗi nắm lấy tay cô véo nhẹ một cái anh sẽ nói nhà bạn anh đang mở một sân trượt patin và cần anh tới đó giúp đỡ, giúp đỡ cả ngày lẫn đêm sao đôi mắt của Diêu Thiên Thiên trừng lớn, anh đánh giá quá thấp chỉ số IQ của cha mẹ tề rồi đó, ừ, tề lỗi mỉm cười dưới sân trượt patin có một quán nét, anh đã chơi ở đó rất vui Diêu Thiên Thiên đỡ tráng anh sẽ bị đánh chết đó, không sao tề lỗi véo véo mặt cô nói, anh cũng không sợ chuyện đó, anh chỉ sợ cha mẹ anh sẽ theo dõi anh không cho anh ra ngoài vào ban đêm nữa anh không yên tâm khi để lưu dương ở nhà một mình anh còn định không về nhà cơ nhưng nếu anh cứ không về nhà suốt như thế có lẽ mẹ anh sẽ đi báo cảnh sát diêu thiên thiên đánh một cái vào cái tay đang véo mặt mình cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói không thì anh nói là do em bị người ta cướp đồ em lại không dám nói với mẹ nên anh đã giúp em tìm lại món đồ mà em làm mất bác tề nghe vậy sẽ không đánh anh đâu có lẽ bác còn khen anh nữa ấy Tề lỗi thấy không véo được mặt, bèn dùng tay vụng trộm chạm vào eo thịt của cô, vừa véo vừa nói, dì Vương sẽ không tha cho em đâu. Diêu Thiên Thiên tức giận túng lấy tay cậu, đừng véo nữa, rất nhột. Anh cảm thấy véo như vậy vui lắm hả? Tâm trạng của tề lỗi đã tốt hơn nhiều, cậu thừa dịp Diêu Thiên Thiên không chú ý, nhằm vào phần thịt nhiều nhất ở mông cô, nhéo mạnh một cái rồi nhếch mép cười, nói, cô bé xinh đẹp như hoa, theo đại gia đi, đảm bảo sẽ cho em ăn sung mặt sướng. Diêu Thiên Thiên ông mong trừng mắt nhìn cậu, hình như dạo này mình dễ dãi quá rồi hay sao ấy, đều làm phản hết rồi. Cô không nói gì mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, Tề Lỗi thấy bé heo mập sụ mặt, trong lòng không khỏi có chút e ngại, điều mà cậu quan tâm cũng không phải là Diêu Thiên Thiên sẽ làm gì tiếp theo, mà chủ yếu là không nỡ chọc cô tức giận. Tề Lỗi chạy theo phía sau cô, miệng không ngừng giải thích, "Anh, anh chỉ nghĩ rằng thịt trên người em khá mềm và chơi rất vui, với cả thịt ở chỗ đó dày nhất." anh muốn véo nó từ lâu rồi lời còn chưa nói xong thì đã thấy diêu thiên thiên quay đầu lại vẻ mặt của cô vô cùng đáng sợ cầm chổi lau nhà trong tay chổi lau nhà lập tức nhắm vào ngay giữa hai chân của tề lỗi em cũng cảm thấy anh mọc thêm một thứ gì đó rất không cân bằng từ lâu rồi hay bây giờ em giúp anh đánh rụng nó đi nhé diêu thiên thiên đen mặt nói đồng thời giơ chổi lau nhà lên định triển khai chiêu thức đã cẩu bổng đã cẩu bổng tuyệt kỹ của cái bang trong tiểu thuyết của Kim Dung Dịch, gậy đánh chó, một chiêu thức được sinh ra từ nỗi sợ chó. Tề lỗi không dám chống trả, anh chỉ có thể bảo vệ của quý ngồi xổm xuống, liên tục trúng mấy chiêu đã cẩu bổng. Sau khi đánh khoảng 5 phút, Diêu Thiên Thiên mệt đến thở hổn hển, cô thả chổi lau nhà xuống, ra sức thở mạnh. Tề lỗi làm như không có chuyện gì đứng lên đi tới trước mặt cô, nói, em mệt không? Nghĩ một lát đi rồi đánh tiếp, Diêu Thiên Thiên, rất muốn hủy diệt thế giới này, phải làm sao đây? Tối hôm ấy, Diêu Thiên Thiên cầm miếng nọc tỳ hưu mà Vương Nhị Nha tặng vào sinh nhật 8 tuổi của cô, đi cùng tệ lỗi về nhà cậu. Con trai 10 ngày không về nhà đã đạt đến giới hạn của Lưu Minh Yến. Bà tự nhủ rằng nếu đến đúng 8 giờ mà tên nhãi kia còn chưa chịu về thì bà sẽ đi báo cảnh sát, tề lỗi không hổ danh là người hiểu mẹ mình nhất. Cậu vừa bước vào cửa, Lưu Minh Yên ngồi trong phòng khách thấy con trai mình về còn chưa nói một câu nào đã ném đôi dép lê đang đi ở chân về phía tề lỗi tề lỗi không trốn dép lê lại chính xác nện vào đầu diêu thiên thiên diêu thiên thiên lưu minh yến tề lỗi tề miễu nhìn thấy đầu tiên cô ấy vội vàng cầm theo khăn tay chạy tới gần diêu thiên thiên lau đi bụi bẩn ở trên đầu cô tuy rằng dép lê mềm mại ném vào người sẽ không đau nhưng tề lỗi vẫn cảm thấy rất đau lòng lưu minh yến nhanh chóng lao tới tỉ mỉ quan sát cẩn thận xem diêu thiên thiên có bị thương ở đâu hay không bà nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định cô không sao thì mới nhìn tệ lỗi rồi hét lên, đều tại con hết, con đã không về nhà thì thôi, còn hại em gái phải chịu trận thay con đó, tệ lỗi, Diêu Thiên Thiên, đầu năm nay người lớn đều như vậy sao? Lưu Minh Yến cảm thấy mắng như vậy vẫn chưa đủ để khiến bản thân hết giận. Bà lấy một đôi giày cao gót cao 10cm từ tủ giày ra, giờ gót giày lên chuẩn bị đập về phía tề lỗi. Diêu Thiên Thiên nhanh chóng chạy theo tề miễu cách tề lỗi khoảng 3 mét. Nếu bị gót giày này đập trúng, dù không chết thì cũng sẽ bị thương, vẫn nên đứng xa một chút thì tốt hơn. Tề lỗi trừng mắt nhìn hai chị em không có tình nghĩa kia, sau đó nhắm mắt lại chờ bà già nhà mình mềm lòng. Gót giày còn chưa chạm đến đầu đã nghe thấy một tiếng lạch cạch trước cửa phòng bếp, sau đó một tiếng hét to truyền đến, em nghĩ đi, để anh. Và rồi cha tề lao ra với một con dao phay, tề lỗi, diêu thiên thiên, tề miễu cuối cùng vẫn là lưu minh yến có kinh nghiệm phong phú kinh nghiệm đối phó với cha tề thấy ông chồng nhà mình cầm bát cơm của cả nhà lao tới đôi giày cao gót lập tức thay đổi phương hướng gót giày gõ vào trán của cha tề ông biết xương của con trai ông rất cứng không hả nếu ông lấy bát cơm ra chém nó nhỡ bát cơm hỏng rồi thì sau này ông quay lại nghề cũ thế nào ông mất trí rồi à lưu minh yến chỉ vào đầu cha tề không ngừng lên tiếng mắng chửi diêu thiên thiên con đẻ của mẹ còn không bằng một con dao phay hả cha tề thụ giáo yên lặng cầm dao phay để lại vào trong bếp sau đó cầm cây chổi lau nhà ra đầu năm nay quả thực rất phổ biến chổi lau nhà tề lỗi liếc mắt nhìn diêu thiên thiên cười tủng tà tủng tiễn phải nói rằng nhờ có sự tục tăng nam tính của cha tề và nhan sắc xinh đẹp phúc hậu của lưu minh yến nên tề lỗi mới có bộ dáng đẹp trai như bây giờ lưu minh yến đẻ rất khéo ba đứa con nhà họ tề đều thừa hưởng hết tất cả các ưu điểm của cha mẹ tề sâm giống mẹ nhất đẹp trai điềm tĩnh tề lỗi lại giống cha nhất đẹp trai nam tính tràn ngập sức sống tề miễu cũng giống cha nhưng nhan sắc của cô ấy lại còn đẹp hơn cả lưu minh yến không biết có phải do tổ tiên nhà họ tề toàn sinh ra trai xinh gái đẹp không nữa kiếp trước diêu thiên thiên luôn mờ nhạt trong biển người ngoài xem trên tv ra thì cô chưa từng tiếp xúc với trai đẹp bao giờ nhìn cậu bé đẹp trai với hàm răng trắng bóc đang mỉm cười nghịch ngợm với mình mặt diêu thiên thiên không khỏi đỏ rực lên mắt thấy cây chổi lau nhà có lực sát thương gấp mấy trăm lần diêu thiên thiên của cha tệ đang chuẩn bị lao tới bé mập lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đứng chắn trước mặt tệ lỗi nói to bác tề người sai không phải anh lỗi người sai là cháu bác muốn đánh thì đánh cháu đi nghĩ ra một cái cớ rất đơn giản diêu thiên thiên đã lấy chiếc vòng ngọc tỳ hưu cô đang đeo trên cổ ra để làm cớ đây là món quà mà vương nhị nha mua trong lúc đi khảo sát ở vân nam giá trị vô cùng xa xỉ mua ngọc tỳ hưu đổi vận cho con gái cũng là một phần tâm ý của mẹ cô diêu thiên thiên nói mấy hôm trước trong lúc cầm chiếc vòng tay này ra ngoài chơi với tề lỗi thì bị một người lái xe máy cướp mất để giúp cô tìm lại ngọc tỳ hưu tề lỗi đã dò hỏi tin tức ở khắp nơi còn nằm vùng mất mấy hôm mới trộm được đồ về cho cô cha tề nghe xong không khỏi cảm thấy vui vẻ ông để chổi lau nhà xuống vỗ vỗ vai con trai nói làm tốt lắm con trai nhưng lưu minh yến lại nghĩ xa hơn bà có chút lo lắng hỏi mẹ nghe nói mấy người ăn trộm ăn cướp đều làm việc theo băng đảng có thể là đám tay chân dưới quyền một băng đảng lớn nào đó lỗi lỗi sẽ không gặp phải chuyện rắc rối gì chứ tề lỗi đã nghĩ ra lý do thoái thác từ lâu cậu nói không sao nguyên nhân con đi khắp nơi trong nhiều ngày như vậy là để trộm thứ này về mẹ yên tâm bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu cha tề vỗ một cái vào đầu tề lỗi thằng oát con mới tí tuổi đã học cách trộm đồ của người khác hả tề lỗi chớp chớp mắt Diêu Thiên Thiên lập tức rớt nước mắt nói, "Bác đừng đánh anh lỗi nữa, nếu bác muốn đánh thì cứ đánh Thiên Thiên đi." Đều là lỗi của Thiên Thiên, hu hu, Lưu Minh Yến thấy Diêu Thiên Thiên khóc, cũng không dám nói con nhà người ta không tốt. Với lại việc này cũng không thể trách con bé được, nếu nhóm người kia đã có ý muốn cướp đồ thì ngay cả người lớn cũng không thể tránh được, như vậy một cô bé mới 9 tuổi làm sao có thể ngăn cản được họ chứ? Hơn nữa có lẽ thứ đáng giá nhất mà cô bé từng có chính là chiếc vòng tỳ hưu này, đột nhiên làm mất nó, thiên thiên sao có thể không sợ hãi cho được. Không dám nói với người trong nhà mà khóc lóc chạy tới nói với anh trai cũng là chuyện bình thường. Thằng con không biết trời cao đất rộng nhà họ, đơn phương độc mã, chạy tới nằm vùng ở địa bàn của mấy tên côn đồ, muốn chết à. Ngay tại thời điểm Lưu Minh Yến cảm thấy cần phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho đứa con trai thứ hai của mình, thì đúng lúc này Diêu Thiên Thiên chỉ vào vành mắt đen sì của tề lỗi, vừa khóc vừa nói, anh ấy đã không ngủ nhiều ngày rồi, hu hu, cha mẹ tề nhìn theo hướng tay cô chỉ, từ khi nào mà vành mắt của con trai bọn họ lại thâm sì như vậy, vẻ mặt của thằng bé chứa đầy sự mệt mỏi, cơ thể cao to kia giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể đổ sụp xuống vậy, thôi, quên đi, dù sao nó cũng đã hăng hái làm việc nghĩa đến quên mình như thế, để cho nó nghỉ ngơi trước rồi ngày mai tính sổ sau. Cảm giác đau lòng con trai đã chiếm thế thượng phong, lão Phật gia ngay lập tức hạ xuống một ý chỉ, mau đi ngủ cho ta, ngày mai sẽ lấy roi da tẩm nước lạnh tới hầu hạ. Tề lỗi biết mình đã qua được cửa ải khó khăn này, chắc thêm một buổi thuyết trình ngày mai nữa là xong rồi. Cha Tề sẽ không giảng đạo, ông Toàn trực tiếp sắn tay áo lên đánh người, kỹ năng giáo dục bằng miệng là hoạt động cần trình độ học vấn cao nên ông thường không tham dự. Người dạy chủ yếu là lão Phật gia. Đừng thấy miệng của Lưu Minh Yến không chịu buông tha cho ai mà cảm thấy sợ hãi mức độ chiều chuộng con cái của bà đã được xếp vào loại nghịch thiên. Tề lỗi chỉ cần ngoan ngoãn một chút, khiêm tốn thừa nhận sai lầm của mình là được, còn về vấn đề mấy chuyện như này có thay đổi trong tương lai hay không thì đó lại là một câu chuyện khác, nghịch thiên, trái trời, ngược ý trời, phản trời, ý nói ở đây là chiều chuộng bất chấp. Trước khi tề lỗi quay về phòng ngủ, cậu đã dùng đầu ngón tay út ngoéo nhẹ lên lòng bàn tay của Diêu Thiên Thiên, nở một nụ cười thích ăn đòn diêu thiên thiên lại nhớ tới chuyện hồi nãy bị con người này véo mông mặt của cô không khỏi đỏ rực lên ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tề lỗi đoán sau khi lưu minh yến lãng phí một giờ nước bọt với cậu tề lỗi đã bưng một ly hồng trà tới nói một câu mẹ uống trà đi vì lưu minh yến nói quá nhiều nên cổ họng sớm đã trở nên khô khốc bà cầm lấy tách trà uống một ngụm tề lỗi ước lượng rất chuẩn không lạnh không nóng vừa đủ lưu minh yến hài lòng gật đầu Nhớ kỹ chưa? Nếu về sau gặp phải chuyện như thế này thì phải tìm người lớn trước. Mất bao nhiêu tiền không quan trọng, miễn là người còn khỏe mạnh là được. Đừng bỏ nhà đi hơn 10 ngày nữa, ngay cả khi con nhờ ai đó chuyển lời hộ cũng không được. Nhóc con, trước khi con trưởng thành và dọn ra ngoài thì vẫn phải ở trong cái nhà này để mẹ con uống nắng." Lưu Minh Yến nói ra lời tổng kết, Tề Lỗi Khiêm Tốn gật đầu, "Vâng, con sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa." Lưu Minh Yến hài lòng. Hào phóng vung tay lên, đi chơi đi, giáo viên của con giao cho mẹ. Không phải chỉ có 10 ngày không tới lớp thôi sao? Nếu cuối kỳ đạt điểm cao thì mấy thầy cô giáo cũng chẳng dám nói gì. Tề Lỗi nghịch thì nghịch, đánh nhau thì đánh nhau, nhưng đầu óc đúng là thông minh sáng dạ. Trường trung học có vài chỗ không thể so được với trường đại học, nỗ lực một chút là có thể thi được điểm cao. Thành tích của Tề Lỗi trong mấy năm gần đây không tồi cậu thuộc loại học sinh ngày thường không học gì mấy nhưng trước khi đi thi ông chân phật cả đêm là có thể thi được thứ hạng tốt quả thực khiến cho người ta hận đến nghiến răng ken két hôm nay vừa đúng là ngày nghỉ cuối tuần tề lỗi vừa ra khỏi cửa đã đi thẳng đến nhà diêu thiên thiên diêu thiên thiên đang mặc đồ ngủ vừa dụi mắt vừa mở cửa cô mơ màng nói anh đến sớm như vậy làm gì thế tề lỗi không phải em vừa đi từ nhà anh ra à tối hôm qua diêu thiên thiên ngủ ở nhà tề lỗi ăn xong bữa sáng mới về nhà. Nhà anh dậy rất sớm, cuối tuần nào em cũng ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy, sau khi về nhà em lại ngủ thêm một chút nữa. Diêu Thiên Thiên có chút tỉnh táo, mở cửa cho tề lỗi vào nhà xong, cô bèn, lăn, trở lại giường. Tề lỗi ném hết liêm sĩ, cũng lăn, lên giường theo cô. Diêu Thiên Thiên đẩy cậu hai lần không được, cũng đành kệ cậu, bản thân thì đi ngủ tiếp. Sau khi tề lỗi cởi giày xong cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Tối qua cậu ngủ không ngon, suốt cả đêm vẫn luôn nghĩ về những chuyện xảy ra trong nhà lưu dương tuy nhiên tề lỗi chỉ là một học sinh trung học cơ sở thực sự không có cách nào nghĩ ngợi một lúc cậu bỗng cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ con heo nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh tề lỗi không nhịn được vương tay ông lấy cô và nhắm mắt lại trên người diêu thiên thiên có mùi thơm của sữa tắm nên ngửi rất thoải mái tề lỗi cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ ngay cả khi cậu ngủ say như chết thì cũng không quên đặt tay lên cái eo thịt của Diêu Thiên Thiên nhéo nhéo hai cái, Diêu Thiên Thiên bị tề lỗi nhéo tỉnh cả ngủ. Cô rất sợ nhột, những người khác chỉ có một vài nơi là có thịt ngứa, nhưng cả người cô chỗ nào cũng không thể chạm vào được. Ngày ấy, lúc Diêu Thiên Thiên mới vào trường tiểu học, trường đã tổ chức cho học sinh toàn trường chạy bộ mỗi ngày. Diêu Thiên Thiên chạy nhiều nên đau chân, Vương Nhị Nha muốn giúp cô xoa bắp chân, mới xoa được hai cái thì cô đã cười chảy nước mắt, cuối cùng cũng không thể tiếp tục xoa chân trên thực tế động tác của tề lỗi sẽ không khiến người ta cảm thấy nhột nhưng diêu thiên thiên rất sợ nhột cô bị cậu nhéo nhẹ vài cái thì đã cười tỉnh rồi bé heo mơ mơ màng màng xoay người lại vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của trai đẹp đang ngủ say ngay trước mắt mình diêu thiên thiên cô thực sự muốn hét lên và đứng dậy như mấy chị nữ chính trong phim thần tượng ông chăn bọc lấy cơ thể của mình và khóc lóc chỉ vào tề lỗi hỏi anh muốn làm gì hoặc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì trong cốt truyện gốc diêu doanh tâm và mộ dung tường cũng có một đoạn máu chó như này đêm hôm đó mộ dung tường và cô ta đi quay phim hai người mệt mỏi đến kiệt sức lập tức lên giường ngủ lúc nào không hay sáng hôm sau diêu doanh tâm thức dậy thì ông chăn lặng lẽ rơi lệ mộ dung tường im lặng một lúc lâu mới đưa ra một câu hứa hẹn nặng như núi làm bạn gái của anh đi tiền đề là tiến đến hôn nhân Lúc Diêu Thiên Thiên đọc đến đoạn này thì cô chỉ biết cạn lời. Nữ chính, quần áo cô mặc trên người tối hôm qua vẫn còn đó và không có lấy một nếp nhăn, cô khóc lóc cái gì không biết, dù sao cô cũng là một người trưởng thành, đầu tiên cô nên nhìn trên giường mình có vết máu hay không rồi mới bật khóc chứ, thật muốn cho cô ta một cái bạc tai, vì không để người khác muốn cho mình một cái bạc tai, cũng không muốn bị tệ lỗi, chui chỗ trống. Sau khi suy tư một lát, Diêu Thiên Thiên bèn ngồi thẳng dậy, nhấc cái gối lên đập vào người tệ lỗi là gối đầu thì đương nhiên không có lực sát thương. Nhưng dù sau đó cũng là một đòn đánh nặng nề, đập vài cái thì tệ lỗi mới tỉnh lại, cậu ngái ngủ nhìn Diêu Thiên Thiên, nói. Anh làm cách nào vào được nhà em? Có phải trộm chìa khóa của dì Lưu đúng không? Vương Nhị Nha và Lưu Minh Yến thân nhau như chị em ruột nên bà đã đánh thêm một cái chìa khóa khác, để nó ở nhà họ tề phòng khi có tình huống bất ngờ mà đúng lúc bà không có ở đó. Một mình Diêu Thiên Thiên lại không thể đối phó tề lỗi cười nhéo cái mũi nhỏ đang phồng lên theo nhịp thở phì phò của cô nói em ngủ đến ngớ ngẩn rồi hả rõ ràng là em mở cửa cho anh vào mà cười 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 cái gì mà cười diêu thiên thiên cầm gối đầu đập thêm vài cái nữa cười cái con khỉ đây thật sự là nhân vật bốt phản diện loại người vẫn luôn có khuôn mặt âm u chỉ khi nào thực hiện được gian kế với nhân vật chính thì mới diễu võ dương oai lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc chí sao trong cốt truyện gốc tề lỗi cũng không thích cười, khuôn mặt luôn cứng nhắc nghiêm nghị khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả thư ký dưới quyền còn lờ đi vẻ ngoài đẹp trai của anh ta, không lúc nào là không cảm thấy sợ hãi anh ta, chẳng qua vào thời điểm đó, tề miễu bị mộ dung tường hại chết. Mẹ tề vì quá nóng giận dẫn đến trúng gió, không có người nào can ngăn cha tề nên ông đã xúc động đánh mộ dung tường. Sau đó ông nội nhà mộ dung đã gọi cảnh sát đưa cha tề vào trại giam trong 6 tháng, kể từ đó cả người ông bắt đầu trở nên suy sút vì phải quay về nhà tham gia đám tang của tề miễu nên tề sâm đã bỏ lỡ một đề tài khoa học rất quan trọng rồi thành quả nhiều năm nghiên cứu ở nước ngoài của anh ta lại bị người khác cướp mất biết được tin này tề sâm quyết định ở lại trung quốc không ngừng nộp hồ sơ xin việc cho các công ty nhưng thời gian mấy năm nay anh ta đều dùng vào nghiên cứu nên chưa từng có kinh nghiệm làm việc lại không muốn nhờ sự giúp đỡ của tề lỗi để được tới công ty của em trai làm việc cuối cùng anh ta chỉ có thể ở nhà hoàn toàn trở thành một người vô công rồi nghề tất cả kinh nghiệm học thuật và đầu óc của tề sâm đều bị hủy hoại ở trong căn nhà này anh ta đã không còn mong ước được ra nước ngoài để thực hiện tham vọng của mình nữa tề miễu là người được nhắc đến trong truyện trước sau khi tề miễu chết thì tề lỗi mới lên sàn anh ta vừa mới xuất hiện thì đã được miêu tả là có vẻ bề ngoài lạnh lùng khiến người khác sợ hãi một anh đẹp trai lạnh như núi băng như vậy quả thực thu hút rất nhiều ánh mắt của độc giả phía bên dưới truyện có vô số bình luận gào thét muốn thu tề lỗi vào hậu cung. May mắn thay, tác giả cũng không đáng tin đến mức để cho tề lỗi phải lòng nữ chính khi trong người anh ta vẫn còn mang theo lòng thù hận. Tề lỗi không bị vận hào quang thánh mẫu của nữ chính biến thành não tàn, đến cả thù của em gái mình cũng quên. Bằng không, Diêu Thiên Thiên chắc chắn sẽ khinh thường tề lỗi, ngay cả khi người điều khiển là tác giả thì cô vẫn sẽ khinh thường anh ta. Tề miễu đã mang tất cả hạnh phúc của nhà họ tề đi rồi, không phải tề lỗi không thích cười, mà là do anh ta không cười nổi. Nhìn chàng trai trẻ đang mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời trước mắt mình, Diêu Thiên Thiên bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Mấy ngày nay, cô đều ăn uống, ngủ nghỉ ở nhà họ tề. Một nhà toàn những người nhiệt tình tốt bụng như vậy, vậy mà trong tương lai, cả gia đình họ lại bị phá hủy bởi tên mộ dung tường ích kỷ, tề lỗi cũng chưa nở nụ cười thêm một lần nào nữa ngay cả sau khi anh ta đã chiếm được tất cả gia sản của bốn năm chính cộng thêm cả nhà nữ chính, tề lỗi cũng chưa từng cười, tề miễu đã đi rồi, cửa nát nhà tan, dù có báo được thù thì anh ta cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Diêu Thiên Thiên siết chặt nắm tay bé nhỏ của mình, biết trước cốt truyện chính là bàn tay vàng lớn nhất của cô, cô cũng không tin mình sẽ tiếp tục bước vào vết xe đổ. Diêu Thiên Thiên không thể lo cho người khác, nữ chính thích ai thì cứ thích người đó. Nhưng nhà họ Tề không thể bị phá hủy được, họ rõ ràng là một gia đình tốt như vậy. Tề Lỗi thấy Diêu Thiên Thiên đột nhiên không đánh nữa, một giọt nước rơi xuống mặt cậu. Tề Lỗi lập tức chân tay lúng cuống, cậu vội vàng nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ nghĩ tới hai chuyện, một là ngày hôm qua cậu nhéo mông Diêu Thiên Thiên, hai là ngày hôm nay ông Diêu Thiên Thiên ngủ. Đúng rồi, trong tivi từng chiếu cảnh một cô gái ngủ với một chàng trai, lầm to sau khi tỉnh lại thì cô gái ấy nổi giận đùng đùng, sau đó lại bắt đầu khóc không ngừng. Tề Lỗi đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mũm mỉm Ông cô vào lòng như ông bé heo con vừa mới sinh. Diêu Thiên Thiên, cậu dùng tay xoa xoa đầu cô, vừa xoa vừa lên tiếng dỗ dành, đừng khóc, đừng khóc, anh đưa mông cho em véo lại nhé. Diêu Thiên Thiên, o, à. anh chắc chắn đây không phải là quấy rối tình dục chứ? Tề Lỗi thấy Diêu Thiên Thiên cứng nhắc ở trong lòng mình, cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch trừng mắt nhìn cậu biểu tình trên mặt tràn đầy không thể tin không thể tha thứ cũng may là nước mắt đã không còn rơi nữa tề lỗi nhẹ nhõm thở ra một hơi lau khô nước mắt trên mặt diêu thiên thiên lại nhớ tới bộ dáng cô cầm chổi lau nhà muốn đánh của quý của mình hôm qua cậu bèn lộ ra dáng vẻ bằng bất cứ giá nào hiên ngang lẫm liệt nói nếu em chưa hết giận thì cứ véo chỗ này chỗ này bị véo sẽ rất đau nên em đừng ra tay quá độc ác về sau anh còn muốn cưới vợ nữa đó Diêu Thiên Thiên, tôi chắc chắn đây là quấy rối tình dục." Hai người cười đùa ầm ĩ một lát thì Diêu Thiên Thiên đã không còn buồn ngủ nữa. Cô đuổi Tề Lỗi ra ngoài phòng khách để mình thay quần áo. Nếu bây giờ Diêu Thiên Thiên mà 12 tuổi thì cô nhất định sẽ nghi ngờ Tề Lỗi đang có xuân tâm nảy mầm của thanh thiếu niên đối với mình, nhưng bây giờ cô chỉ mới có 9 tuổi, vừa thấp lại vừa béo, xấu xí cực kỳ, khả năng cao là do tình cảm từ ngày trước và là hàng xóm với nhau nên Tề Lỗi mới thân thiết với cô như vậy nếu đổi lại là bốn năm chính cộng thêm cha nữ chính thì cô chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ không có ý gì tốt. Lúc còn là phôi thai đã yêu người ta, đến lúc chín tuổi chắc trò gì cũng dám làm mất. Nhưng tề lỗi không giống vậy, cậu là một thanh niên tốt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, tương lai còn tự dựa vào bản thân mình, trở thành nhân vật bốt phản diện mạnh đến bất khả chiến bại, còn ngang tài ngang sức với bốn gia tộc lớn của hai phe đen, trắng cộng thêm bàn tay vàng vô địch của nữ chính tam quan chắc chắn là chính trực đến nỗi không thể chính trực hơn ít nhất là chính trực hơn trạch nữ bị internet đầu độc nhiều năm dẫn đến tư tưởng trở nên lệch lạc như cô diêu thiên thiên vừa nghỉ vừa chạy tới toilet rửa mặt thật ra cô đã rửa mặt ở nhà họ tề nhưng vừa nãy mới ngủ thêm hai tiếng nếu không rửa mặt thì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu diêu thiên thiên hất nước lên mặt khuôn mặt tròn vo nút nít thịt trong gương khiến cô không khỏi tan nát cõi lòng Tuy trong cốt truyện gốc viết Diêu Thiên Thiên sẽ là một bé gái mũm mỉm, mãi cho đến khi cô ta 14 tuổi mới bắt đầu cao lên, nhưng nửa đời người của Diêu Thiên Thiên ở kiếp trước lại chỉ là một cô gái béo, cốt truyện gốc còn bị cô bóp méo dẫn đến lệch lạc. Người ta nói tâm khoan thể béo, tâm lý từ nhỏ đến lớn của Diêu Thiên Thiên vẫn luôn khỏe mạnh, thật sự đến năm 14 tuổi cô có thể giảm cân sao? Tâm khoan thể béo, người có trái tim rộng rãi thường có cơ thể mập mạp, lo lắng quá đi mất tưởng tượng tương lai đứng bên cạnh người có vóc dáng cao chừng 1m90 như Tề Lỗi là một cô gái béo ụt địch cao 1m5, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho Diêu Thiên Thiên muốn trả thù xã hội rồi. Nếu cô xinh đẹp hơn một chút nói không chừng cô sẽ thử cố gắng theo đuổi Tề Lỗi, nhưng nếu vẫn là thân hình béo mũm mĩm như hiện giờ, có lẽ cô thật sự sẽ bị ném bom bớt vào mặt mấy tấm thể như em gái mưa hoặc em gái béo. Tề Lỗi thấy Diêu Thiên Thiên đứng ngẩn người ở trước gương. Cậu không nhìn được cầm lượt bước đến gần chải đầu cho cô, tóc của Diêu Thiên Thiên rất mượt, mặc dù cô tết tóc cả ngày, nhưng tóc của cô chỉ cần để xỏa một đêm là đến ngày hôm sau sẽ thẳng ra. Trong mắt Diêu Thiên Thiên, thứ đẹp nhất trên người cô chính là mái tóc mềm mượt này, nhưng tề lỗi lại thấy nơi nào của cô cũng đều đáng yêu như nhau, thật sự nhìn vào rất muốn véo, nghĩ thôi lại thấy ngứa tay, thế là thừa dịp đang chải đầu giúp Diêu Thiên Thiên, cậu lại xoa nhẹ vành tay mềm mại của cô một cái. Diêu Thiên Thiên ngay lập tức đánh thật mạnh vào tay của Tề Lỗi, sau đó cô giật lại chiếc lược, "Trai gái 7 tuổi phải tách biệt, anh đã 14, em cũng chín tuổi rồi, sau này đừng nên động thủ động cướp như vậy nữa." Tề Lỗi lật tay cướp chiếc lược về, "Để anh giúp em chải tóc. Vài ngày trước anh và Tề Miểu đã học được một kiểu tóc mới, tóc của em cũng đã dài ra một chút rồi, anh nghĩ có thể chải được kiểu đó đấy, kiểu tóc mới." Cô không thể lựa chọn nhiều kiểu dáng quần áo vì bị kích thước cơ thể hạn chế, nhưng nhắc đến đổi kiểu tóc thì Diêu Thiên Thiên vẫn cảm thấy rất thú vị. Tề miễu rất xinh đẹp, bàn tay của cô ấy cũng rất khéo léo. Đừng nghĩ rằng cô ấy mới học lớp 5 mà không biết chải tóc, Tề miễu đã từng muốn giúp Diêu Thiên Thiên chải tóc rất nhiều lần, nhưng vì ánh mắt của cô ấy sáng quá mức, chắc do tuổi còn nhỏ nên không thể che giấu được cảm xúc của mình, vì thế Diêu Thiên Thiên đã nhận ra ý đồ của Tề miễu tất nhiên cô đã kiên quyết từ chối ngay sau đó đừng nghĩ rằng cô không biết từ khi tề miễu chơi thân với cô cô ấy đã giấu tất cả búp bê trong phòng mình đi bởi vì cô ấy có một vật thay thế chất lượng tốt hơn nhiều người nhà họ tề thật sự rất thích ăn đòn còn tề lỗi ngoại trừ việc cậu hay véo cô ra thì cũng không giống tề miễu cứ nhìn thấy cô là trong tình trạng chảy nước miếng trông như thể diêu thiên thiên là một con lợn sữa nướng sắp được bưng lên bàn để đánh chén vậy vì kiểu tóc mới diêu thiên thiên quyết định nhịn mười phút sau đây là kiểu tóc mới sao diêu thiên thiên chỉ vào kiểu tóc đuôi ngựa trên đầu tề lỗi thản nhiên gật đầu học được một thời gian rồi ngày trước anh chỉ biết tết hai bím tóc thôi đó đây là thành quả học được một thời gian của anh ấy hả diêu thiên thiên nắm lấy một nhúm tóc dày đang rơi rớt trên vai mình tề lỗi thẳng thắn hùng hồn nói em xem số tóc được buộc lên nhiều hơn số không được buộc lên rồi đó em xem Tóc cũng không bị rụng, Diêu Thiên Thiên tức giận, cô sớm đã biết sẽ thành ra thế này mà. Lần đầu tiên gặp Tề Lỗi, cậu chỉ giúp cô buộc một bên tóc lên thôi mà đã hại cô trọc mất nửa đầu, ngoài kiểu đầu trọc ra, Tề Lỗi và kiểu tóc là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tề Lỗi, anh thử nói xem, anh thật sự là anh trai ruột của Tề Miểu sao? Tại sao sự chênh lệch giữa hai người lại lớn như vậy hả? Cuối cùng Diêu Thiên Thiên đành phải tháo nó ra, tự mình buộc kiểu đuôi ngựa khác. Kiểu tóc này khiến cô trở nên tươi tắn hơn so với hai bím tóc cũ. Tề Lỗi sờ sờ bím tóc trên đỉnh đầu của bé Mập, hài lòng gật đầu, kiểu này trông đẹp hơn hai bím tóc kia, sau này em cứ buộc như vậy đi. Linh hồn của Diêu Thiên Thiên hiện tại đã gần 30 tuổi rồi, tuổi ban đầu cộng thêm 5 năm sống ở thế giới này, cô đương nhiên biết hai cái bím tóc giống như hai cái sừng kia sẽ phá hủy nhan sắc của mình. Lúc trước Diêu Thiên Thiên cũng đã từng để tóc đuôi ngựa, nhưng lúc đó có một cậu bé ngồi phía sau luôn thích giật tóc cô cô càng bực mình thì cậu ta càng giật mạnh hơn cô có lờ cậu ta đi thì cậu ta vẫn tiếp tục kéo mặc dù diêu thiên thiên không muốn nổi giận với mấy thằng nhóc nghịch ngợm làm gì nhưng con nít không biết nặng nhẹ mỗi lần đều bị giật đến nỗi rụng tóc thật sự rất đau vì thế cô chỉ có thể tết thành hai bím tóc rồi búi cao lên làm như thế sẽ không có ai giật tóc cô để nghịch nữa chẳng qua những chuyện xảy ra ngày đó cũng không nhất thiết phải nói với tề lỗi nếu không chắc chắn sẽ có thêm một cậu bé nữa gọi cô là chị dâu mất o to trên thực tế trình độ chải tóc của tề lỗi cũng không đến nỗi kém như vậy mặc dù trông hơi xấu một chút nhưng ít ra còn có thể buộc hết tóc lên chẳng qua hôm nay cậu lại rất mất tập trung diêu thiên thiên cũng đã nhìn ra cô biết tề lỗi đang lo lắng chuyện của lưu dương ngay từ khi đọc truyện diêu thiên thiên đã có cảm nhận rất phức tạp đối với nhân vật lưu dương này cô vô cùng tức giận vì anh ta đã phản bội tề lỗi nhưng cô cũng hiểu được là do anh ta bất đắc dĩ, bây giờ sau khi nghe Tề Lỗi kể về quá khứ gian khổ của anh ta, cô càng thêm chắc chắn Lưu Dương là bị ép buộc nên mới phải làm vậy. Sai lầm lớn nhất của anh ta đó là có một người cha không đáng tin. Lưu Dương tất nhiên là phải giúp, mà muốn giúp Lưu Dương thì chắc chắn phải giải quyết vấn đề về cha anh ta trước. Sai lầm lớn nhất của Tề Lỗi chính là không biết Lưu Dương có vướng mắc tâm lý, vừa yêu vừa hận, đối với cha mình nên mới không chủ động đi tìm cha của Lưu Dương miễn là anh có thể tìm ra ông ta trước sau đó bắt ông ta vào tù để chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hoặc có thể mang ông ta đến một nơi mà không ai có thể tìm ra được hai cách này cách nào cũng ổn cả làm như vậy là có thể ngăn cản được kết thúc đầy bi thảm của lưu dương trong tương lai lý do tề lỗi bị nhân vật chính đánh bại không phải chỉ vì sự phản bội của lưu dương một phần cũng là do đối phương bố trí rất nhiều bẫy rập nhưng nguyên nhân khiến lưu dương tự sát lại chỉ có một Thông qua lời nói của nhân vật Lưu Dương trong cốt truyện gốc, Diêu Thiên Thiên đã phân tích ra được, tệ lỗi nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền để giúp Lưu Dương tiếp tục đi học. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng sầu lo của tệ lỗi hiện giờ, cô nghi ngờ không biết chàng trai 14 tuổi này thật sự sẽ nghĩ ra được cách sao. Em sao vậy? Mặt ủ mày ê, sắp thành bánh bao đến nơi rồi. Tề lỗi đặt hai tay lên mặt Diêu Thiên Thiên, dùng sức xoa xoa khuôn mặt đang nhăn nhó của cô. Hôm nay anh không đi gặp bạn học đó à? diêu thiên thiên cố hết sức tránh thoát khỏi bàn tay xấu xa của tề lỗi đồng thời hỏi nhỏ một câu tề lỗi lập tức dừng tay lại cậu ngập ngừng nở nụ cười anh rất muốn đến đó nhưng dù có đến thì anh cũng không thể làm gì được ba của cậu ta đã chạy trốn đồ đạc trong nhà cũng đã bị lấy đi hết rồi người nhà bên kia cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa giờ chỉ có chờ phán quyết của tòa án thu hồi lại căn nhà rồi đem bán đi thôi chẳng qua dù có bán nhà thì cũng không đủ để bù đắp cho những tổn thất do vụ hỏa hoạn kia gây ra lưu dương đã quyết định bỏ học để vào nam làm việc tề lỗi không đồng ý nhưng cậu cũng không còn cách nào cho dù có lui một vạn bước thẳng thắn thành khẩn nói chuyện này với cha mẹ vay tiền của cha mẹ đưa cho lưu dương nhưng dựa theo tính tình cuộc cường của thằng nhãi kia cậu ta chắc chắn sẽ không nhận tề lỗi gãi đầu vô cùng sốt ruột nói một khi căn nhà của Lưu Dương không còn thì ngay cả nơi để ở cậu ấy cũng không có. Nếu cha của Lưu Dương bị bắt và nhận sự trừng phạt của pháp luật thì cậu ấy có thể sống tạm ở nhà anh. Nhưng ba của cậu ấy đang bỏ trốn, thế nên dù anh có nói gì với mẹ anh, bà ấy cũng sẽ không cho Lưu Dương ở nhờ đâu. Diêu Thiên Thiên cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó nói, em có tiền, tề lỗi không quan tâm lắm, sờ sờ đầu cô, ừ, để dành đi mua kẹo đi, khoảng 4 năm 6 7 vạn đã lâu rồi Diêu Thiên Thiên không mở sổ tiết kiệm ra xem, cô toàn để cho Vương Nhị Nha xử lý. Sau khi Vương Nhị Nha ly hôn, bà cũng không thiếu tiền. Để đề phòng tương lai xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, bà đã làm một cuốn sổ tiết kiệm cho Diêu Thiên Thiên. Cứ mỗi tháng trong sổ tiết kiệm của cô sẽ được tích trữ theo lãi suất từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ. Đã 5 năm trôi qua, số tiền bên trong sổ tiết kiệm của cô đã tăng lên một khoản không nhỏ. Thời ấy, với những gia đình bình thường thì mấy chục ngàn đã là một số tiền rất lớn, phải tích lũy mười mấy năm mới có được. Nếu không phải Diêu Thiên Thiên luôn hiểu chuyện và độc lập từ nhỏ thì Vương Nhị Nha cũng sẽ không giao sổ tiết kiệm cho cô quản lý. Số tiền 4, 5, 6, 7 đồng cũng không ít, đủ để mua. Tề lỗi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm vào Diêu Thiên Thiên, em nói, em có bao nhiêu tiền? 3, 4, 5, sáu vạn, em, sao em có nhiều tiền thế? Mặt của tề lỗi chứa đầy sự nghi ngờ. Cuối cùng cậu nắm lấy tay của bé heo nhỏ, không ngừng an ủi cô. Không sao, anh sẽ nghĩ ra cách mà em đừng ăn cắp số tiền tiết kiệm mà Dì Vương đã vất vả tích góp được. Diêu Thiên Thiên, cuối cùng cô cũng biết Tề Lỗi đã dùng cách gì để giúp Lưu Dương trong cốt truyện gốc. Thì ra là lấy trộm tiền tiết kiệm trong nhà. Thấy Tề Lỗi không tin lời mình nói, cô tung ta tung tăng dẫn cậu vào trong phòng ngủ của mình. Diêu Thiên Thiên mở chiếc hộp nhỏ có khóa trên ngăn tủ gần đầu giường sau đó lấy cuốn sổ tiết kiệm ở bên trong ra. Trong sổ tiết kiệm có kẹp cả thẻ ngân hàng ATM, khi đó máy rút tiền tự động ATM chỉ mới xuất hiện, có thể đồng thời xử lý hai việc thu thuế và chiết khấu, do trong sổ tiết kiệm có ghi rõ các khoản tiền dự trữ vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ nên Diêu Thiên Thiên quyết định đưa sổ tiết kiệm cho tề lỗi xem. Cậu nửa tin nửa ngờ cầm lấy sổ tiết kiệm, lập tức bị số tiền 62.478. 37 được ghi ở bên trong làm cho kinh hải của em đó. Diêu Thiên Thiên kiêu ngạo vỗ ngực, chị đây là người có tiền, thực ra lúc đầu cô định lợi dụng việc mình biết trước cốt truyện, chờ tới khi lớn hơn chút nữa thì sẽ đi làm một nhà tư bản để kiếm thêm thu nhập cho bản thân, chẳng qua bây giờ cô hẳn còn nhỏ, có thể cho tề lỗi mượn dùng tạm, 60.000 đồng nhân dân tệ không đủ để trả nợ, cũng không đủ để cho Lưu Dương học lên đại học, thậm chí hơn 20 ngày sau, khi vương nhị nha đi gửi tiền tiết kiệm sẽ phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng nhưng diêu thiên thiên tin rằng nếu tề lỗi nhận lấy số tiền này thì cậu chắc chắn có thể khiến tiền sinh tiền không còn cách nào khác ai bảo tề lỗi là nhân vật bốt phản diện còn nhiều bút hơn cả bàn tay vàng của nữ chính chứ tề lỗi nghiêm túc nhìn diêu thiên thiên em lấy số tiền này từ đâu của hồi môn mà mẹ em để dành cho em đó số tiền này mỗi tháng sẽ được cộng thêm một ít đã để dành được rất nhiều năm rồi Vương Nhị Nha đã trở nên thận trọng hơn sau khi xảy ra một đống chuyện máu chó. Bà sợ rằng một ngày nào đó bản thân bị bắt cóc, Diêu Thiên Thiên sẽ không có tiền để tiêu, cũng hết cách rồi, dù là người cha người mẹ nào, nếu trong vòng một tuần hai đứa con của mình đều liên tục bị bắt cóc thì chắc chắn họ sẽ bị ám ảnh mà, trong gà hóa quốc. Tuy nhiên Diêu Thiên Thiên cũng không định nói cho tề lỗi vấn đề này mà chỉ nói là của hồi môn mẹ cô cho cô, tề lỗi nhéo nhẹ vào cái mũi của bé mập, còn nói là của hồi môn, em có biết của hồi môn là gì không? Bản thân không có văn hóa thì đừng dùng chỉ số thông minh của mình hạ thấp chỉ số thông minh của người khác. Chị đây từng đi học đại học đó. Nội tâm của Diêu Thiên Thiên đang cực kỳ kiêu ngạo. Mẹ ơi, đi so đo tri thức với một đứa bé 14 tuổi, thật sự là... Mất mặt, tề lỗi nghĩ một lúc thì cảm thấy cũng có lý. Tề miễu đã bắt đầu nghĩ đến việc gả chồng khi chỉ mới 3 tuổi, ngày nào cũng lấy một cái dẻ lau màu đỏ làm thành khăn vang năm đó cậu còn dùng cái vẻ lau đấy để lau chân nữa chứ, dì Vương có thường xem sổ tiết kiệm không? Tề lỗi suy nghĩ tỉ mỉ một lát rồi mới hỏi. Mẹ em sẽ được trả lương vào ngày 20 mỗi tháng nên bà ấy sẽ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm bằng thẻ ngân hàng, chẳng qua bà ấy sẽ kiểm tra số dư để nhớ lại xem mình còn bao nhiêu tiền, dù sao cũng tốt hơn so với việc kiểm tra chi tiết, chỉ cần tề lỗi có thể kiếm đủ sau đó lấp kín số tiền mà cậu đã lấy trước khi vương nhị nha đi gửi tiền như vậy mọi chuyện sẽ không bị lộ. Trong 20 ngày, tề lỗi tính nhẩm một lát rồi hỏi tiếp, định kỳ hay không kỳ hạn, không kỳ hạn. Vương Nhị Nha sợ Diêu Thiên Thiên không lấy được tiền nên bà đã chọn gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Mặc dù gửi tiền như thế sẽ có lãi suất ít hơn, nhưng bà cũng chẳng thèm để phần lãi suất ít ỏi kia vào trong mắt. Những năm gần đây, số cổ phần của những công ty mà Diêu Đại Vĩ chia cho bà đang phát triển với quy mô càng lúc càng lớn số tiền hoa hồng được chia định kỳ mỗi năm còn không biết tiêu thế nào cho hết, được. Tệ lỗi cất cuốn sổ tiết kiệm đi, anh chấp nhận của hồi môn này, để anh quay về chuẩn bị xính lễ đã, Diêu Thiên Thiên. O, oh, o, oh, tâm trạng của cô hiện giờ đang vô cùng phức tạp. Chàng trai à, cậu chỉ thuận miệng nói đùa thôi đúng không? Chị gái như tôi đã đợi gã biết bao nhiêu năm, cậu nói như vậy thật sự ổn chứ, ổn chứ, ổn chứ. Sau khi đưa tiền cho tề lỗi, cậu lại bắt đầu chơi trò mất tích đến cuối tuần thì nói tới nhà bạn học chơi buổi tối cũng không chịu về nhà đi học thì cũng là ba ngày chơi cá hai ngày nằm võng phơi nắng thần long thấy đầu không thấy đuôi đến giáo viên chủ nhiệm còn không thể túng được tề lỗi vì thấy cậu mất tích đã nhiều ngày nên giáo viên đã liên lạc với phụ huynh của tề lỗi mà hai vị phụ huynh ở nhà sau khi bị lừa bởi những lời nói dối qua loa tắc trách thấy việc nghĩa là hy sinh quên mình của tề lỗi Lưu Minh Yến bèn không ngừng đánh thái cực với giáo viên chủ nhiệm, đánh đến nỗi giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn gọi điện cho phụ huynh nữa, chỉ chờ có điểm kiểm tra của cuối kỳ là ngay lập tức đi tính sổ với bọn họ. Chính vì nguyên nhân như vậy nên tề lỗi mới tránh được một kiếp, giấu được người nhà. Vào ngày 20 hàng tháng, theo thường lệ vương nhị nha bảo cô đưa thẻ ngân hàng cho bà để bà đi gửi tiền. Diêu Thiên Thiên thấp thỏm đưa thẻ cho mẹ, cô sợ rằng Vương Nhị Nha sẽ đòi xem sổ tiết kiệm, nhưng may thay, việc gửi tiền hàng tháng đã trở thành thói quen nên vương nhị nha cũng không nghĩ nhiều bà lấy được thẻ xong bèn đi tới ngân hàng diêu thiên thiên vẫn nâm nớp lo sợ chờ vương nhị nha đi gửi tiền về một ngày này có thể nói là sống trong lo sợ bất an may là sau khi vương nhị nha về nhà cũng không tra hỏi cô tiền đã đi đâu cô bí mật lục ví của vương nhị nha để tìm hóa đơn trên hóa đơn vẫn còn hơn sáu mươi nghìn tệ diêu thiên thiên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi có vẻ như đúng vào thời khắc mấu chốt tệ lỗi đã gửi tiền vào, sau vài ngày, cô lại bí mật đến cây ATM xem số dư trong tài khoản thì phát hiện tiền tiết kiệm chỉ còn lại mấy chục đồng, có lẽ số tiền đó đã bị tệ lỗi lấy đi rồi. Tâm trạng của cô cứ phập phòng lo sợ như vậy suốt một tháng trời, cuối cùng cuộc thi cuối kỳ đã tới. Diêu Thiên Thiên không sợ thi cuối kỳ lớp 3, nhưng các học sinh khác thì lại sợ cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, không khí trong lớp rất căng thẳng ngay cả mấy bé gái bị mộ dung nghiêm gợi lên xuân tâm manh động cũng không còn dùng ánh mắt đâm chọc diêu thiên thiên nữa mà vùi đầu chuẩn bị học tập các học sinh lo lắng về kỳ thi còn diêu thiên thiên thì lại lo lắng về vụ sổ tiết kiệm bị bại lộ chỉ có mộ dung nghiêm là người thoải mái nhất trong lớp chuyện cố định bất biến mỗi ngày của cậu ta là ăn cơm ngủ đến trường đánh thiên thiên hình như kiểu điều trị đã kích đã kích diêu thiên thiên có hiệu quả nên trong vòng một tháng nay Trạng thái tinh thần của Mộ Dung Nghiêm càng ngày càng tốt, ngày ngày được sắp xếp chế độ ăn uống dinh dưỡng điều độ và phong phú nên khuôn mặt nhợt nhạt ban đầu đã dần trở nên khỏe mạnh hồng hào, cánh tay, đôi chân cũng chắc khỏe hơn, lúc đi đường cũng đã bắt đầu ưỡn ngực ngẩng đầu. Quan trọng nhất là cậu ta đã bắt đầu nói chuyện, trước đây, ngay cả khi giáo viên hỏi cậu ta, cậu ta vẫn sẽ không nói lời nào, thậm chí còn không đứng dậy mà ngồi tại chỗ trừng mắt nhìn giáo viên nếu không có gia tộc mộ dung làm hậu thuẫn thì giáo viên đã cho cậu ta đứng úp mặt vào góc lớp hoặc chép lại bài học từ lâu rồi hiện giờ tâm trạng của mộ dung nghiêm rất tốt có lúc còn chủ động giơ tay trả lời câu hỏi điều này khiến giáo viên kích động đến nỗi nước mắt rơi như mưa nước mắt của diêu thiên thiên cũng rơi như mưa cô cố ý giả vờ như không biết giải mấy phép toán đơn giản như sáu x mười lăm còn phải chờ mộ dung nghiêm trả lời phép toán xong thì nhận lấy cái nhìn đầy khinh thường còn không mau sùng bái tôi đi của cậu ta Thực sự rất đau thương, thủ đoạn bắt nạt người khác của mộ dung nghiêm phải nói là không thể tưởng tượng nổi, cậu ta không dùng compa thì sẽ dùng cách của tiểu nhân bị ổi, không dùng cách của tiểu nhân bị ổi thì sẽ dùng mấy trò trẻ con như lấy mất vỡ bài tập về nhà của cô, vân vân và mây mây. Vì không để cho tương lai đứa nhỏ này càng ngày càng trở nên trẻ con hóa, Diêu Thiên Thiên đã quyết định chuyển đổi phương thức đấu tranh của mộ dung nghiêm từ tấn công vật lý thành công kích tinh thần, được rồi thật ra năng lực chịu đã kích hiện tại của cô đã mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều đương nhiên quá trình này là tự thay đổi trong tiềm thức lúc đầu trong vở bài tập về nhà của cô có một vài câu hỏi bỏ trống khi mộ dung nghiêm giấu quyển vở bài tập đó thì đã nhìn thấy nó cậu ta lấy vở bài tập của diêu thiên thiên ra rồi nghiêm túc nhìn cô diêu thiên thiên câm nín cậu đã trộm vở bài tập của người ta thì đừng có mà quan minh chính đại như vậy chứ cô giả vờ lộ ra vẻ mặt mờ mịt mộ dung nghiêm mím môi mở cái miệng tôn quý của mình ra ngốc chết đi được đi kèm theo đó là khuôn mặt vô cùng bất mãn diêu thiên thiên cạn lời đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh sự vui sướng trong mắt cậu điểm số của mộ dung nghiêm không được tốt người đàn ông mua cậu ta không hề có ý định cho cậu ta đến trường cũng sợ rằng nếu đưa cậu ta đến đó thì cậu ta sẽ tìm cách chạy trốn trong cốt truyện gốc mộ dung nghiêm vô cùng lẻ loi nhìn nữ chính đến trường Ngày nào cậu ta cũng nhìn về phía trường như một hòn vọng phu, mãi cho đến khi nữ chính trở về rồi dạy cho cậu ta những nội dung mà mình đã học trên lớp, bằng cách khoa tay múa chân, nữ chính đã dạy cho cậu ta những kiến thức cơ bản về ghép vần, đếm số, giải toán, đối với một đứa bé nhỏ tuổi như mộ dung nghiêm, diêu doanh tâm là tất cả của cậu ta. Cậu ta coi diêu doanh tâm là duy nhất, nhưng lại vì thổi nhỏ bị gậy đánh uyên ương, hơn nữa sau khi cậu ta được đưa về gia tộc đã được nuông chiều quá mức dẫn đến học phải rất nhiều thói quen xấu. Trong một lần mộ dung nghiêm ra ngoài chơi với nhóm bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu, vào năm 15 tuổi, cậu ta đã uống một ly cocktail có chứa thuốc kích thích. Trong lúc mơ mơ màng màng đã vứt bỏ thân thể vẫn còn là sử nam của mình. Đối với nhóm bạn ăn chơi sa đọa của cậu ta mà nói, chuyện này chẳng có gì là to tác cả, không hút thuốc phiện đã là quá ngoan rồi. Tình trạng tra nam của mộ dung nghiêm vẫn như vậy ngay cả khi cậu ta gặp lại nữ chính thái độ của cậu ta đối với nữ chính như gần như xa còn hay tìm những cô gái khác chọc cho nữ chính tức giận mối quan hệ giữa hai người bọn họ cứ như vậy vẫn không có tiến triển gì thêm sau đó có một lần nữ chính bị bắt nạt khi đang quay phim tất nhiên là một nữ phụ ác độc hại o o cô ta phát sốt và được mộ dung nghiêm đưa vào bệnh viện trong lúc nửa tỉnh nửa mê nữ chính nghe thấy giọng nói chứa đầy áp lực của mộ dung nghiêm tâm nhi buồn nôn một vạn lần anh không hề muốn đối xử với em như vậy là do, anh thấy mình không xứng với em. Tra Nam, bác boy người có tính cách xấu xa bỉ ổi, vô liêm sỉ, lưu manh, cặn bã. Sáng sớm năm 15 tuổi sau khi anh tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có hai cô gái trần truồng đang nằm. Khoảnh khắc đó toàn bộ thế giới của anh đã sụp đổ, em đã cho anh tất cả, anh cũng muốn lấy tất cả những gì bản thân mình có dâng hiến cho em, nhưng anh đã không còn gì cả. Sự hồn nhiên, lòng chân thành, thật thà tốt đẹp và tha thiết năm ấy đã hoàn toàn biến mất, giữa bọn họ chỉ còn lại những ký ức xa xưa, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cánh tay của Diêu Doanh Tâm. Cô ta rất muốn tỉnh lại để ông lấy mộ dung nghiêm, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được, xuyên suốt cả bộ truyện thì đó là lần duy nhất mộ dung nghiêm tiết lộ tình cảm của mình dành cho nữ chính. Tất cả thời gian còn lại cậu ta đều làm những chuyện cặn bã, cặn bã đến mức khiến người ta muốn đánh chết cậu ta. Lúc ấy, dưới phần bình luận của chương trước còn tràn ngập những tiếng hô hào kêu gọi đá mộ dung nghiêm ra khỏi hậu cung tuy nhiên sau khi một đoạn này được viết ra bất kể mộ dung nghiêm trong cốt truyện gốc có cặn bã thế nào thì cậu ta vẫn ngồi vững vị trí đệ nhất nam chính tình tiết hát duy nhất mà tác giả miêu tả cũng chỉ có mộ dung nghiêm và nữ chính tất cả phần hát còn lại đều là dùng bóng đèn che đi không cần trình bày nhiều cô hoàn toàn chắc chắn mộ dung nghiêm chính là con trai cưng của tác giả tác giả đã từng nói rằng từ đầu tôi đã định xây dựng hình ảnh con người Mộ Dung Nghiêm vẫn mãi tốt đẹp, nhưng nếu cậu ta cảm thấy mình xứng đôi với nữ chính thì chắc chắn cốt truyện sẽ không thể xảy ra yếu tố nợ hờ. Mặc dù Mộ Dung Nghiêm rất đáng yêu, nhưng những nam chính khác cũng là con trai cưng nên chỉ có thể để bé Nghiêm Nghiêm chịu thiệt thòi thôi. Do nữ chính đã biết được sự thật nên Mộ Dung Nghiêm có làm ra chuyện gì thì cô ta cũng không chịu buông tay. Ngay cả khi Mộ Dung Nghiêm trình diễn bộ phim người lớn với cô gái khác ngay trước mặt Diêu Doanh Tâm, Cô ta vẫn cắn răng rơi lệ đứng đó không chịu rời đi, thánh nữ của chúng ta đã dựa vào sự kiên trì và cố chấp của bản thân để gọi mộ dung nghiêm trở về. Nữ chính muốn cậu ta tìm lại sự tốt đẹp của mình một lần nữa, cảm xúc của Diêu Thiên Thiên khi đọc xong bộ truyện này chỉ có một, mẹ nó, mọi thứ tốt đẹp của mộ dung nghiêm đều dành cho nữ chính, nhưng đồng thời cậu ta đã ném mọi thứ rác rưởi của mình cho vị hôn thê Diêu Thiên Thiên, được nữ chính chữa trị cái con em mày ấy cảm xúc rác rưởi của cậu ta rõ ràng đều là do trạm tiếp nhận diêu thiên thiên xử lý vì thế hệ thống của cậu ta mới có thể quay lại thời điểm virus chưa từng tồn tại điều làm cho diêu thiên thiên đau khổ nhất là trong cốt truyện gốc còn chưa tính vì sao cô đã xuyên vào đây và thay đổi phần lớn cốt truyện rồi mà mộ dung nghiêm vẫn còn coi cô là một chiếc thùng rác hả hãy xem cuốn sổ nhật ký của cậu ta đi nhật ký bắt nạt diêu thiên thiên lập kế hoạch đã kích diêu thiên thiên tổng kết những phương châm đánh bại diêu thiên thiên trình độ học thuật sắp bay lên một tầm cao mới rồi. Mà mộ dung nghiêm, người ban đầu có thành tích học tập kém và luôn để người hầu làm bài tập về nhà hộ mình, vì có thể khinh thường diêu thiên thiên, cậu ta đã cố tình mời các vị bác sĩ và gia sư đã tốt nghiệp dạy các, môn, tiểu, học cho cậu ta. Chỉ trong vòng một tháng, trình độ của cậu ta đã nhanh chóng vọt tới lớp 3, đủ để đạt tới trình độ có thể khinh thường diêu thiên thiên. Kể từ đó, chính sách của mộ dung nghiêm đã thay đổi, thậm chí những ghi chép trong bản nhật ký đều biến thành phân tích tầm quan trọng của tinh thần, quan điểm biện chứng về Diêu Thiên Thiên, sự khác biệt và liên hệ giữa đã kích và đã kích tinh thần, luận về khả năng áp lực tâm lý của học sinh tiểu học lớp 3. Diêu Thiên Thiên, Mộ Dung Nghiêm, cậu định đi vào con đường triết học đó à? Không, không, cô dám dùng compa của Mộ Dung Nghiêm ra đặt cược, vì giáo sư được mời đến dạy học bù cho Mộ Dung Nghiêm chắc chắn học chuyên ngành triết học. Trong mắt gia tộc nhà Mộ Dung, một loạt hành động này của mộ dung nghiêm đều được xem là dấu hiệu bình phục thằng bé càng ngày càng có chí cầu tiến ông nội mộ dung đã từng hỏi dò cháu trai là ở nhà có chỗ nào không quen hay không có thoải mái hay không rồi mấy vấn đề đại loại thế kết quả không biết bằng cách nào lại biến thành một già một trẻ đang thảo luận về sự tác động và đã kích của tinh thần đối với con người ông già vừa tham khảo vừa không ngừng tự hỏi bác sĩ smith này đang dạy mộ dung nghiêm cái gì thế cũng quá thâm sâu rồi đó nhưng mặc kệ thế nào thì tình trạng của mộ dung nghiêm đang càng ngày càng tốt lên và cậu ta cũng đã dần dần chủ động giao tiếp với người nhà cha của cậu ta mộ dung miễn rất muốn tâm sự với con trai giải thích chân tướng chuyện năm đó cậu ta bị bắt cóc nói cho cậu ta biết cha mẹ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm cậu ta về nhà nhưng khi đụng đến vấn đề này mộ dung nghiêm ngay lập tức miếng môi không nói lời nào rồi sau đó lại co vào cái kén nhỏ của mình sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ smith họ nhận được hai phương án thứ nhất, hãy để thời gian giải quyết mọi thứ, chờ tới lúc mộ dung nghiêm trưởng thành rồi thì tự nhiên mọi khúc mắc sẽ được gỡ bỏ, nhưng phải đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này trái tim của mộ dung nghiêm sẽ không bị tổn thương. Bằng không tình trạng bệnh của cậu ta rất dễ tái phát lại, chẳng qua kế hoạch này có một nhược điểm, một khi mộ dung nghiêm đến thời kỳ phản nghịch nhưng lại vì này chuyện này mà bùng nổ. Nó rất có thể sẽ gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đến tận cuối đời. Smith đề xuất phương pháp thứ hai, đó là để Mộ Dung Nghiêm vô tình biết được sự thật, cậu ta chắc chắn sẽ rất muốn biết rõ lý do vì sao mình bị vứt bỏ, nhưng cậu ta lại sợ nghe được câu trả lời tàn nhẫn từ phía người thân, ngay cả trong trường hợp nghe được đáp án mình muốn thì cậu ta vẫn sẽ sợ người lớn đang lừa mình. Một đứa bé đã từng gánh chịu rất nhiều tổn thương thì sẽ có bệnh đa nghi rất nặng, lúc trước bác sĩ Smith cũng đã phải dùng rất nhiều cách mới có thể giao tiếp được với Mộ Dung Nghiêm nói rõ ràng với cậu ta thì dù là đáp án nào cậu ta vẫn sẽ không tin trong trường hợp này để mộ dung nghiêm trong lúc vô tình nghe được đáp án cậu ta sẽ cho rằng là do mình nghe trọng được nên mới biết được bí mật năm đó không ai cố ý nói cho cậu ta thì cậu ta mới cảm thấy nó đáng tin nhất chỉ là phương pháp này có chút nguy hiểm một khi họ không chuẩn bị tốt khiến cho mộ dung nghiêm biết được chân tướng thì cậu ta sẽ càng thêm khép chặt lòng mình lại cả hai phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm nhưng mộ dung miễn đã lựa chọn phương án thứ hai bọn họ cho rằng bố trí một vở kịch và trình diễn cho một đứa bé xem là chuyện rất dễ dàng nhưng mộ dung nghiêm lại không quan tâm đến tất cả mọi chuyện trong nhà mộ dung trong nhiều đêm phu nhân mộ dung ngồi ở trong phòng khóc lóc kể lễ mấy năm nay bà đã mong nhớ mộ dung nghiêm thế nào bà còn oán hận năm đó do chồng mình sơ suất nến mới khiến những thuộc hạ của kẻ thù bắt cóc mộ dung nghiêm đi mất còn mộ dung miễn thì ngồi một bên vừa nghe những lời chỉ trích của vợ vừa vô cùng đàn ông ngồi trên giường hút thuốc sau đó lại phát ra một tiếng thở dài đây đều là những cảm xúc thật sự của họ nhưng họ cũng biết mình phải diễn trò cho con trai xem nên nói như thế nào thì cả hai đều sẽ cảm thấy có chút gượng gạo vì thế họ đã âm thầm tập luyện rất lâu sau đó mới bắt đầu vở diễn đầu tiên họ đã lén cho người làm hỏng bồn cầu trong phòng ngủ của mộ dung nghiêm rồi tìm thợ tới trùng tu lắp đặt các trang thiết bị bằng gạch tráng men sướng sau đó yêu cầu họ phải làm xong trong một ngày điều này khiến cho mấy anh thợ sửa chữa mừng đến nỗi muốn bay lên trời vậy là mộ dung nghiêm chỉ có thể đi ngang qua phòng vợ chồng mộ dung để tới phòng tắm đi vệ sinh người giúp việc phụ trách quản lý mộ dung nghiêm thấy cậu chủ nhỏ đi tiểu đêm thì lập tức báo tin để vợ chồng mộ dung bắt đầu chuẩn bị diễn kịch bọn họ căng chuẩn thời gian chờ mộ dung nghiêm đi ngang qua cửa phòng mình thì phu nhân mộ dung sẽ hét lên một tiếng đều tại ông để hấp dẫn sự chú ý của mộ dung nghiêm là trẻ con thì đứa nào chẳng tò mò có khả năng rất cao là cậu bé sẽ ghé sát vào cửa nhìn lén cha mẹ cãi nhau và sau đó sẽ biết được chân tướng kế hoạch rất tốt nhưng ngày đầu tiên mộ dung nghiêm đã bỏ gần tìm xa bước thẳng đến buồng vệ sinh ở phòng khách nên cơ bản là không đi ngang qua phòng ngủ của vợ chồng mộ dung phòng khách lại được trang hoàng vào ngày hôm sau lần này mộ dung nghiêm đúng là có đi ngang qua phòng ngủ của bọn họ nhưng vì phu nhân mộ dung quá căng thẳng nên không thể nào hét to lên được vào ngày thứ ba phu nhân mộ dung đã luyện tập cả ngày đến nỗi khàn cả giọng tới lúc mấy chỉ giúp việc từ tận đáy lòng cho rằng kỹ thuật diễn của bà đã giống y như thật rồi thì phu nhân mộ dung mới vô cùng tự tin bước lên sân khấu tối hôm ấy bà thật sự đã hét lên được nhưng ngay cả liếc mắt mộ dung nghiêm cũng chẳng thèm liếc lấy một cái mà đi thẳng qua luôn ngày thứ tư cậu ta không đi tiểu đêm đội ngũ tu sửa nhà ở đã phải phá hủy phòng khách rồi lại sửa lại một lần nữa một công trình vốn dĩ chỉ cần hai ngày là có thể hoàn thành thế nhưng lại kéo dài tới một tuần nhà thầu đến tiền đến đến tay cũng trở nên run run sung sướng đến độ còn không thèm khất nợ tiền lương của công nhân cuối cùng mộ dung miễn đành bất đắc dĩ xác định con trai nhỏ của họ không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa mình và vợ dù chỉ một chút theo như smith phân tích thì có hai nguyên nhân một là cậu ta đã quá thất vọng với cha mẹ và đã coi bọn họ như người qua đường, hai là sợ hãi không muốn đối mặt với sự thật phủ phàng. Một kế không thành lại sinh thêm kế, không phải mộ dung nghiêm không quan tâm tới cha mẹ của mình sao? Vậy thì cố gắng tìm ra thứ làm cậu ta quan tâm đi, quá rõ ràng, Diêu Thiên Thiên vô tội lại một lần nữa nằm không cũng trúng đạn. Năm ấy, kỳ thi học kỳ tương đối đơn giản, lớp 3 không cần học tiếng Anh nên chỉ cần thi hai môn ngữ văn và toán học trong một ngày là xong. Sau khi kết thúc kỳ thi, Diêu Thiên Thiên dùng bước chân nặng nề của mình đi ra từ giữa nhóm học sinh tiểu học đang vô cùng thích ý. Cuộc thi lần này, cô cố ý làm sai ba câu toán học, viết sai bảy lỗi chính tả, yêu cầu của bài văn là viết một trăm từ vậy mà cô lại viết chưa đến năm mươi từ. Nhiều năm như vậy rồi, Vương Nhị Nha chưa bao giờ phải lo lắng về thành tích của con mình. Mỗi lần đến buổi họp phụ huynh, người phụ nữ mạnh mẽ này đều sẽ ngẩng cao đầu với vẻ mặt chứa đầy sự tự hào khi nghe cô giáo khen ngợi cô con gái tuyệt vời của mình. Mặc dù Diêu Thiên Thiên hơi mập nên mọi người thường xuyên cười nhạo cô, nhưng trong mắt Vương Nhị Nha, con bà vẫn luôn là bé gái xinh đẹp nhất, cho dù thể trọng của cô nặng hơn những đứa trẻ khác 10 cân. Nếu nói những người khác bị vận hào quang thánh mẫu của Diêu Doanh Tâm làm cho mất trí, thì Vương Nhị Nha chắc chắn là bị ảnh hưởng từ tia sáng mập mạp của Diêu Thiên Thiên làm cho mất não. Diêu Thiên Thiên dám đánh cược, nếu giáo viên cầm bài thi của cô đi tìm vương nhị nha để thảo luận về vấn đề học tập thì phản ứng đầu tiên của vương nhị nha chắc chắn sẽ là ủa mấy đứa trẻ khác đều làm đúng câu này nhưng chỉ có một mình thiên thiên làm sai ngay cả sai con gái của tôi cũng không sai như người bình thường thực sự quá ưu tú vì sao diêu thiên thiên vẫn luôn để cho mộ dung nghiêm tha hồ làm bậy như vậy bởi vì cô ấy nấy dù sao từ đầu đến cuối đều là vì cô nên cốt truyện mới thay đổi ngay cả khi nguyên nhân cô làm thế chỉ là để bảo vệ mình, thì Diêu Thiên Thiên vẫn là người gián tiếp hại một đứa bé rõ ràng có thể chữa khỏi lại phải chịu đựng mấy năm bị ngược đãi, khiến cậu ta chạy trên con đường biến thái càng lúc càng xa. Điều này đã làm thức tỉnh lương tâm vốn không nhiều lắm của cô. Diêu Thiên Thiên cảm thấy nếu mình có thể bù đắp được chút nào thì cứ hay chút đấy đi, nhưng cô cũng đã tự nói với bản thân mình rằng, lương tâm của cô vốn không nhiều lắm, đủ để chứng minh một chút xíu ấy nấy này cũng không có tác dụng gì thực ra có thể nhìn vào một góc độ khác và tự hỏi, Diêu Thiên Thiên à, mày đang muốn làm gì? Nếu nhìn một cách bao quát toàn diện, cô đang nỗ lực không ngừng để chỉnh sửa cốt truyện, khôi phục một vài quan điểm về lối sống, còn nếu nhìn trong một phạm vi hẹp, cô đã giải cứu em gái bị bắt cóc, để cô ta không còn phải sống trong một ngôi làng ở khe núi từ khi còn nhỏ, rồi lại bị bắt gã cho một ông già hơn 50 tuổi, đồng thời. Cô còn thúc đẩy tính cách sống độc lập mạnh mẽ của Vương Nhị Nha, từ đó cứu mạng của mẹ mình còn nhìn theo góc độ cá nhân là ai cũng đều không muốn mình có kết cục bi thảm cố gắng sống sót vì tương lai của mình những điều này chẳng lẽ là sai sao rõ ràng không có gì sai cả nếu đã vậy tại sao diêu thiên thiên vẫn luôn nhẫn nhịn mộ dung nghiêm đến trình độ đáng kinh ngạc như thế hê hê bé heo nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực người khác đương nhiên sẽ không hiểu được sổ tay diệu kế của cô mặc dù tổn thất là thành tích thi cuối kỳ nhưng cô là người đã sống lại một lần cũng hiểu được làm gì có ai quan tâm đến kết quả thi cuối kỳ tiểu học năm lớp 3 chứ. Nhưng chuyện này lại khiến Diêu Thiên Thiên cảm thấy thẹn với Vương Nhị Nha, thôi thì khổ trước sướng sau, hy sinh lúc này là đáng giá, cô sẽ về nhà giải thích kỳ thi lần này với Vương Nhị Nha. Còn chuyện mời phụ huynh tham dự lễ khai giảng học kỳ tới, cô sẽ nhờ tề lỗi đi thay, thằng nhóc này đã lẻn đến một M78, lần nào tề lỗi đến đưa đồ cho tề miểu thì cô ấy cũng đều cảm thấy rất khó chịu lúc nào cũng muốn nhanh chóng đuổi cậu đi hầu như những học sinh trong trường này đều không biết tề lỗi là ai cô chỉ cần hóa trang đơn giản một chút để cậu trông trưởng thành hơn rồi nói cậu là chú của diêu thiên thiên thì chắc chắn sẽ không bị lộ diêu thiên thiên vừa đi vừa đánh vang bàn tính nhỏ trong lòng cô không nhịn được lại nghĩ đến chuyện của mộ dung nghiêm thật sự đôi lúc cô cũng muốn bản thân muốn làm gì thì làm cái đó không phải nhìn sắc mặt của ai cả trong lúc đang cân nhắc thiệt hơn thì một chiếc xe hơi dài màu đen đã đổ ngay trước mặt Diêu Thiên Thiên. Vào thời điểm này, thị trường vừa mới mở cửa, có rất nhiều chiếc xe hơi sang trọng vẫn chưa thể đổ vào thị trường trong nước. Mặc dù gia tộc Mộ Dung rất giàu có, cũng đang trong giai đoạn thị trường mở nhưng họ lại chỉ có thể lái một chiếc xe hơi mui kín có cờ đỏ mà thôi. Cánh cửa bật mở và một đôi chân dài bước ra, Diêu Thiên Thiên sững sờ. "Ô, không phải Mộ Dung Nghiêm à?" người có vóc dáng cao như vậy có lẽ là mộ dung tường chăng mộ dung tường là người đưa mộ dung nghiêm về nhà cậu ta vẫn có một chút ấn tượng tốt đối với người anh trai này bởi vì anh ta không chi uyên rẻ thúy đôi uyên ương số khổ giống như kiếp trước mà nhắc đến mới nhớ với tính tình vặn vẹo của mộ dung nghiêm có lẽ cậu ta thật sự sẽ gọi mộ dung tường đến đây để đàm phán với cô cậu ta không chỉ khoe khoang với cô là quan hệ của mình với người nhà rất tốt mà còn có thể nói với mộ dung tường là cậu ta cũng có bạn bè thật tình mà nói thực sự không muốn có người bạn này, nhưng khi người nọ vừa xuống xe thì Diêu Thiên Thiên đã phủ định suy đoán này. Mộ Dung Tường lớn hơn Mộ Dung như 10 tuổi, giờ cũng chỉ mới trên dưới 20 tuổi mà thôi, chắc chắn sẽ không thể nào có nét mặt như người 30 tuổi này được. Nếu cô nhớ không nhầm, Mộ Dung Miễn đã có một đứa con trai 20 tuổi, tại sao ông ta mới chỉ có 30 tuổi? Ngoại trừ chuyện ông ta có tài năng hơn người, chỉ mới 10 tuổi mà đã có năng lực làm người khác mang bầu. Vậy người đàn ông trước mặt mình là ai? Quản gia của gia tộc Mộ Dung cũng không giống lắm, dáng vẻ rất đẹp trai, lại có thêm khí chất nghiêm nghị, cả cơ thể đều tràn ngập phong thái của người thành công, làm sao có thể chỉ là một quản gia nhỏ bé được? Cháu là Diêu Thiên Thiên đúng không? Người đàn ông hé miệng, giọng nói rất trầm rất ấm, không thể không nói ông ta đúng là người đàn ông quyết trụ nhất kể từ khi Diêu Thiên Thiên xuyên tới đây, cô có cảm giác chỉ cần một câu nói của người đàn ông này thôi cũng đủ để dẫn hồn phách người ta đi mất rồi diêu đại vĩ hiện giờ cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi vẫn chưa bắt đầu đi lên con đường khí phách nam cung tiêu minh và tề lỗi còn quá trẻ nên thiếu mất vẻ quyến rũ của người trưởng thành còn hai nhân vật như thượng quan lẫm và mộ dung nghiêm thì vẫn chỉ là một đứa trẻ may là diêu thiên thiên đã trải qua việc đời cô bày ra dáng vẻ lạnh lùng cao quý gật nhẹ đầu loại cảm giác không bị sắc đẹp cám dỗ này thực sự rất đáng tự hào đó chú xin tự giới thiệu một chút chú là chú ruột của mộ dung nghiêm mộ dung cần chú rất xin lỗi khi đã tự tiện làm phiền đến cháu mong cháu có thể thông cảm cách nói chuyện của người đàn ông này rất lịch sự nho nhã lời nói cũng vô cùng khuôn phép nghe một cái là biết ngay đây là một kẻ đạo đức giả ông ta là mộ dung cần em trai của mộ dung miễn chú ruột của anh em nhà mộ dung từ đầu đến đuôi của cốt truyện gốc mặc dù ông ta chỉ là một cái phong nền trang trí nhưng sự hiện diện như vật trang trí của mộ dung cần cũng rất mạnh mẽ lần thứ hai mộ dung tường bước vào giới giải trí và tỏa sáng trên sân khấu vì nữ chính có một người ở bên cạnh cổ vũ anh ta là có ba phần phong thái của chú hai mộ dung cần ông nội mộ dung vừa xuất hiện nói ba câu thì chắc chắn phải có câu nào đó nhắc đến mộ dung cần cho đến tận bây giờ ông ta vẫn luôn tỏ vẻ tiếc nuối khi mộ dung cần không có ý định kế thừa gia sản mộ dung miễn chỉ có khả năng giữ vững thành trì nhưng lại không thể khai thác nó ông ta không thể theo kịp, thậm chí là không thể so sánh với mộ dung trần. Thời điểm Diêu Đại Vĩ Hùng Dũng oai vệ đứng vững gót chân trong giới thượng lưu ở thành phố B, thì đã có người từng nói rằng ông ta có tài nhưng lại trưởng thành muộn. Nếu ông ta bộc lộ tài năng đúng lúc thì tính ra vẫn có thể so sánh với đứa con trai út mộ dung trần của gia tộc mộ dung. Tính ra lúc đó Diêu Đại Vĩ cũng chỉ có 8 phần khí khái của mộ dung trần lúc 25 tuổi mà thôi, khi tề lỗi giành được sản nghiệp của bốn gia tộc lớn bốn năm chính thêm nhà nữ chính chỉ bằng một chiêu thì đã có người không nhìn được cảm khái cuối cùng cũng có người có thể so sánh được với mộ dung cần năm ấy hầu hết mấy người được sách ra để so sánh với mộ dung cần một phần ba phần hay tám phần đều là những nhân vật có năng lực nhất trong bộ truyện này mà lại không một ai có thể đạt được lời bình luận kiểu như trường gian sống sau xô sống trước giỏi hơn cả mộ dung cần điều đó đã đủ để chứng minh người đàn ông này rất mạnh điểm đáng khâm phục nhất của ông ta là nghĩ đại, học, đi, kiếm, tiền để nghiên cứu hệ thống máy tính thông minh mới xuất hiện. Ngay từ năm 20 tuổi, ông ta đã trở thành người giàu nhất thế giới. Diêu Thiên Thiên, chú Biêu nằm không cũng trúng đạn. Tác giả, bà viết như thế có thật sự ổn không vậy? Bà áp đặt tiểu sử của mấy người nổi tiếng trên Forbes lên người mộ dung cần và nghĩ nó thật sự không thành vấn đề sao? Một phong nền vừa mới bắt đầu lên sàn diễn đã có thể siêu việt hơn nhân vật chính. Diêu Thiên Thiên còn cho rằng ông ta sẽ trở thành một trong những người có hào quang mạnh mẽ nhất trong hậu cung của nữ chính, ngờ đâu, mộ dung Trần thực sự chỉ là một người qua đường có nền tảng và năng lực mạnh mẽ mà thôi. Tác giả bà mô tả ông ấy theo cách này chỉ là muốn sử dụng ông ấy như một chuẩn mực song song để mô tả sự phát triển của nhân vật chính thôi đúng không? Mãi cho đến chương cuối cùng, Diêu Thiên Thiên mới thấy dưới mục cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gặp phong nền lớn nhất của bộ truyện. Không ngờ mộ dung cần người vẫn luôn được đồng thổi là đang phát triển tại nước ngoài này lại ở đây, ngay cả khi gia tộc mộ dung đã bị người ta cướp hết nền tảng, ông ta vẫn không chịu lên sân khấu. Vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, làm rối loạn tất cả kế hoạch của Diêu Thiên Thiên, dẫu sao mộ dung nghiêm cũng chỉ là một đứa trẻ, kể cả là một đứa trẻ tự kỷ thì đôi khi cũng sẽ có lúc nói lỡ miệng, thông qua vài ba câu của cậu ta diêu thiên thiên cũng đoán được người trong gia tộc mộ dung đang rất vui sướng trước sự thay đổi của mộ dung nghiêm hơn nữa còn muốn nói ra tất cả sự thật cho cậu ta biết lúc ấy diêu thiên thiên vô cùng cẩn thận dò hỏi cậu ta cô muốn biết nhà mộ dung đã nói ra chân tướng vì sao mộ dung nghiêm lại bị bắt cóc hay chưa nhưng lại nhận được câu trả lời mộ dung miễn muốn gạt tôi tôi không muốn nghe của cậu ta Diêu Thiên Thiên cảm thấy cách đơn giản nhất để giải thoát cho cậu ta chính là để gia tộc Mộ Dung đưa Mộ Dung Nghiêm đã khỏi được 7-8 phần đến trường khác học. Tốt nhất là cách cô càng xa càng tốt, nếu không cô sẽ khiến con trai của bọn bọ chạy trên con đường biến thái càng ngày càng xa. Nhưng với tiền đề là cô phải để bọn họ nhìn thấy mình thì bọn họ mới có thể biết được chân tướng sự việc. Mà mục đích của Diêu Thiên Thiên chính là muốn mượn cớ Mộ Dung Nghiêm học bổ túc cho cô trong kỳ nghỉ hè, sau đó cô có thể đến gia tộc Mộ Dung cả một kỳ nghỉ hè dài như vậy cô tin chắc những người trong gia tộc mộ dung nhất định có thể nhìn ra cách thức trao đổi đáng quan ngại giữa cô và mộ dung nghiêm diêu thiên thiên cũng sẽ nhân cơ hội này nghĩ cách giúp mộ dung nghiêm dỡ bỏ khúc mắt với cha mẹ có thể nói là một công đôi việc sau khi mộ dung nghiêm dỡ bỏ khúc mắt với cha mẹ rồi thì có lẽ cậu ta sẽ tin tưởng bọn họ hơn sau đó mộ dung nghiêm sẽ bắt đầu khao khát sự chú ý của cha mẹ hơn vì bản thân cậu ta đã khuyết thiếu tình thương trong nhiều năm sự chú ý của những đứa bé đều có giới hạn nếu mộ dung nghiêm chú ý tới cha mẹ mình rồi thì sẽ không còn quan tâm tới diêu thiên thiên nữa cô cũng sẽ lợi dụng chuyện này để yêu cầu cô giáo đổi chỗ ngồi hoặc là chuyển lớp chưa tới mấy tháng thì mộ dung nghiêm sẽ quên mất cô thôi và sau khi vợ chồng mộ dung miễn nhận được lòng tin của con trai hẳn sẽ lại đưa cậu ta đến chỗ vị bác sĩ smith đó sống một thời gian đúng là không còn cách nào khác nhận ra tính cách của con trai càng ngày càng trở nên méo mó thì làm gì có cha mẹ nào không sốt ruột chứ nói chung dù kết quả thế nào thì vẫn sẽ có lợi cho diêu thiên thiên vì thế cô mới cố ý để mình bị mộ dung nghiêm chèn ép nhiều ngày như vậy mắt thấy mọi chuyện chuẩn bị đại công cáo thành không ngờ mộ dung cần lại xuất hiện mau nói đây là mộ dung cần trước khi sống lại hay là sau khi sống lại trước khi sống lại thì thôi đi còn sau khi sống lại cô vẫn chưa đọc qua truyện mới thì phải làm sao bây giờ làm thế nào để phá vỡ một bộ truyện được chèn thêm một nhân vật khác trong một bộ truyện khác chứ thế giới này sẽ hỗn loạn mất bên trong nội tâm diêu thiên thiên không ngừng hiện lên ba chữ đậu má mày còn biểu tình trên mặt thì lại giống như tự kỷ cô thực sự không biết phản ứng thế nào nên chỉ có thể học theo mộ dung nghiêm mộ dung phong nền đánh giá diêu thiên thiên một lượt cô phải chờ mất một lúc thì ông ta mới nói cô cô diêu chú nghĩ chúng ta cần nói chuyện trong đầu diêu thiên thiên vẫn đang không ngừng tự hỏi không đúng cốt truyện có chút gạt người nếu mộ dung cần sống lại tại sao ông ta biết rõ mộ dung nghiêm sẽ bị lừa bán trong cốt truyện gốc mà không ra tay cứu người luôn chẳng lẽ ông ta định cho mộ dung nghiêm có cơ hội gặp lại nữ chính thánh mẫu lưu ý thánh mẫu ở đây là động từ sao hay là cái vị mộ dung cẩn sống lại này kiếp trước ông ta là người nước dét sau khi qua đời thì xuyên không và sống lại ở đất nước trung hoa vì vậy linh hồn trong cơ thể mộ dung cần cũng không phải mộ dung cần bản chính mà là một người ngoài cuộc không biết chút gì về cốt truyện ông ta sẽ có ngào khí ngút trời như vậy là bởi vì ông ta còn giữ lại trí nhớ của thế giới trước chắc chắn là thế nếu không phải vậy thì làm sao có thể đến lượt diêu đại vĩ mở rộng bàn tay vàng đầu tư mộ dung cần sớm đã cướp hết đi rồi nghĩ đến đây diêu thiên thiên chậm rãi ổn định lại tinh thần cô bình tĩnh lắc đầu với mộ dung cần dù sao cô cũng đang giả làm một đứa trẻ với lại rất có thể Mộ Dung Cần và cô đều đến từ một thế giới. Cô vẫn nên cố gắng ít tiếp xúc với ông ta thì hơn. Nhỡ đâu cô lại không cẩn thận nói lỡ một số chuyện, ví dụ như mấy thuật ngữ trên mạng như là em gái mày, vân vân, sau đó lại bị Mộ Dung Cần phát hiện ra thì. Mộ Dung Cần vừa mới trở về Trung Quốc, sau khi nghe xong kế hoạch của anh trai mình, ông ta cảm thấy có chỗ không ổn. Mộ Dung Cần cho rằng trẻ nhỏ rất nhạy cảm, không thể lừa dối một đứa trẻ bằng cách diễn kịch được hơn nữa diêu thiên thiên chỉ là một đứa trẻ chưa chắc có thể giữ kín bí mật nếu cô bé thực sự tiết lộ một chút thông tin ra ngoài thì có lẽ cả đời này mộ dung nghiêm sẽ không bao giờ tin mọi người trong nhà nữa ông ta cảm thấy mình nên tìm diêu thiên thiên nói chuyện một chút để tìm hiểu xem cô bé có nhan sắc bình thường này đã làm cách nào để chữa khỏi bệnh cho mộ dung nghiêm diêu thiên thiên béo hơn trong ảnh rất nhiều dáng người lại thấp thật sự nhìn không ra cô bé này đã dùng cách gì để chữa bệnh cho mộ dung nghiêm Mộ Dung cần thấy Diêu Thiên Thiên từ chối, định đến gần cô để nói gì đó thì đột nhiên có một trận gió lớn quét qua, không hiểu sao phía trước ngực bắt đầu trở nên tê rần, hình như ông ta vừa trúng một chiêu vô ảnh cước. Bóng người trước mắt ngoán lên một cái, Diêu Thiên Thiên giống như có khả năng dịch chuyển tức thời, thoáng một cái đã cách xa ông ta tận 10 mét, vô ảnh cước, chiêu thức của Hoàng Phi Hồng. Mộ Dung cần chỉ thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đang ôm Diêu Thiên Thiên như gà mái đang bảo vệ gà con, cô ấy trừng mắt, Ánh mắt trừng rực lửa, đề cao cảnh giác giận dữ nói, còn dám lại gần thiên thiên nhà tôi, tôi sẽ không khách khí đâu. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.